Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 28. Dám làm nhục huyết minh, thật là tự tìm cái chết. Mà hắn Lý Huyền Quân thân phận, đúng lúc là một vị trưởng lão. Huyết minh trưởng lão mặc dù có rất nhiều cái cấp bậc, nhưng là Diệp Thần hiển nhiên là toàn đều mắng. Lý Huyền Quân lắc đầu một cái, hàn dứt lời hạ, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không quý trọng, vậy thì xin lỗi, vừa vặn ngươi phụ thân cũng ở đây huyết minh, cũng nên để cho cha con các ngươi đoàn tụ. Động thủ, bắt lại người này. Dứt lời, một đạo màu máu phóng lên cao. Huyết minh mười mấy đạo thân ảnh hướng Diệp Thần đi. Tốc độ cực nhanh. Ngắn ngủi một giây thời gian, Diệp Thần liền bị bao vây. Những người này trên mình mang sát ý lạnh như băng, đỉnh đầu lại là ngưng tụ ra một đạo màu máu cửa hư ảnh. Vượt qua Xa Lạc Kiếm Tông đệ tử. Mấu chốt mỗi một người đều là trận pháp thế đi. Diệp Thần, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập huyết minh, là huyết minh làm việc. Lý Huyền Quân thanh âm lạnh như băng chậm rãi rơi xuống. Diệp Thần ánh mắt quét nhìn vây quanh mười mấy người. Hừ lạnh một tiếng, Côn Lôn hư bất kỳ võ đạo tông môn, cũng không có tư cách. Cuồng ngông. Hừ, Lý trưởng lão, và thằng nhóc này nói nhảm cái gì, hắn coi thường máu cửa, chỉ có thể nói minh người này nói thì hay làm thì dở, hắn căn bản không biết rõ cường giả chân chính. Một người trong đó nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm hiện lên lạnh như băng huyết quang trực tiếp hướng Diệp Thần đi. Mấy người còn lại thấy vậy, tự nhiên cũng là động thủ. Bọn họ không có bất kỳ thu lực, Diệp Thần mạnh mẽ bọn họ nhưng mà cảm thụ qua. Oanh! Ngay tức thì bộc phát ra đợt khí, dường như muốn đem toàn bộ hướng Thánh Sơn đỉnh núi lật. Ý định giết người lăng như vậy, trong không khí, tràn ngập khí tức lạnh như băng, sâu tận xương tủy. Nhìn mười mấy đạo thân ảnh từ mười mấy phương hướng chạy thẳng tới mình, Diệp Thần con người bỗng nhiên co rúc lại. Như vậy mười mấy người, bất kỳ một người nào. Nếu như đặt ở Hoa Hạ, đều là đứng đầu tồn tại. Cho dù ở Côn Lôn hư, cũng không thể khinh thị. Tầm thường người tu luyện, đối mặt giờ phút này mười mấy người liên thủ, chỉ sợ đã không biết làm sao, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng là, Diệp Thần không giống nhau. Ở đây trời ý định giết người chính giữa, Diệp Thần khóe miệng nhưng là lộ ra một tia cười nhạt. Hắn đã sớm vào huyết minh thế bất lưỡng lập, dưới mắt muốn bộ ra phụ thân tung tích. Chỉ có chém chết những người này. Lưu một cái người sống đủ để. Ở đó mười mấy đạo thân ảnh giết tới trước người trong nháy mắt, Diệp Thần trong mắt tinh quang bung ra. Nếu đã kéo ra giết hại mở màn, cần gì phải để ý giết nhiều một ít. Muốn đánh, liền đánh một trận đã ghiền. Huyết long và bổn mạng linh phù đồng loạt sử dụng. Đan điền linh khí lại là đang điên cuồng trôi qua. Diệp Thần trong mắt ý định giết người lóe lên. Sát lục linh phù. Hai tay chồng lên, trong tay nhanh chóng nặn ra từng cái phù ấn, Diệp Thần quanh thân khí thế ổn định leo lên. Oanh! Kinh khủng đợt khí tăng vọt. Chẳng qua là ở rất ngắn thời gian chính giữa, Diệp Thần bên người đợt khí bão táp, toàn gió cuộn sạch. Hắn một thân chân khí, nếu như nước lũ bùng nổ, quanh thân giết hại khí, điên cuồng xông ra. Thiên địa bát phương, linh khí tới tụ. Một đạo sát lục linh phù, hai đạo sát lục linh phù. Đảo mắt bây giờ, Diệp Thần trong tay nặn ra năm đạo sát lục linh phù. Chém. Ngay tại mười mấy đạo hàn quang đánh tới, chạy thẳng tới Diệp Thần chỗ hiểm mà đến ngay tức thì, Diệp Thần đột nhiên quát lên. Ông. Trong tay phù ấn ngưng tụ, linh phù bên trong mang theo cuồng bạo sấm sét, ngay tức thì thi triển. Đồng thời, Diệp Thần đem chấn hồn kiếm cắm trên mặt đất. Bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi ngay tức thì và chấn hồn kiếm đụng vào nhau. Rào rào. Gió lớn chính giữa, một đạo như thực chất yếu kết giới, vô căn cứ ra đời. Phốc phốc phốc. Ở kết giới dâng lên đồng thời, mười mấy tiếng nặng nề tiếng va chạm tiếp liền truyền tới. Bất ngờ không phải là tới đánh mười mấy huyết minh cường giả, bọn họ vũ khí đánh vào đến sát lục linh phủ chính giữa. Toàn bộ kết giới kịch liệt run rẩy, điên cuồng chấn động sau đó, kết giới trên ba quang lưu chuyển, dần dần ninh lắng xuống. Những cái kia huyết minh cường giả đao kiếm toàn bộ bị điên cuồng chặt đứt. Hóa thành từng đạo mảnh vỡ. Làm sao biết? Mặt đầy âm vụ huyết minh cường giả trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ.
Không thể nào. Lý Huyền Quân cũng là trợn to hai mắt. Tại sao có thể như vậy? Một màn trước mắt, để cho bọn họ cảm giác nghẹt thở. Bọn họ mười mấy người thực lực như thế nào, chính bọn họ rõ ràng nhất bất quá. Mười mấy người liên thủ một kích, bất kỳ thần du cảnh hậu kỳ người tu luyện, đều phải tránh lui mười mấy bỏ. Nhưng mà, bây giờ, một cái tuổi chừng 20 tuổi vô danh tiểu tốt, lại lấy một đạo linh phù kết giới phong ấn mười mấy người liên thủ một kích. Giờ phút này, mười mấy người này, chỉ cảm thấy chiêu thức của mình, tựa như lâm vào vũng bùn chính giữa, tựa như chìm đến uông dương biển khơi bên trong. Tùy ý bọn họ bộc phát ra như thế nào kinh khủng đợt khí, đều đang không cách nào nghiền trước mắt vậy một tầng kết giới. Thậm chí, muốn thu tay lại, đều đã bị hạn chế. Mau lui lại. Mắt thấy như một màn này, mười mấy người cầm đầu trung niên nam tử lại là con ngươi co rúc lại, la lớn. Tình huống không ổn. Lui. Tiếng nói rơi xuống, cổ tay run một cái, chính là thấy những thứ này huyết minh cường giả chuẩn bị rút về binh khí của mình. Lui, nếu đã tới, liền không cần lui. Lui, cười nhạo. Diệp Thần chính là dự định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bắt lại mười mấy người này. Hắn há có thể để cho cái này mười mấy người ung dung thối lui. Huyết minh đem phụ mẫu nhốt, lại là mang đi phụ thân. Thậm chí phụ thân có thể ở Côn Lôn hư huyết minh trong chịu khổ. Huyết minh dám động phụ thân một sợi lông tơ, hắn liền dùng tất cả mọi người máu tươi hiến tế. Nếu để cho đám người này chạy trốn, sát lục linh phù thi triển ra còn có ý nghĩa gì? Nếu mười mấy người này tới, vậy thì toàn bộ lưu lại đi. Sát lục linh phù, giết. Ở mười mấy người cưỡng ép rút vũ khí ra, muốn thối lui đồng thời, Diệp Thần trong tay phù ấn đổi thành. Oanh! Nguyên bản ba quang lưu chuyển kết giới ở nơi này phù ấn dưới, nhất thời kịch liệt run rẩy. Một hồi tiếng nổ chính giữa, đột nhiên vạn đạo ánh sáng bắn ra. Mỗi một đạo ánh sáng, cũng như lôi điện, nhanh mạnh vô cùng. Mỗi một đạo ánh sáng, cũng như lưỡi dao sắc bén, khí thế gào thét. Rầm 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 rầm. Đi ánh sáng răng khắp nơi. Nguyên bản kết giới bao trùm trong phạm vi, giờ khắc này tựa như hóa là địa ngục nhân gian, giết hại không chỗ nào không có mặt. Ý định giết người xen lẫn ra một tấm thiên la địa võng, đem muốn thối lui mười mấy huyết minh cường giả phong tỏa trong đó. Vào giờ phút này, ánh sáng giao thoa trung tâm, Diệp Thần một mặt lạnh lùng, trong mắt sắc bén chạm chạm. Hắn, tựa như chính là cái này một mảnh thiên địa chúa tể, chính là cái này một mảnh thiên địa người phán quyết. Thiên la địa võng dưới, vậy mười mấy bị bao phủ xuống huyết minh cường giả. Như biến thành địa ngục nhân gian này chính giữa con mồi. Chờ đợi bọn họ, chỉ có xẻ thịt. Không, à không, à à à, không muốn. Tiếng kêu thảm thiết tiếp liền không ngừng. Gào thét tiếng điếc tai nhức óc. Máu tươi phun ra, máu thịt tung tóe. Một trưởng kia ánh sáng đan vào thiên la địa võng chính giữa, giờ phút này mười mấy huyết minh cường giả như rơi vào đến cửu u địa ngục. Máu thịt chia lìa, xâm nhiên xương trắng lộ ra. Xương trắng nghiền, hóa là bụi bẩm, tiêu tán ở gió lạnh chính giữa. Giết! Rốt cuộc ở mười mấy người hoàn toàn mất đi sức chống cự ngay tức thì, Diệp Thần thân hình cướp ra, tiến vào đến đan vào thiên la địa võng bên trong. Phốc phốc phốc! Chấn hồn kiếm xông ra, kiếm khí ngang dọc. Trần Thiên Lê truyền thụ cho kiếm pháp đồng loạt xông ra. Hát! Diệp Thần tu vi mặc dù không địch, nhưng là có huyết long và linh phù thêm thân, hơn nữa vạn đạo kiếm tôn nghịch thiên kiếm kỹ. Ở đó một khối thiên địa bên trong, Diệp Thần thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Đây cũng là luân hồi mộ địa mộ chủ, mạnh mẽ nhất chỗ. Cho đến Diệp Thần xuyên qua vậy một mảnh hỗn loạn thiên địa, sau lưng ánh sáng, dần dần tản đi. Oanh! Mười mấy tiếng nặng nề đánh sập tiếng truyền tới. Diệp Thần trong tay trấn hồn kiếm, một tia vết máu, đang theo trường kiếm, rơi xuống. Hắn trên mình phun trào ra cực mạnh giết hại khí. Phảng phất từ trong địa ngục bò ra tử thần. Lấy một địch mười mấy, Diệp Thần nghiền ép. Ưng ực. Cho đến một tia gió lạnh thổi qua, bên trong sân mơ hồ truyền đến một hồi tiếng nuốt nước miếng. Còn dư lại huyết minh cường giả hoàn toàn bị dọa. Mới vừa rồi xem Diệp Thần chém chết Lạc Kiếm Tông, mặc dù kinh người, nhưng là cũng không có như thế quỷ dị à.
lực một người, hơn nữa còn là hoa hạ cường giả chân nguyên cảnh, lại nghiền ép mười mấy vị huyết minh cường giả. Những người này mặc dù không phải là huyết minh cao cấp cường giả, nhưng vậy chưa đến nỗi giống như giết gà như nhau sa sút gà. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. Làm sao có thể, đều chết hết, lại có thể đều chết hết. Một vị trong đó huyết minh cường giả, chỉ Diệp Thần, khóe miệng run rẩy. Giờ khắc này, ở hắn trong mắt, tay cầm chấn hồn kiếm Diệp Thần, liền phảng phất từ địa ngục chính giữa đi tới sứ giả, vô cùng khủng bố. Những cái kia xa xa vây xem Phan Quốc Hoa, Bách Lý Hùng, cũng hoặc là khác hoa hạ võ đạo giới cường giả. Hoàn toàn bị kinh hãi. Bại lộ ở bọn họ trước mắt giống như là một chàng giết hại thịnh yến. Mấu chốt Diệp Thần giết người đều không phải là người bình thường à. Trời à! Bọn họ con người xúc tới cực điểm, trừ rung động, vẫn là rung động. Diệp Thần, ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi, nhưng là ngươi ngay trước mặt của ta giết ta nhiều đệ tử như vậy, ngươi có thể biết muốn trả giá cao gì. Lý Huyền Quân trong tay đã sử dụng một thanh trường kiếm. Trường kiếm vừa ra, toàn bộ núi Côn Lôn linh khí tựa như liên tục không ngừng hội tụ đi. Diệp Thần mặt không cảm giác. Hắn máu kia thịt sống vậy trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Huyền Quân, gằn từng chữ ta phụ thân Diệp Thiên Chính ở đâu. Nói cho ta cho ngươi một con đường sống, nếu không, các người nếu từ Côn Lôn hư đi ra, liền vĩnh viễn ở lại hoa hạ núi Côn Lôn đi. Diệp Thần trả lời, để cho Lý Huyền Quân thần sắc biến đổi, ánh mắt càng phát ra khó khăn xem. Ngươi chém giết mười mấy người chẳng qua là huyết minh đệ tử bình thường mà thôi, nhưng là bây giờ, ngươi phải đối mặt chính là huyết minh ngút trời tức giận. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, ta phụ thân ở đâu? Diệp Thần trong tay chấn hồn kiếm huyết khí đậm đà đến mức tận cùng. Diệp Thần, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn quan tâm ngươi phụ thân. Nếu ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi, ngươi phụ thân đã sớm bị chúng ta huyết minh dầm bể cho chó ăn, như thế nào? Đáp án này các người có thể hài lòng. Ta phụ thân, người không có tư cách làm nhục, chết. Diệp Thần trầm giọng quát lên. Tiếng nói rơi xuống, hai chân đạp đất, cả người như cự thú cướp ra. Tự tìm cái chết. Lý Huyền Quân điều động quanh thân hơi thở, đối với còn lại những cái kia huyết minh tinh nhuệ nói, bắt lại người này đầu lâu. Chỉ cần thi thể, không muốn sống miệng. Trưởng lão. Cơ hồ ngay tức thì. Một từng đạo hàn quang hướng Diệp Thần lao đi. Diệp Thần trong tay chấn hồn kiếm chém giết đi. Vốn cho là có thể dễ như trở bàn tay chém chết, lại không nghĩ rằng, những người này, đều ở đây chân nguyên cảnh tầng thứ 5 trên. Cực kỳ khủng bố. Thậm chí Diệp Thần ở cuồng bạo kiếm ý bên trong, lại cũng không cách nào ung dung tiến lên trước một bước. Phốc suy. Máu tươi phun ra. Diệp Thần cũng chỉ có thể miễn cưỡng chém chết mấy người. Một kiếm rơi xuống, xương máu đầy trời. Ước chừng mười mấy giây thời gian, Diệp Thần trên mình đã xuất hiện mấy đạo vết thương. Huyết long và bổn mạng linh phù lực lượng đang cấp tốc biến mất. Không chỉ như vậy, đan điền chân khí vậy đang điên cuồng chạy mất. Đồng thời, Diệp Thần còn phát hiện, Lý Huyền Quân biến mất. Đáng chết! Lý Huyền Quân phảng phất là vô căn cứ biến mất vậy, không có để lại bất kỳ dấu vết gì. Cái này làm cho Diệp Thần lòng, không khỏi trầm xuống. Vạn đạo kiếm pháp, phá. Diệp Thần cổ tay run một cái, huyết quang thoáng qua. Ông, tại chân khí quán chú dưới, chấn hồn kiếm kiếm lóng lánh ra chói mắt hào quang. Khí lạnh uy nghiêm, kiếm khí tràn ra. Oanh, kiếm quang như lôi điện, phá vỡ thương khung, hóa là huyết long, chiếm đoạt đất đai. Nhưng là không có mạnh mẽ chân khí kiếm kỹ giờ phút này nhưng lại yếu đi mấy phần. Kiếm ý ngay tức thì bị những cường giả kia xé. Thậm chí Diệp Thần đã cảm giác được có mệt mỏi cảm giác tấn công tới. Hắn vết thương trên người lại thêm mấy đạo. Luân hồi mộ địa Trần Thiên Lê tự nhiên cũng là chú ý tới một màn này. Đồ nhi, cái này mười mấy người thực lực bất kỳ một người nào lấy ra, đều không ở dưới ngươi, Lý Huyền Quân ẩn núp ở trong bóng tối. Một có cơ hội tất nhiên sẽ bùng nổ ý định giết người, người trạng thái bây giờ muốn đối kháng rất khó, đám này hèn hạ người, chính là muốn dùng sa luân chiến hao hết sạch người chân khí và lực lượng. Dưới mắt, người vận dụng linh phù rời đi nơi đây. Đối đãi người đan điền khôi phục, tìm lại đám người này tính sổ, không muộn.
Trần Thiên Lê cho ra cao nhất phương án. Hắn mặc dù có thể dùng cuối cùng một đạo lực lượng giúp Diệp Thần giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng là một khi thi triển, hắn liền biến mất ở giữa trời đất. Hắn còn có một chiêu trọng yếu nhất kiếm quyết không có dạy cho Diệp Thần. Hắn không muốn chỉ như vậy biến mất. Từ vậy trên trận cổ chiến dịch sau đó, hắn chưa từng thua một tên học trò. Càng không có nhận nghiêm túc thật xuống hưởng thụ qua tình thầy trò. Mà dưới mắt, Diệp Thần tồn tại cho hắn hy vọng. Hắn không muốn mang tiếc nuối rời đi. Vậy đạo kiếm quyết phải dạy cho Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần tự nhiên hiểu Trần Thiên Lê ý nghĩa, đám này người huyết minh cũng mặc kệ công bằng. Nếu không cũng không biết ở Côn Lôn hư danh tiếng như vậy chi thúi. Hắn không do dự nữa, thân thể về phía sau lao đi, đồng thời, ngón tay bóp quyết, một đạo ngàn dặm phù trực tiếp sử dụng. Ông! Chỉ gặp vậy một quả linh phù bị bóp vỡ, trong nháy mắt ánh sáng lần lượt thay nhau, không gian hơi thở tràn ngập ra, một cổ to lớn dính dấp lực, tựa hồ phải đem Diệp Thần lôi ra Uông Dương biển khơi. Còn muốn đi, nằm mơ. Nhưng mà, đối mặt thi triển ngàn dặm phù Diệp Thần, huyết minh Lý Huyền Quân nhưng là đột nhiên xuất hiện. Trở lại cho ta. Ngay tại Diệp Thần thân hình mắt thấy thì phải biến mất ở chỗ này ngay tức thì. Lý Huyền Quân cổ tay run một cái, trầm giọng quát lên. Rầm rầm. Vậy vung tay lên bây giờ, tựa như che phủ hết thảy. Bao gồm linh khí bị đuổi, vặn vẹo không gian bị định cách. Sắc sắc. Mơ hồ bây giờ, nghe được một hồi giống như thực chất vậy thanh âm truyền tới, ngàn dặm phù chế tạo ra vậy một cổ hấp lực lại rất miễn cưỡng bị bóp nghiền. Đụng. Diệp Thần bóng người, từ giữa không trung bị hung hăng ném rơi xuống. Đập xuống ở một viên trên cây lớn. Xì. Nguyên bản còn cố nén vậy một ngụm máu tươi, lại cũng không cách nào ức chế phun vải ra, Diệp Thần sắc mặt ngay tức thì trắng bệch. Lật đật ngưng tụ ngàn dặm phù, ở thuộc về trạng thái tột cùng Lý Huyền Quân trước mặt, chẳng qua là chút tài mọn, căn bản không phải thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Diệp Thần sắc mặt tái nhợt đến trình độ cao nhất. Nguy cơ tử vong, giờ khắc này rốt cục thì hoàn toàn hướng Diệp Thần cuốn tới. Hừ, ở trước mặt lão phu, còn muốn chạy trốn. Cũng tốt, nếu ngươi không thức thời vụ, lão phu liền trước hái được đầu ngươi nói sau. Cắt đứt Diệp Thần đường chạy trốn, nhìn miệng to thở dốc Diệp Thần, Lý Huyền Quân khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt vậy nụ cười. Rầm 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 rầm. Ở nơi này tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Lý Huyền Quân thân hình đồng thời tại chỗ biến mất. Không tốt. Sát cơ mãnh liệt như sóng lớn cuốn tới. Diệp Thần lòng, nặng rơi xuống đáy cốc. Như có một cái tay vô hình, bóp mình cổ họng, Diệp Thần chỉ cảm thấy một hồi nghẹt thở. Đừng hòng. Mắt thấy vậy một đạo hư ảnh xuất hiện ở mình trước mặt, nguy cơ dưới, một đạo huyết quang trực tiếp lao ra, hoành đương đi. Để cho Diệp Thần bất ngờ là, lần này lao ra lại là Trảm Long Kiếm. Linh Kiếm hộ chủ. Cái này ở trong truyền thuyết sự việc, lại có thể vào thời khắc này xảy ra. Trảm Long Kiếm là Diệp Thần tự tay ở tỉnh Chiết Giang Chu gia chế tạo, cấp bậc và Trấn Hồn Kiếm không cách nào so sánh. Nhưng là lại cùng Diệp Thần ngay cả động tâm huyền. Hơn nữa, con đường đi tới này, đều là Trảm Long Kiếm bồi bạn hắn. Trảm Long Kiếm không biết mang Diệp Thần giết bao nhiêu người. Người ở đây, Trảm Long Kiếm liền ở. Người mất, Trảm Long Kiếm liền biến mất. Đinh! Một hồi thanh thúy tiếng va chạm một khắc sau nổ tung. Sắc sắc, huyết quang lóe lên, vậy bồi bạn Diệp Thần vượt qua vô số lần nguy cơ sinh tử Trảm Long Kiếm lên tiếng đáp lại mà đoạn. Có lẽ cái này Trảm Long Kiếm, là hoa hạ hiếm thấy thần binh lợi khí. Nhưng là, đối với Côn Lôn Hư mà nói, cuối cùng chẳng qua là vật phàm, như thế nào ngăn cản cường giả loại này một kích toàn lực. Đụng, kiếm gãy đồng thời, nặng nề tiếng va chạm truyền tới. Lý Huyền Quân một trưởng kia uy lực còn lại. Hung hăng đập rơi vào Diệp Thần trên mình. Ken két ca. Có thể nghe rõ ràng, Diệp Thần nghe được từng trận tiếng xương cốt gãy truyền tới. Trong miệng máu tươi cuồng phún, Diệp Thần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lại không có chút máu. Vậy một cổ tràn ngập ở bầu trời đêm chính giữa xương máu, biến thành sáng lạn nhất hình ảnh. Đụng. Ngũ tạng lục phủ tựa hồ đã toàn bộ vỡ vụn, quanh thân xương cốt tựa như gãy lìa. À. Cũng không nhịn được nữa, Diệp Thần phát ra một hồi tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết.
Chết, giờ khắc này khoảng cách Diệp Thần như vậy đến gần. Một lần nữa, Diệp Thần cảm thấy sâu đậm không có sức. Không cam lòng. Cái này hơn một năm qua, mình bỏ ra nhiều ít, nhận chịu nhiều ít. Diệp Thần quá rõ bất quá. Thù lớn chưa trả, ân oán chưa dứt, hôm nay, mình thì phải bỏ mạng nơi đây. Không. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cặp mắt đỏ thấm, Diệp Thần như tuyệt vọng dã thú, điên cuồng gào thét. Đối mặt từng bước một không nhanh không chậm hướng mình đi tới, trên cao nhìn xuống mình Lý Huyền Quân, Diệp Thần sắc mặt dữ tợn. Lý Huyền Quân lãnh đạm nhìn Diệp Thần, thằng nhóc, mặc dù huyết minh có thừa dịp người gặp nguy hiểm nghi, nhưng là tu luyện giới chính là như thế tàn khốc, sẽ không có người đồng tình ngươi. Giống như, ta bây giờ giết ngươi, ai nguyện ý ra tay giúp ngươi? Ta thậm chí quên, ngươi chỉ bất quá tới tuổi 20 mà thôi. Ở Côn Lôn Hư, ngươi cái tuổi này, đạt tới như thực lực này, mỗi một cái tông môn cũng phỏng đoán muốn cướp. Đáng tiếc, ngươi đắc tội huyết minh, lại là gặp ta Lý Huyền Quân. Ta Lý Huyền Quân thích nhất chính là bóp chết ngươi loại thiên tài này. Ha ha! Giờ khắc này Lý Huyền Quân giữ tợn đến trình độ cao nhất. Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm gãy mất Trảm Long Kiếm, trong mắt tràn đầy tia máu. Hắn đem Trảm Long Kiếm nhặt lên, cầm ở lòng bàn tay, sau đó cưỡng ép chống đỡ đứng lên. Thanh kiếm này, và ta chinh chiến hồi lâu, hắn là một bộ phận của thân thể ta, nhưng là ngươi nhưng phá hư nó. Ở ta trong mắt, mạng ngươi, ngươi huyết minh mạng của tất cả mọi người, cũng kém hơn ta Trảm Long Kiếm. Lý Huyền Quân gặp Diệp Thần lại còn có thể đứng lên. Lại là nói một ít không giải thích được tiếng nói, hừ lạnh một tiếng, một chuôi phá kiếm mà thôi, coi là đồ chơi gì, ta kiếm trong tay mới là chí cường kiếm. Bây giờ, ta sẽ dùng thanh kiếm này, chặt đứt đầu lâu ngươi. Một giây kế tiếp, Lý Huyền Quân trên mình bộc phát ra cực mạnh lực, vậy linh kiếm tốt hơn giống như phá vỡ không khí, xé hết thảy. Sát cơ lạnh như băng hoàn toàn bao quanh Diệp Thần. Mà giờ khắc này, Diệp Thần một hơi một tí. Tay cầm Trảm Long Kiếm, nhưng là lộ ra một đạo nụ cười. Hắn bên tai vang lên một đạo lời nói, đồ nhi, phá sau đứng, Trảm Long Kiếm tuy đoạn, nhưng là những ý nghĩa tân sinh, sau trận chiến này, nếu như ta vẫn tồn tại, ta dạy một mình ngươi nuôi kiếm phương pháp, cái này Trảm Long Kiếm lúc này hộ chủ, nếu như hấp thu những thứ khác linh kiếm thuộc tính, tất nhiên mạnh mẽ. Còn nữa, Trảm Long Kiếm kiếm linh đối với ngươi mà nói, là một đạo thiên đại cơ duyên. Bây giờ, dưới mắt hết thảy các thứ này đều giao cho vi sư, vậy Lý Huyền Quân dựa vào tu vi nghiền ép tại ngươi, hôm nay ta sẽ để cho hắn gặp vì sao là ngút trời kiếm. Mượn thân thể ngươi dùng một chút. Mà giờ khắc này, Lý Huyền Quân kiếm ý mang giết hại và vô tình, đã điên cuồng rơi xuống. Ở giữa thiên địa, tất cả năng lượng hội tụ một chiêu. Khí thế bừng bừng. Diệp Thần sống chết chỉ ở thời gian vừa niệm. Hắn tự nhiên thấy Diệp Thần nụ cười, ở hắn xem ra, đây là Diệp Thần buông tha hành vi. Một kiếm này lực lượng, đã đang đi vào cõi thần tiên cảnh trên. Một cái chân nguyên cảnh tiểu tử, lại bị trọng thương, đan điền chân khí khô kiệt, lấy cái gì ngăn cản một kiếm này. Hắn khóe miệng đã lộ ra người thắng vui sướng. Sẽ ở đó một đạo hàn quang mắt thấy thì phải bắn tới Diệp Thần cổ ngay tức thì, Diệp Thần nhưng là ngẩng đầu lên. Khí tức quanh người mờ ảo đứng lên. Định. Một tiếng hừ nhẹ, Diệp Thần một bước bước ra, tựa hồ đón vậy nhức mắt kiếm quang, ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời đưa ra. Đinh. Thực chất vậy tiếng va chạm bung ra, thanh thúy vô cùng. Lý Huyền Quân cái này kích phát vô tận lực một chiêu, lại không thể tưởng tượng nổi ở Diệp Thần hừ lạnh một tiếng chính giữa, im bặt đỉnh cách. Vậy linh khí bốn phía cao cấp linh kiếm. Giờ phút này cứ như vậy thật đơn giản bị kẹp ở Diệp Thần hai ngón tay chính giữa. Giờ khắc này, cả thế giới, cũng yên tĩnh. Giờ khắc này, đúng cái thiên địa, đều ngừng chuyển động. Thời gian tựa như đỉnh cách. Mây đen đã tản đi, một tia ánh sáng thấm vào xuống, hóa là sáng chói chói lọi. Lý Huyền Quân trong tay sát ý đã hoàn toàn thu lại, giờ khắc này Diệp Thần vậy hai ngón tay liền giống như thế gian thần binh hạ xuống. Tựa như có thể ngăn trở cả thế giới. Ai có thể nghĩ tới Lý Huyền Quân cái này hội tụ toàn lực một kích, lại cứ như vậy miễn cưỡng bị Diệp Thần lấy hai ngón tay lực dừng hình ảnh lại.
Cái này làm cho Lý Huyền Quân bực nào kinh hãi. Không thể nào à. Một kiếm kia uy lực, đừng nói giờ phút này chật vật không chịu nổi Diệp Thần, coi như thuộc về thời kỳ tột cùng thần du cảnh cường giả cũng không khả năng như vậy ung dung à. Cái này mẹ hắn rốt cuộc là cái quỷ gì? Kiếm hắn nhưng mà chém sắt như chém bùn vậy tồn tại. Huyết quang kiếm. Côn Lôn hư Lý gia tổ truyền vật. Hắn mang kiếm này không biết chém giết nhiều ít cao cấp cường giả. Nhưng bây giờ lại mẹ hắn chuyện gì, hai ngón tay. Đây chính là máu thịt hai ngón tay à. Những cái kia huyết minh cường giả, thậm chí còn Bách Lý Hùng các người đều nín thở. Thậm chí còn có người dụi mắt một cái, tựa như gặp quỷ. Liền tại tất cả người không cách nào hiểu lúc đó, Diệp Thần lên tiếng, một tên phế vật, một chuôi phá kiếm, liền muốn động ta vạn đạo kiếm tôn người, buồn cười. Phế vật, Lý Huyền Quân nhưng mà huyết minh trưởng lão à. Nếu như hắn là phế vật, toàn thiên hạ người đều là phế vật. Mà hắn trong tay huyết quang kiếm, lại là cực phẩm linh kiếm. Tổ truyền ngàn năm, ai dám nói toạc kiếm. Cút, một tiếng hừ lạnh. Chỉ gặp Diệp Thần hai ngón tay run một cái, một cổ to lớn lực lượng bỗng nhiên bùng nổ. Oanh! Như sấm nổ tung. Vậy vô cùng chân quý huyết quang kiếm liền ở dưới con mắt mọi người, lần vài vết rách. Ken két ca. Sau đó, toàn bộ gãy lìa. Hóa là bột. Tiêu tán ở giữa trời đất. Cái này, làm sao có thể? Lý Huyền Quân ánh mắt đều phải bùng nổ. Đây chính là vực ngoại huyết quang thạch chế tạo à? Thần du cảnh thậm chí còn siêu phàm cảnh cũng không thể để cho nó gãy lìa. Bây giờ con mẹ nó lại có thể trực tiếp thành phấn. Cái này muốn dạng gì lực lượng? Lý Huyền Quân mới vừa muốn nói cái gì, đợt khí bỗng nhiên lăn lộn. Hắn tim đều phải bể mất, chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Lần này, Lý Huyền Quân oanh bay ước chừng mấy chục mét xa. Cường đại lực lượng đập gãy mười mấy cây cây lớn. Cuối cùng mới rơi xuống đất. Bụi bẩm cuồn cuộn, khí thế kinh người. Lý Huyền Quân trong miệng máu tươi không ngừng khạc ra, sắc mặt đã tái nhợt đến cực hạn đến nước. Sau lưng máu thịt mơ hồ. Miệng to thở dốc, hít vào nhiều, hả giận thiếu. Ai có thể nghĩ tới nguyên bản nỏ mạnh chi cung Diệp Thần, lại có thể ngắn ngủi hai ngón tay liền đem vô cùng cường đại Lý Huyền Quân đẩy vào đến ranh giới tử vong. Cái thế giới này điên rồi phải không? Chẳng lẽ tiên tôn nhập vào người à? Trời à! Giờ phút này, núi Côn Lôn đỉnh núi, yên tĩnh đến mức tận cùng. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trong miệng hộc máu Lý Huyền Quân. Một màn này, tới quá nhanh. Sắp đến tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Những cái kia còn dư lại huyết minh cường giả diễn cảm cơ hồ dữ tợn, thậm chí liền nắm kiếm tay cũng đang điên cuồng run rẩy. Một cổ vô hình sợ hãi cuộn sạch toàn thân. Bọn họ thật sợ à. Liền Lý trưởng lão cũng không địch lại thằng nhóc này, bọn họ làm sao ngăn trở. Giờ khắc này Diệp Thần, ở bọn họ trong mắt chính là tiên tôn hạ xuống, không đâu địch nổi. Xa xa vây xem Phan Quốc Hoa cùng với đông đảo hoa hạ võ đạo giới cường giả từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại. Mặc dù bọn họ không biết Diệp Thần tại sao phải ở quyết tử cảnh bùng nổ. Nhưng là hết thảy cũng không trọng yếu. Núi Côn Lôn đánh một trận. Côn Lôn hư cường giả đại bại. Diệp Thần tất nhiên thành là người chọn đầu tiên chiến Côn Lôn hư hoa hạ cường giả. Mà hoa hạ Diệp gia, chỉ cần Diệp Thần không chết, liền ngồi vững vàng hoa hạ gia tộc cao cấp ngai vàng. Không có một trong. Dưới mắt, tất cả mọi người trong lòng cũng hối hận đứng lên. Hối hận không có ở ban đầu lấy lòng Diệp Thần cùng với Diệp gia à. Bách Lý Hùng trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm trạng. Hắn trong lòng hoàn toàn bị chấn nhiếp. Hắn biết Diệp Thần mạnh mẽ và nghịch thiên, nhưng không biết, tên này đối mặt Côn Lôn hư hơn 10 vị cường giả, còn bá đạo như vậy. Hắn âm thầm vui mừng, Bách Lý gia tử vừa mới bắt đầu liền cùng Diệp Thần giao hảo, con gái mình Bách Lý Băng lại là và Diệp Thần quan hệ không tệ. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à. Sau ngày hôm nay, bất kỳ đắc tội Diệp gia thế lực và gia tộc sợ là sẽ phải hoàn toàn biến mất ở hoa hạ. Không cần Diệp Thần ra tay, thì có thế lực cường đại vì lấy lòng Diệp Thần, tự mình trấn áp. Đây cũng là hôm nay Diệp Thần sức ảnh hưởng. Mà giờ khắc này, Diệp Thần lạnh nhạt nhìn lướt qua Lý Huyền Quân,
từng bước hướng đối phương đi tới. Hắn quanh thân tản ra hoang cổ hơi thở, mờ ảo hết sức. Một cái ánh mắt, tựa như là có thể trấn áp một khối thiên địa. Lý Huyền Quân trong miệng không ngừng khạc ra máu tươi, cố nén thân thể đau đớn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Diệp Thần. Lý Huyền Quân tự nhiên phát hiện Diệp Thần trong mắt xa lạ. Huống chi, hắn rõ ràng Diệp Thần lực lượng, một cái chân nguyên cảnh không thể nào ở thời gian ngắn bùng nổ như thế kinh khủng lực lượng. Bất kỳ đan dược cũng không làm được. Ta là ai? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, Lý Huyền Quân cả người tựa như bị một cổ vô hình khí lưu dựng dậy. Quá khó chịu. Ngay cả hô hấp vậy biến thành sa cầu. Ta là Vạn Đạo Kiếm Tôn. Lời nói lạnh như băng rơi xuống, Lý Huyền Quân thân thể truyền tới đùng đùng tiếng vang. Vô số máu tươi tràn ra. Người này như thế nào nghiền ép hắn đổ nhi, hắn liền như thế nào đánh trả. Đây cũng là nguyên tắc. Toàn bộ núi Côn Lôn vang lên từng đạo Lý Huyền Quân rên rỉ thống khổ. Huyết Minh nghe lệnh, ngưng tụ máu tươi, nhanh lên phế người này à. Lý Huyền Quân gặp còn dư lại Huyết Minh cường giả không một cái động thủ, lại là nổi giận nói. Những cái kia Huyết Minh cường giả cái này mới phản ứng được, đồng loạt bức ra một giọt máu tươi. Khí thế bỗng nhiên tăng lên. Toàn bộ núi Côn Lôn cuồng phong nổi lên, làm cho lòng người sợ hãi. Vô số xương máu phun trào. Mơ hồ bây giờ, mặt đất lại xuất hiện một đạo máu đỏ cửa, cửa phong cách cổ xưa hết sức. Chính là Huyết Minh ký hiệu. Màu máu cửa vừa ra, sát cơ lạnh như băng hoàn toàn phóng thích. Còn dư lại Huyết Minh cường giả đồng loạt sử dụng trường kiếm, trực thủ Diệp Thần chỗ hiểm. Vô số kiếm ý, lại có thể vào giờ khắc này hội tụ thành một chuôi kiếm to. Kiếm to tựa như chúa tể hết thảy, hoa phá trường không. Ở kinh khủng kia tiếng xé gió chính giữa, một cổ khí tức rét lạnh, ngay tức thì tràn ngập mở ra. Ánh sáng bạc thoáng qua, khí lạnh đánh tới, mặt của mọi người sắc đột nhiên biến hóa. Cháy máu tươi và tu vi, tất cả mọi người chí cường kiếm kỹ hội tụ một kích. Có người đột nhiên kinh hoàng lên tiếng. Loại thủ đoạn này chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết, nhưng không nghĩ tới giờ khắc này nhưng là triệt để hiển lộ. Diệp Thần gặp nguy hiểm. Lý Huyền Quân nhìn như một màn này, không để ý thương thế lạnh lùng cười, Diệp Thần, ngươi không biết ta còn chưa ra hết thực lực đi, mặc dù lần này giá phải trả rất lớn, nhưng là có thể chém chết ngươi vậy là đủ rồi. Ta quản ngươi là cái gì Vạn Đạo Kiếm Tôn vẫn là Ngàn Đạo Kiếm Tôn, đắc tội Huyết Minh, chỉ có một con đường chết. Mà giờ khắc này, Diệp Thần ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Thậm chí ở kiếm to kia muốn rơi xuống, cũng không có đảm nhiệm phản ứng gì. Hèn mọn người, lại còn mưu toan dung chuyển núi cao. Ở ta Vạn Đạo Kiếm Tôn trước mặt chơi kiếm, buồn cười. Diệp Thần lên tiếng, thật đơn giản một câu nói, sóng âm tách thả ra. Vậy mười mấy thanh kiếm hội tụ kiếm to, trực tiếp gãy lìa. Còn dư lại Huyết Minh đệ tử đều cảm giác được kiếm của mình thật giống như mất đi khống chế. Vậy một cổ đúng sự thật thế chấp vậy đợt khí đối với oanh với nhau. Một hồi nổ âm. Như sấm, chấn động thiên địa. Rắc rắc. Một giây kế tiếp, dị biến nổi lên. Núi Côn Lôn đỉnh núi tất cả vũ khí toàn bộ gãy lìa. Không chỉ công kích Diệp Thần Huyết Minh cường giả, liền liền những cái kia vây xem hoa hạ võ đạo giới cường giả cũng giống như vậy. Không có một cái binh khí có thể may mắn tránh khỏi. Như vậy thần uy, hoàn toàn để cho tất cả mọi người hóa đá. Một câu nói. Liền phá hủy tất cả mọi người vũ khí. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Thế gian thật có thủ đoạn như vậy. Phốc thử. Kinh khủng đợt khí bùng nổ, những cái kia Huyết Minh cường giả thân hình đi lang thang, miệng phun máu tươi, có chút đến gần người, trực tiếp hóa là xương máu, vỡ ra. Quá mức giữa không trung trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số đạo rễ như bớn kiếm ảnh. Phảng phất từ trong hư không chui ra. Đồng loạt bắn về phía những cái kia Huyết Minh cường giả. Giờ khắc này, núi Côn Lôn đỉnh núi chính là nhân gian luyện ngục. Máu thịt phun ra. Mười mấy cái hoàn chỉnh thể xác trực tiếp tan tành. Máu thịt thành sông. Núi Côn Lôn chi đỉnh chỉ có chết vắng vẻ. Lý Huyền Quân thấy một màn này, nụ cười hoàn toàn cứng ngắc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần.
đáy lòng chỉ có một lời, cái này mẹ hắn là cái gì yêu nghiệt à. Nhiều như vậy huyết minh cường giả máu tươi lực cũng có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ, coi như huyết minh minh chủ cũng không khả năng à. Hắn theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng phát hiện một đạo vô hình bình phong che chở phong tỏa hết thảy. Hắn hoàn toàn bị vây khốn. Diệp Thần từng bước hướng Lý Huyền Quân đi tới. Cục diện dưới mắt, hắn có thể khống chế, liền lấy về quyền khống chế thân thể. Trần Thiên Lê đã yếu ớt đến mức tận cùng, lập tức phải tiêu tán. Hắn phải tốc chiến tốc thắng. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Lý Huyền Quân, nói ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề, huyết minh ở đâu, ta phụ thân ở đâu. Lý Huyền Quân con ngươi đều là kinh hoàng, huyết minh có quy định, bất kỳ liên quan tới huyết minh bí mật cũng không thể nói ra. Nếu không, hắn cuộc đời này cũng biết bị huyết minh vô cùng vô tận đuổi giết. Lý Huyền Quân đối với huyết minh cực độ trung thành. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Diệp Thần, ta trước đã nói, người phụ thân đã bị băm thành thịt nát cho chó ăn. Bỏ mặc ngươi hỏi thế nào, ta đều là câu trả lời này. Ngươi giết ta thì như thế nào? Kiếp này, ngươi đừng hòng gặp lại Diệp Thiên Chính. Còn nữa, ngươi đắc tội huyết minh, vô cùng hậu hoạn. Hoa Hạ không gánh nổi ngươi, thế gian tất cả mọi người đều không bảo vệ được ngươi. Ha ha ha, Lý Huyền Quân nụ cười dữ tợn vang khắp. Diệp Thần nhìn trước mắt một màn, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trực tiếp một chỉ điểm ra. Trần Thiên Lê lực lượng vẫn còn ở, giờ phút này hắn tu vi xa xa cao hơn Lý Huyền Quân, tự nhiên có thể cướp lấy trí nhớ. Khi tay chỉ chạm được Lý Huyền Quân mi tâm nháy mắt, một cổ màu tím khí lưu trực tiếp bị Diệp Thần hấp thu. Trong đầu lại là vô số đạo hình ảnh thoáng qua. Mà Lý Huyền Quân nhưng là đau đến không muốn sống, loại cảm giác này tựa như nghẹt thở. Giống như, rất miễn cưỡng rút ra cách hắn linh hồn và trí nhớ. Hắn phát hiện đầu óc trống rỗng. Trong mắt hắn tràn đầy máu đỏ, thế gian lại có thủ đoạn như vậy. Cái này thằng nhóc TQ kết quả là người nào? Ngươi! Lý Huyền Quân mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần buông lỏng ngón tay, trong mắt toát ra chói mắt sắc bén. Sau đó năm ngón tay trực tiếp ụp lên Lý Huyền Quân đầu lâu trên. Chỉ nghe gặp một tiếng thanh thúy rắc rắc, Lý Huyền Quân đầu lâu trực tiếp bị tháo xuống. Càng bị Diệp Thần nhét vào xó xỉnh. Hết thảy các thứ này, đối với Diệp Thần mà nói, tựa như chính là một kiện không đáng kể sự việc. Hắn con ngươi nhưng vào lúc này bắn về phía Côn Lôn hư phương hướng. Bởi vì trong đầu hắn có một đoạn trí nhớ này chính là liên quan tới phụ thân Diệp Thiên Chính. Đó là một tòa mây mù vòng cự phong bên trong. Cự phong bên trong có một tòa máu đỏ phạm văn cửa, nội môn là một tòa khí thế khoáng đạt đền. Mà đền chỗ sâu hầm giam, u ám thêm giam. Ẩm ướt không chịu nổi, phảng phất là bị thế giới vứt bỏ xó xỉnh. Một cái có chút tang thương người đàn ông trung niên, vết thương khắp người, áo sơ mi đã tan vỡ mấy phần. Ngồi xếp bằng, không có bất kỳ sợ hãi. Người đàn ông trung niên mở mắt ra, mở miệng nói, bỏ mặc các người dùng thủ đoạn gì, ta Diệp Thiên Chính câu trả lời vẫn là hai chữ kia không biết. Giờ khắc này, Diệp Thần trong mắt tựa như xuất hiện một đạo vô hình lửa giận. Lửa giận từ trong con người phóng thích, bao trùm toàn thân. Chỉ vì là người đàn ông này chính là phụ thân hắn Diệp Thiên Chính à. Bị khốn đốn huyết minh hầm giam. Mà trong hình, còn có một cái ông già. Cái này ông già hơi thở khủng bố. Cả người tử bào. Từ Lý Huyền Quân trong trí nhớ, cái này ông cụ áo bào tím chính là huyết minh địa vị tôn quý Trịnh trưởng lão. Huyết minh trưởng lão có 6 cấp bậc, trong đó kim bào tôn quý nhất, thứ nhì chính là tử bào trưởng lão. Bất kỳ một vị tử bào trưởng lão đề nghị đối với huyết minh đều có sâu xa ảnh hưởng. Bọn họ ở huyết minh địa vị liền giống như Bách Lý Hùng ở Hoa Hạ địa vị. Đủ để gọi đem, không thể hoặc thiếu. Diệp Thần từ trong trí nhớ rõ ràng tới đây, quả đấm nắm chặt, sát khí ngút trời. Cũng nên đi một chuyến Côn Lôn hư, huyết minh nếu như trời, vậy ta Diệp Thần liền chảm phá trời này. Hắn thực lực mặc dù không đủ, nhưng là tay cầm luân hồi mộ địa, hắn lại có sợ gì? Cùng chấn hồn phá dương thạch năng lượng bị vậy còn dư lại 3 tòa mộ bia hấp thu, cũng có thể mở. Đến lúc đó, hắn liền nhiều mấy đạo lá bài tẩy. Mà giờ khắc này,
Diệp Thần trong thân thể xông ra một tia sáng trắng, chính là Trần Thiên Lê. Trần Thiên Lê cơ hồ trong suốt, hắn nhìn một cái Diệp Thần, mở miệng nói, vi sư có thể giúp ngươi đến nơi này, kế tiếp đường cần chính ngươi đi, còn nữa, trước thầy giao phó sự việc ngươi không nên quên, ngươi nhất định thật là tò mò vi sư ban đầu hóa là thực chất đi nơi nào. Ta có thể nói cho ngươi, vi sư đi Côn Lôn hư là ngươi bày cục, một cái trong đó liền và khối ngọc bội kia có liên quan, còn như còn dư lại, cùng ngươi đi bên trong tự nhiên sẽ biết. Côn Lôn hư vậy ba khối mộ bia hẳn rất mau là có thể dẫn đường, đến lúc đó vậy ba người hẳn sẽ để cho ngươi hoàn toàn lột xác. Vi sư thành tựu vạn đạo kiếm tôn, cả người kiếm pháp vậy coi là có người nối nghiệp, mặc dù không cách nào dạy ngươi toàn bộ, nhưng là những cái kia trọng yếu, ngươi hẳn nắm giữ xong hết rồi, chờ ngươi thực lực càng mạnh, ngươi liền vượt có thể cảm nhận được ta dạy ngươi kiếm pháp ở giữa ảo diệu chỗ. Vốn là vi sư còn muốn dạy ngươi cuối cùng một đạo kiếm quyết. Kiếm quyết này ngươi bây giờ thực lực không cách nào thi triển, nhưng là chờ ngươi thực lực tiến thêm một bước, cũng có thể miễn cưỡng thi triển bộ phận. Dưới mắt vi sư không cách nào tự tay dạy ngươi, chỉ có thể đem kiếm quyết một ít nội dung quan trọng tụ vào ngươi thức hải, ngươi từ từ lĩnh ngộ đi. Nói xong, Trần Thiên Lê một bước bước ra, đi tới Diệp Thần trước mặt, sau đó chỉ điểm một chút ở Diệp Thần trán. Ánh sáng chui vào. Diệp Thần cảm giác một cổ cường đại tin tức lưu cuộn sạch. Trong đầu lại là xuất hiện mấy chữ. Vạn kiếm quy tông. Không chỉ cái này bốn chữ, trong đầu hắn còn xuất hiện một bức họa mặt. Ác liệt vô cùng kiếm kình do thể mà sống, Trần Thiên Lê thân hình hóa là vô hình, kình khí tứ tán tràn ngập. Vô số đạo lợi kiếm mưa to gió dữ vậy bay cuộn, bay múa đầy trời, kiếm thế như mạng, uy lực không đâu địch nổi, đủ để tan biến sơn hà. Đồ nhi, chờ ngươi bước vào chân nguyên cảnh thứ ba tầng cũng hoặc là tầng thứ tư. Hẳn có thể lĩnh ngộ. Bây giờ, vi sư cũng nên rời đi, có duyên phận người ta liền có thể gặp mặt lại. Trần Thiên Lê thanh âm càng ngày càng nhẹ. Đúng rồi, rời đi đang lúc, người kêu nữa ta một tiếng sư phụ đi, liền làm người ta giữa nói tạm biệt. Diệp Thần có chút lộ vẻ xúc động, sư phụ. Trần Thiên Lê nói liên tục ba tốt, được được được. Ta Trần Thiên Lê không uổng công cuộc đời này. Ta có một kiếm, nghiền cái thế giới này. Ta có một kiếm, tắm máu thế tục luân hồi. Ta có một kiếm, muốn cùng giả nhân giả nghĩa chúng thần quyết chiến. Ta có một kiếm, sắc bén đối với ác ma. Ta có một kiếm, lật đổ tất cả. Lúc xưa kiếm mạc ngôn lính thua trận. Làm ta kiếm chỗ chỉ, đó chính là ngươi kẻ địch, cho dù cùng thế giới là địch, cũng được, ta kiếm ý cùng tình yêu chưa bao giờ, từ không thối lui. Trống la vang khắp, cát vàng từ từ, kinh thiên một kiếm. Chặt đứt vạn trường hồng trần. Trần Thiên Lê cuối cùng tựa như đang ngâm sướng trước cái gì, hư ảnh hoàn toàn tiêu tán, lại là biến thành một đạo tinh mang chui vào Diệp Thần ấn đường. Diệp Thần ngẩn ra, hắn không hiểu Trần Thiên Lê cuối cùng bài thơ là ý gì. Nhưng có thể cảm nhận được Trần Thiên Lê không câu chấp và cuồng ngông. Đây có lẽ là kiếm cảnh giới tối cao. Đồng thời, luân hồi mộ địa tòa kia Trần Thiên Lê mộ bia vậy hoàn toàn vỡ vụn. Tiêu tán thế gian. Lần kế gặp mặt, chẳng biết lúc nào. Ngay tại lúc này, Diệp Thần phát hiện một cổ cực mạnh hơi thở từ trong đan điền phún ra ngoài. Lại muốn đột phá. Hắn cảm giác được Trần Thiên Lê biến mất trước vậy đạo lực tính lại có thể điên cuồng tràn vào hắn đan điền bên trong, lại là dung nhập vào hắn toàn thân. Loại này sảng khoái cảm giác cơ hồ muốn cho hắn rên rỉ. Hắn thân thể thậm chí truyền đến đùng đùng thanh âm. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt thân thể mỗi một nơi bắp thịt đều run rẩy. Hắn thân thể tựa như sóng lớn lao nhanh, một cổ cực mạnh hơi thở thế như trẻ tre xông phá hết thảy trói buộc. Triệu chứng muốn đột phá. Mỗi một vị đại năng rời đi, hắn sẽ gặp có một đạo năng lực tụ vào hắn thân thể, để cho hắn đổi được cường đại hơn. Lần này cũng không ngoại lệ. Diệp Thần không do dự nữa, cũng không để ý chung quanh thi thể và máu tươi. Trực tiếp ngồi xếp bằng, núi Côn Lôn linh khí liên tục không ngừng hướng Diệp Thần tụ đến. Sư phụ, người dạy ta vạn kiếm quy tông, hôm nay ta liền phá vỡ cảnh giới, nắm giữ cái này kiếm quyết. Diệp Thần thân thể lại là huyết long xông ra, sát ý ngút trời. Xa xa vây xem những cái kia hoa hạ võ đạo giới cường giả dĩ nhiên là cảm nhận được Diệp Thần muốn đột phá. Rối rít lắc đầu,
Bọn họ biết Diệp Thần nghịch thiên, lại không nghĩ rằng, một cuộc chiến đấu, lại có thể lại để cho thằng nhóc này đột phá. Thằng nhóc này chẳng lẽ lại không thể cho bọn họ lưu một ít mặt mũi? Bách Lý Hùng con người đông lại một cái, bước ra một bước, đối với sau lưng hơn 10 vị thiết huyết doanh cường giả nói, thiết huyết doanh, có đây. Ờ, một tiếng gầm thét vang khắp Vân Tiêu. Bách Lý Hùng lần nữa bước ra một bước, phân phó nói, hôm nay, chúng ta liền là Diệp tiên sinh hộ pháp. Người bất kỳ đến gần, giết chết không bị tội. Tướng quân. Dứt lời, vậy mấy chục đạo thân ảnh rối rít đi tới Diệp Thần 100 mét đất, tựa như tạo thành một cái vòng lớn, gắt gao bảo vệ Diệp Thần. Mà Bách Lý Hùng nhưng là đi tới Diệp Thần bên người, trong tay cũng là xuất hiện một thanh trường kiếm trực tiếp đâm vào trước mặt đất đai trên. Chiến ý ngập trời con người gắt gao nhìn chằm chằm mọi người. Chỉ cần có người dám quấy rầy Diệp Thần đột phá, không có bất kỳ lý do gì, trực tiếp chém chết. Đây cũng là hắn nắm trong tay Hoa Hạ thiết huyết doanh quyền lực. Mà cùng lúc đó, huyết minh đền bên trong. Một vị ông cụ áo bào tím bất ngờ mở mắt ra. Chính là vị kia phụ trách điều tra và lùng bắt Diệp Thần tổng chỉ huy, Trịnh trưởng lão. Hắn cách đó không xa địa phương, có một dãy sinh mạng ngọc bài, mà giờ khắc này sinh mạng ngọc bài lại có thể đồng loạt vỡ vụn. Hoàn toàn ảm đạm. Hình ảnh này, chưa bao giờ có. Trịnh trưởng lão đứng lên, đi tới vậy xếp sinh mạng ngọc bài trước, sắc mặt hoàn toàn tối. Những cái kia phái đi ra ngoài chu diệt Diệp Thần huyết minh cường giả tất cả đều chết hết. Không chỉ như vậy, liền liền Lý Huyền Quân lại cũng không có sống sót. Lý Huyền Quân thực lực gì, hắn so người bất kỳ đều biết. Thần du cảnh cường giả cũng không nhất định có thể làm khó hắn à. Kết quả dưới mắt, nhưng chết. Phái đi ra ngoài mấy chục người, lại có thể không có người nào còn sống. Hắn diễn cảm khó khăn xem đến mức tận cùng. Bành! Trịnh trưởng lão nổi nóng đến mức tận cùng, lại là một trưởng vỗ ở nhà cột đá trên. Cột đá tại chỗ vỡ vụn. Bụi mù cuồn cuộn dậy. Rốt cuộc là ai? Ai dám giết ta hơn 10 vị huyết minh cường giả? Chẳng lẽ là vậy Diệp Thần? Làm sao có thể, coi như Diệp Thần có nghịch thiên thiên phú, hắn chỉ bất quá mới tới tuổi 20, làm sao có thể bằng sức một mình liền chém chết nhiều cường giả như vậy? Hoa Hạ võ đạo giới cũng không khả năng có cường giả cũng như thực lực này. Sát Ly, đi ra. Trịnh trưởng lão lời nói vừa dứt hạ, một cái người đàn ông trung niên liền quỷ dị khó lường xuất hiện ở trịnh trưởng lão bên người. Trưởng lão. Trịnh trưởng lão con người đông lại một cái, lạnh lùng nói cảnh giới của ngươi đang đi vào cõi thần tiên cảnh tầng 6, dù là ở Côn Lôn hư vậy không thể khinh thường, ta bây giờ mệnh ngươi lấy nhanh nhất tốc độ đi một chuyến Hoa Hạ núi Côn Lôn. Lý Huyền Quân cùng với hơn 10 vị huyết minh cường giả bị giết. Chuyện này có kỳ hoặc, không tiếc bất cứ giá nào điều tra. Nếu như xác định là ai ra tay, lập tức mang tới ta tới trước mặt. Dĩ nhiên, như đối phương phản kháng cũng có thể trực tiếp chém chết. Cái đó gọi Sát Ly người đàn ông trung niên không có bất kỳ nói nhảm, tựa như hóa là một hồi thanh gió, hoàn toàn biến mất ở huyết minh. Trịnh trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Sát Ly đi xa phương hướng. Con người lạnh ý bao trùm, ta vốn không muốn vận dụng Sát Ly cái này lá bài tẩy, nhưng là dưới mắt xem ra, Hoa Hạ sớm thì không phải là cái đó ti kiêu. Cho dù như vậy, ai cũng không có tư cách động người ta. Đứng ở ta phía đối lập người, chỉ có chết. Mà giờ khắc này, núi Côn Lôn đỉnh núi Diệp Thần, quanh thân huyết long bàn lượn quanh. Ý định giết người không ngừng phóng thích. Chu vi 10 dặm linh khí liên tục không ngừng hội tụ ở Diệp Thần trong cơ thể. Coi như không có thiết huyết doanh cường giả, cũng không có người dám đến gần một bước. Đây cũng là cường giả hoai. Thời khắc này Diệp Thần tựa như bên trong thân thể, một cổ liệt diễm bắt đầu cháy. Đột nhiên, mới vừa rồi Trần Thiên Lê hóa thành năng lượng, tựa hồ cảm nhận được cái gì, đổi được điên cuồng. Năng lượng bùng nổ, chẳng qua là trong nháy mắt, Diệp Thần sắc mặt bắt đầu đỏ ửng. À! Một tiếng gầm nhẹ. Diệp Thần trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Lực lượng này suýt nữa đem hắn gân mạch xông lên bạo, đem hắn đan điền xé. Thật là khủng khiếp năng lượng. So với lúc trước kêu gọi vị thứ nhất đại năng La Vân Thiên mạnh hơn. Vậy một cổ năng lượng tựa như hóa là cự thú viễn cổ,
ở Diệp Thần gân mạch bên trong bắt đầu tàn phá, gầm thét. Luyện hóa cho ta. Không dám lại khinh thường chút nào, Diệp Thần vội vàng vận chuyển Cửu Thiên Huyền Dương Quyết, áp chế cổ năng lượng này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu thời gian, rốt cuộc, làm năng lượng dần dần thu liếm, làm Diệp Thần cũng không cách nào kiên trì nữa thời điểm, theo một tiếng thét dài, Diệp Thần dẫn lĩnh trong cơ thể năng lượng, hướng chân nguyên cảnh tầng thứ hai gông xiềng đánh tới. Rào rào, như sóng lớn vỗ vào bờ, nổ ầm bất giác. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết quay cuồng, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi. Mãnh liệt đánh vào, dung chuyển trước Diệp Thần ngũ tạng lục phủ, chấn động Diệp Thần thần hồn tinh phách. Nhưng là cũng may chân nguyên cảnh tầng thứ hai trực tiếp phá vỡ. Không có chút nào trở ngại. Chẳng lẽ lần này lại muốn đột phá hai cảnh giới? Diệp Thần trong lòng mừng như điên, không do dự nữa, hướng chân nguyên cảnh thứ ba tầng đánh tới. Phá cho ta. Lại là 15p sau đó, Diệp Thần hơi thở càng phát ra cường thịnh. Dần dần, Diệp Thần trong cơ thể năng lượng đổi được vô cùng nóng nảy và điên cuồng. Đánh vào dưới, chân nguyên cảnh thứ tầng 3 trở ngại rốt cuộc bắt đầu giãn ra, dần dần sinh ra vết nứt. Nhưng mà, cái này không đủ. Hống. Khoảnh khắc bây giờ, Diệp Thần bên trong thân thể, truyền tới một hồi thét dài, như hồng hoang cự thú tỉnh lại. Vậy một cổ năng lượng lại vậy không cách nào khống chế, như núi lửa bùng nổ, hướng trở ngại, đánh tới. Thành bại hay không, ở chỗ này một lần hành động. Ngay tại lúc này, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng hướng núi Côn Lôn đỉnh núi tới. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, tự nhiên phát hiện, nhưng là dưới mắt đã không quên được. Nếu như đột phá thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn có thể làm chỉ có thể điên cuồng đánh vào, tranh thủ tốc độ nhanh nhất đột phá. Bách Lý Hùng tự nhiên cũng là phát giác không đúng, hắn nhìn một cái Thiết Huyết Doanh mọi người, lạnh lùng nói tất cả mọi người ngưng trận. Mấy chục người ngay tức thì bước chân quái dị, lại là tạo thành một đạo Thiết Huyết đại trận. Vô tận huyết khí ở trên bầu trời cao ngưng tụ thành hình. Mấy giây sau đó, một cái bóng đen xuất hiện ở đỉnh núi. Là một cái người đàn ông trung niên. Chính là Trịnh trưởng lão phái đi ra ngoài tuyệt thế cường giả Sát Ly. Sát Ly thần du cảnh tầng 6, nếu như kết hợp huyết minh võ, thực lực có thể bùng nổ mạnh hơn. Nếu như nói bên trong Lý Huyền Quân là, vậy Sát Ly chính là trời. Hai người thực lực sai biệt quá nhiều. Sát Ly ở Trịnh trưởng lão bên người một mực đóng vai người quét đường tuyệt sắc. Một khi có không giải quyết được sự việc, Sát Ly mới sẽ ra mặt. Hắn rất ít ra tay, nhưng là mỗi một lần ra tay cũng sẽ không để cho Trịnh trưởng lão thất vọng. Thời khắc này Sát Ly nhìn một cái Diệp Thần, rồi sau đó lại chú ý tới trên đất máu tươi và thi thể. Hết thảy rõ ràng. Xem ra đầu sỏ chính là vậy Diệp Thần. Hắn cười lạnh một tiếng, hướng Diệp Thần đi. Cái mạng này, hắn Sát Ly muốn. Người nào, Diệp tiên sinh đột phá. Người bất kỳ không nên quấy nhiễu. Người vi phạm, giết chết không bị tội. Bách Lý Hùng thanh âm lạnh như băng vang khắp. Hắn không cảm giác được đối phương thực lực, nhưng là có thể tốc độ như thế, tuyệt đối rất mạnh. Hắn không có lựa chọn. Chỉ có thể là Diệp Thần tranh thủ thời gian. Sát Ly cười lạnh một tiếng, một đám phế vật, còn dám ngăn cản ta, cút. Dứt lời, Sát Ly hướng Bách Lý Hùng đi. Bách Lý Hùng con ngươi nghiêm túc. Vội vàng hướng Thiết Huyết Doanh nói, tất cả mọi người kết ấn, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn lại người này. Dứt lời, người mặc tác chiến dùng Thiết Huyết Doanh cường giả đồng loạt kết ấn. Huyết khí bùng nổ. Bách Lý Hùng lại là bước ra một giọt máu tươi, khởi động những thứ này phù ấn. Đây là hắn thần bí mất tích thê tử dạy hắn. Đến từ Côn Lôn Hư. Lại là Thiết Huyết Doanh một đạo lá bài tẩy. Trước mặt người cường giả này thực lực. Không cho phép nghi ngờ, hắn và Thiết Huyết Doanh không có lựa chọn. Đi. Rốt cuộc, từng cái phù ấn nặn ra theo màu vàng phù ấn ngưng tụ thành công, một cổ tia sáng chói mắt lóng lánh ra. Mơ hồ, vậy một đạo ánh sáng tách thả ra, đảo mắt bây giờ hóa là một thanh trường kiếm. Thân kiếm chấn động, khí thôn vạn dặm như hổ. Rầm rầm. Ở Bách Lý Hùng điều khiển dưới, vậy một đạo kiếm quang. Như tinh thần hạ xuống trực tiếp hướng Sát Ly đối oanh đi.
cả vùng đều tựa như bắt đầu sụp đổ. Tiếng gào thét bên tai không dứt. Hô hô hô. Gió lớn gào thét, màu vàng kim kiếm quang cuốn sạch thiên địa. Phốc suy. Phun ra một ngụm máu tươi, phù ấn thi triển, mang tới gánh vác, để cho Bách Lý Hùng dẫn đầu bị thương nặng. Trong cơ thể khí huyết quay cuồng, quanh thân máu thịt tựa như ở đó một cổ gánh vác dưới đều phải tan vỡ. Có ta Bách Lý Hùng ở đây, Hoa Hạ Sơn Hà ta có thể bảo vệ. Diệp tiên sinh ta như thường có thể bảo vệ. Trong mắt phân bố đỏ tia máu, đối mặt kiếm ấn mang tới gánh vác, Bách Lý Hùng lớn tiếng gào thét. Hắn muốn xé vậy một cái bóng đen, hắn muốn hủy diệt địch nhân đối diện. Diệp thần ở long mạch đất cho tánh mạng hắn, hắn cũng phải là diệp thần ngăn cản hết thảy. Hắn là một người lính. Quân nhân lấy quốc gia làm đầu, thứ nhì chính là nghĩa. Hắn nếu không chết, phù ấn bất diệt. Ùm ùm. Theo vượt qua cực hạn thúc dục phát, vậy một đạo phù ấn hoàn toàn bùng nổ. Oanh! Bỗng nhiên chấn động, sát ly thân hình đột nhiên run lên, định cách. Có chút ý tứ, vật này hẳn đến từ Côn Lôn hư đi, lại có thể bị Hoa Hạ võ giả nắm giữ, chỉ bất quá, các người nắm giữ chẳng qua là da lông. Một đám phế vật, muốn giết ta, cái này còn không đủ. Đối mặt vậy khí thế cường đại và kinh khủng hủy diệt lực, sát ly sắc mặt đổi được vô cùng âm trầm. Huyết môn chân áp. Ông! Trong nháy mắt, một hồi kích động tiếng truyền khắp cửu tiêu. Huyết môn lại xuất hiện. Hồng quang lần nữa bạo tăng. Chênh lệch quá mức rõ ràng. Oanh! Huyết môn mang theo Côn Lôn hư oai, cùng vậy thiết huyết doanh phủ ấn chống lại đứng lên. Hồng quang và kim quang lần lượt thay nhau, bện ra một bộ vô cùng rung động hình ảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái này hai cổ năng lượng chống lại, tựa như hóa là vĩnh hằng, ở sông dài năm tháng chính giữa, viết xuống bất hủ phong bi. Ngươi còn muốn kiên trì, ngươi căn bản không biết Côn Lôn hư có kinh khủng dường nào. Diệt! Sát ly hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, trực tiếp vỡ ra Bách Lý Hùng và thiết huyết doanh một kích mạnh nhất. Dễ như trở bàn tay. Bách Lý Hùng đã đạt đến cực hạn, hắn thuộc về danh giới tan rã. Cường đại như vậy chiêu thức, căn bản là một chuôi hai lưỡi kiếm. Hiển nhiên, ở Bách Lý Hùng không có đủ thực lực cường đại dưới tình huống, cái này một chuôi hai lưỡi kiếm, hiện tại bắt đầu thí chủ. Phá cho ta. Rốt cuộc ở huyết môn chiếm cứ lên phong chi sau đó, ở Bách Lý Hùng khí thế suy sụp, mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu thời điểm. Một hồi thét dài, sát ly lại không cất giữ. Oanh! Một cổ cường đại đến mức tận cùng đợt khí nổ tung. Huyết môn thế như trẻ tre. Ông! Kim quang tán loạn, phù ấn chấn động. Trăm trượng ánh sáng, ở huyết môn nghiền ép dưới, từ từ nhỏ dần. Phốc suy! Cuối cùng phát ra một hồi thê lương tiếng rên rỉ, phù ấn bể tan tành. Đinh! Ở đó thanh thúy tiếng vỡ vụn chính giữa. Kim quang văng khắp nơi. Tấc tấc văng tung tóe. Không. Bách Lý Hùng tiếng gào tuyệt vọng. Hắn không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Mình lá bài tẩy, lại như thế dễ dàng bị đánh bể. Đây chính là Côn Lôn hư cường giả. Phốc phốc phốc. Trong miệng máu tươi cuồng phún, Bách Lý Hùng khổ khổ chống đỡ, cắn răng kiên trì. Ở đó tiếng kêu thảm thiết thê lương chính giữa, hắn cả người bị gió lớn cuộn sạch ra. Những cái kia thiết huyết doanh cường giả càng bị đồng loạt oanh bay. Có chút tại chỗ bỏ mình, có chút trọng thương. Oanh! Cùng lúc đó, huyết môn rốt cục thì hoàn toàn nghiền ép xuống. Sơn hà chấn động, thiên địa biến sắc. Cả vùng ở huyết môn đánh chính giữa, tựa như thất thủ. Phịch! Như con diều đứt dây, Bách Lý Hùng cũng không nhịn được nữa, ước chừng bay ngược ra mười mấy mét, đập xuống ở xa xa một mảnh phế tích chính giữa. Hắn mặt không chút máu, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn chống đỡ thân thể muốn đứng lên, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Hắn thực lực cuối cùng và Côn Lôn hư cường giả không thể so sánh, chênh lệch chân thực quá lớn. Cho dù có cường đại kia lá bài tẩy, vậy không đủ phong độ à. Phù ấn bị phá, cái này một tràng giao phong, Bách Lý Hùng đã hoàn toàn sa sút. Ở huyết môn oai chính giữa, ở lá bài tẩy cắn trả dưới. Hắn đã bị khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Gió lớn chính giữa, Bách Lý Hùng há to miệng, hắn giống như một người sắp chết, mang đầy mặt kiên nghị, chật vật thở dốc.
hắn coi như chết trận, cũng là hoa hạ mà chết. Cho đến mơ hồ tầm mắt thấy sát ly xuyên qua gió lớn, chậm rãi hướng mình đi tới. Cười nhạt liền liền, còn thật không nghĩ tới, hoa hạ lại còn có loại này vật có ý tứ. Ngươi liền mình cũng không gánh nổi, còn muốn bảo vệ thằng nhóc kia, buồn cười. Trên cao nhìn xuống, sát ly lấy tư thái người thắng, mắt nhìn xuống cái này thiết cốt leng keng thiết huyết doanh người điều khiển. Bách Lý Hùng cười, cười vô cùng dữ tợn. Hắn liếc xéo đến những cái kia bỏ mình cũng hoặc là trọng thương thiết huyết doanh cường giả. Hắn thống khổ, hắn tức giận. Hắn không cách nào bảo vệ những người này. Hắn trong lòng có tuyệt vọng và không cam lòng, nhưng cũng có một tia giải thoát và vui mừng. Có lẽ ở Long Mạch Đất, hắn liền đã chết. Diệp Thần xuất hiện, chỉ bất quá đem thời gian kéo dài dài mà thôi. Tốt lắm, ta cũng lười phải cùng ngươi nhiều kéo, nếu dám ngăn cản ta huyết minh đường, vậy thì chết. Bách Lý Hùng chật vật ngẩng đầu, nhìn sát ly, gằn từng chữ. Ta dù chết, nhưng mặc cho là hoa hạ chiến tướng. Hắn không sợ chết. Từ là hoa hạ dốc sức bắt đầu, hắn liền làm xong vì nước tuẫn người chuẩn bị. Chết cuối cùng là nơi quy tụ. Nhưng là chỉ cần có chết có giá trị. Hắn Bách Lý Hùng liền không hối hận. Sát ly cười lạnh một tiếng, không do dự nữa, trong tay sử dụng một chuôi phi đao, trực tiếp hướng thiết cốt leng keng Bách Lý Hùng bắn tới. Người ta chênh lệch như trời tiệm, hèn mọn người, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi ngăn cản ta đường. Phi đao xé không khí, xuyên thấu hết thảy, mang chết ánh sáng. Tựa như một giây kế tiếp, Bách Lý Hùng thì biết chết. Ngay tại lúc này, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa. Cưỡng ép giải khai chân nguyên cảnh thứ ba tầng. Phốc! Bởi vì cưỡng ép giải khai, hắn trong miệng lại là khạc ra một ngụm máu tươi. Thậm chí có chút yếu ớt. Hắn không lo được nhiều như vậy. Hắn không hy vọng Bách Lý Hùng bởi vì hắn mà chết. Càng không hy vọng thật xin lỗi hoa hạ thiết huyết doanh. Phần này bảo vệ và ân tình, hắn Diệp Thần ghi nhớ. Hắn thậm chí có thể cảm giác đến đột nhiên xuất hiện này người đàn ông trung niên cực kỳ nguy hiểm. Trần Thiên Lê đã biến mất, hắn lại bị thương, hắn bây giờ không có chiến đấu tư cách. Chỉ có tạm thời rời đi. Chỉ phải đợi 2 ngày. 2 ngày thời gian, vậy 3 tòa mộ bia liền có thể hoàn toàn hấp thu trấn hồn phá dương thạch năng lượng. Cho nên, 2 ngày sau đó, hắn có thể vượt cấp khiêu chiến hết thảy. Những thứ này thiết huyết doanh người, không thể chết vô ích. Hắn muốn người huyết minh nợ máu trả bằng máu. Diệp Thần chợt đứng dậy, Thương Long Huyễn Thân Quyết phun trào, thậm chí bước ra một giọt máu tươi, đem tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Hắn ngay tức thì đi tới Bách Lý Hùng trước mặt. Trấn hồn kiếm trực tiếp sử dụng, một đạo cực mạnh kiếm kỹ đánh xuống. Sát ly vậy đạo phi đao trực tiếp vỡ vụn. Trong không khí không ngừng lăn lộn đợt khí. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần năm ngón tay bấu vào Bách Lý Hùng bả vai. Đi! Nói xong, cũng không để ý Bách Lý Hùng phản ứng, mang Bách Lý Hùng, chính là hướng xa xa chạy như điên. Hắn dư quang nhìn lướt qua sát ly, nhớ thật kỹ liền bộ dáng của đối phương. Hắn không nhận biết người này, nhưng là người này lúc này tới. Tất nhiên và huyết minh có quan hệ. Không dám còn nữa chần chờ, mang Bách Lý Hùng, Diệp Thần chính là dùng hết toàn lực, Thương Long Huyễn Thân Quyết tăng lên tới trình độ cao nhất. Diệp Thần, chạy đi đâu? Nhưng mà, Diệp Thần lao ra không bao lâu thời gian, một hồi tiếng giống giận nhưng như sấm nổ tung. Rầm 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 rầm. Một đạo hư ảnh cưỡng ép tốc độ tăng lên, ánh sáng trắng thoáng qua, vậy một đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh. Hướng Diệp Thần nhích tới gần. Cho dù Diệp Thần thi triển Thương Long Huyễn Thân Quyết, nhưng vậy không có chút nào thoát khỏi đối phương dấu hiệu. Đi! Đột nhiên, một hồi hừ lạnh một tiếng truyền tới. Mắt thấy thời gian ngắn không cách nào ngăn lại Diệp Thần đường đi, vậy truy kích Diệp Thần bóng người, trong mắt sắc bén chớp mắt. Rầm rầm! Nhọn tiếng xé gió vô cùng chói tai. Vẻ hàn quang xé cái này một mảnh thiên địa. Vậy một chuôi phi kiếm. Giờ phút này tựa như tử thần liêm đao, hướng Diệp Thần chém xuống đi. Đáng chết, người huyết minh chẳng lẽ lại không thể quang minh lỗi lạc mấy phần sao? Sau lưng kiếm khí đánh tới, một cổ để cho người hít thở khó khăn lạnh như băng khoách tán ra, Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người lâm vào băng thiên nơi tuyết chính giữa.
Kiếm khí lớn mạnh như vậy, kinh khủng như vậy, ý định giết người. Cút ngay. Không dám còn nữa chần chờ, ở đó một đạo phi kiếm bắn tới mình sau lưng ngay tức thì, Diệp Thần cưỡng ép sử dụng bổn mạng linh phù. Ông! Quanh thân năng lượng phun ra, thiên địa linh khí đánh tới. Theo phù ấn nặn ra, vô tận sấm sét xông ra, từng đạo sấm sét lại là hình thành một đạo lôi điện kết giới. Oanh! Một hồi kịch liệt tiếng nổ một khắc sau nổ tung. Phốc suy! Diệp Thần tâm thần chấn động, miệng phun máu tươi. Rào rào! Sấm sét kết giới, ở lần này đụng chính giữa, lại trực tiếp tan vỡ. Đinh! Cuối cùng mang theo người uy lực còn lại vậy một chuôi phi kiếm, hung hãn đánh vào khí huyết quay cuồng Diệp Thần trên mình. Lôi quang lóe lên, Diệp Thần chỉ cảm thấy, thân thể tựa hồ bị xé vậy. Đi! Cho dù một cổ dây rứt đau đớn ngay tức thì tràn ngập, vậy thì như thế nào? Còn sống! Đây mới là Diệp Thần bây giờ cần phải làm. Hắn phải tranh thủ 2 ngày thời gian. 2 ngày sau, dù sao cũng lần trả lại. Cái này một chuôi phi kiếm bắn ra, như xuyên phá thiên địa. Lấy hôm nay Diệp Thần thực lực, sử dụng sấm sét kết giới, cường đại cỡ nào. Coi như thần du cảnh trung kỳ cường giả, chỉ sợ cũng khó mà dứt khoát như vậy xé. Nhưng là, sau lưng người đuổi giết, lại thủng. Thuyết minh đối phương cảnh giới chí ít đang đi vào cõi thần tiên cảnh tầng 6 trở lên. Sấm sét kết giới, ở người đuổi giết phi kiếm dưới, không có chút nào sức chống cự. Nếu không phải huyết long trong người, Diệp Thần có thể khẳng định, mới vừa rồi phát ra liền không phải thanh thúy tiếng va chạm. Vậy một chuôi mang theo uy lực còn lại phi kiếm, nhất định đã đâm vào đến mình sau lưng, mang đi mình tánh mạng. Có thể nói, Diệp Thần ở quỷ môn quan bồi hồi một vòng. Chỉ bằng ngón này phi kiếm, Diệp Thần liền có thể kết luận, sau lưng đuổi giết người mình cái gì tu vi. Diệp Thần tâm loạn như ma. Nếu như hắn một người chạy trốn, đối phương tuyệt đối không gây thương tổn được mình, hắn càng có thể dễ như trở bàn tay rời đi. Nhưng là bây giờ mang một cái Bách Lý Hùng, hắn phải chịu đựng hết thảy tổn thương. Hắn và Bách Lý Hùng phải còn sống. Chỉ cần còn có một hơi thở ở đây, Diệp Thần liền không thể ngừng dưới mình bước chân. Cưỡng ép thúc dục phát máu tươi, Diệp Thần không để ý hết thảy tăng lên mình tốc độ. Tiếp theo cái này một cổ mãnh liệt lực trùng kích. Diệp Thần tốc độ cũng là ngay tức thì bạo tăng, lại lần nữa kéo ra cùng sau lưng sát ly nhịp bước. Hô hô hô! Tiếng gió bên tai gào thét, bên người cảnh sắc nhanh chóng thụt lùi, Diệp Thần sắc mặt tái nhợt, miệng to thở dốc. Hắn đã đem tốc độ hiện ra đến trình độ cao nhất, nhưng là, sau lưng vậy một cổ sát ý, nhưng là lại đuổi theo tới. Cái này càng làm cho Diệp Thần lòng, nặng rơi xuống đáy cốc chính giữa. Giỏi một cái huyết minh! Đáng chết, Diệp Thần tức giận nói. Bách Lý Hùng tự nhiên cũng là phát giác cái gì, hắn không muốn liên lụy Diệp Thần, liền nói. Diệp tiên sinh, người đem ta để xuống, ta vốn là người sắp chết. Mạng ta không đáng giá một đề ra. Hắn vừa nói, vừa nhìn chằm chằm phía sau người nọ, cái đó người đàn ông trung niên sắc mặt âm vụ, cặp mắt đỏ thẫm, tựa như địa ngục đi ra người thu hoạch, hướng bọn họ truy kích tới. Đừng nói nhảm. Ngày hôm nay, người ta cũng không ai có thể chết. Chúng ta chỉ cần chống đỡ 2 ngày. Diệp Thần lạnh lùng nói. Nhưng mà vị kia Côn Lôn hư cường giả. Nghe ta. Bên tai truyền tới Bách Lý Hùng thanh âm, Diệp Thần nhướng mày một cái, tức giận nói. Hắn tỉnh táo lại suy tính, như thế chạy trốn, là vung không ra sau lưng người đuổi giết. Đến lúc đó, đến khi mình tốc độ bắt đầu thả chậm, chính là cái chết của mình kỳ. Đột nhiên, sau lưng một đạo ý định giết người cuốn tới. Chỉ gặp một chuôi đỏ thấm trường kiếm mang theo cuồng bạo khí thế, đánh thẳng tới. Diệp Thần không do dự nữa, huyết long và bổn mạng linh phù đồng thời sử dụng. Lần nữa bóp quyết, ngưng tụ linh phù chi đạo. Lôi hỏa phù ấn. Oanh oanh oanh. Theo từng cái phù ấn nặn ra, nhất thời từng trận tiếng vang lớn truyền tới. Lam quang lóe lên, dòng điện giao hội. Lửa cháy bừng bừng cháy. Ở lôi hỏa phù ấn thi triển dưới, đầy trời khắp nơi, bất ngờ xuất hiện mấy trăm cái sấm sét quả cầu lửa, bắn ra, hướng phía sau truy kích sát ly cuộn sạch đi. Những thứ này quả cầu lửa uy lực rất nhỏ, đụng phải cướp được phi kiếm, bất quá đảo mắt bây giờ, chính là bị đánh nghiền. Nhưng là,
đầy trời khắp nơi lôi hỏa cầu, cuối cùng là đối với sát ly truy đuổi nhịp bước sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Oanh! Chỉ gặp một cái quả cầu lửa đối diện đập rơi vào sát ly trên mình, ngay tức thì nổ tung. Dòng điện giao hội, ngọn lửa phun ra. Sát ly ngay tức thì tóc nổ tung, sắc mặt đen nhánh, xem hình dáng, đừng đề ra biết bao chật vật. Mà không cùng Bách Lý Hùng tỉnh hồn lại, Diệp Thần thân hình cũng là đột nhiên lảo đảo. Lần nữa sử dụng sấm sét kết giới, lại một lần nữa bị phi kiếm oanh phá. Nếu không phải bọn họ lần này tránh né mau, phi kiếm kia uy lực còn lại chính là lần nữa đâm vào đến bọn họ trong cơ thể. May là như vậy, Diệp Thần vậy chỉ có thể dựa vào huyết long một lần nữa miễn cưỡng ngăn cản phi kiếm kia uy lực còn lại, cả người lần nữa bị cuốn bay ra ngoài. Bất quá, mạnh chống một hơi, mượn cái này một cổ lực trùng kích và sau lưng ông già dừng lại nhịp bước, Diệp Thần lần nữa kéo ra hai bên khoảng cách. Mà không cùng Bách Lý Hùng tỉnh hồn lại, Diệp Thần thân hình cũng là đột nhiên lảo đảo. Lần nữa sử dụng sấm sét kết giới, lại một lần nữa bị phi kiếm oanh phá. Nếu không phải bọn họ lần này tránh né mau, phi kiếm kia uy lực còn lại chính là lần nữa đâm vào đến bọn họ trong cơ thể. May là như vậy, Diệp Thần vậy chỉ có thể dựa vào huyết long một lần nữa miễn cưỡng ngăn cản phi kiếm kia uy lực còn lại, cả người lần nữa bị cuốn bay ra ngoài. Bất quá, mạnh chống một hơi, mượn cái này một cổ lực trùng kích và sau lưng ông già dừng lại nhịp bước, Diệp Thần lần nữa kéo ra hai bên khoảng cách. Kéo đến lôi hỏa tựa như hóa là một chàng sáng lạng pháo bông, đem sát ly truy kích đường, che phủ chặt chẽ không ra gió, thanh thế kinh người vô cùng. Hô! Trong cơ thể khí huyết quay cuồng càng phát ra lợi hại, trong miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi. Nghe sau lưng nổ ầm bất giác tiếng nổ tung, Diệp Thần tối tăm thở ra một hơi, mạnh chống một hơi, thúc dục thương long huyễn thân quyết, hướng vách đá lao đi. Nghe sau lưng nổ ầm bất giác tiếng nổ tung, Diệp Thần tối tăm thở ra một hơi, mạnh chống một hơi, thúc dục thương long huyễn thân quyết, hướng một phương hướng lao đi. Nhưng là rất nhanh, hắn và Bách Lý Hùng sắc mặt thay đổi. Toàn bộ núi Côn Lôn đỉnh núi, không có bất kỳ đường lui. Đó là một cái vách đá. Ngàn trượng vách đá. Một khi té xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người do dự. Mà sau lưng cách đó không xa, giờ phút này đầy trời lôi quang. Ngọn lửa, tựa như diễn dịch ra một tràng ngày tận thế vĩ đại. Oanh! Đột nhiên, theo một hồi tiếng nổ truyền tới, đầy trời lôi quang và ngọn lửa, khoảnh khắc bây giờ, hướng bốn phía vỡ bay ra, chôn vùi ở gió lạnh chính giữa. Một đạo thân ảnh, từ vậy tung tóe ánh sáng chính giữa lao ra. Chật vật! Có lẽ chỉ có cái từ này có thể hình dung cái này một đạo thân ảnh. Một con hắc, giờ phút này nổ tung, bất chấp khói dày đặc. Vậy điêu khắc đầy năm tháng dấu vết gương mặt, càng bị lôi quang và liệt diễm sông đen nhánh. Mơ hồ, có thể thấy mi mao đã sớm bị cháy rụi. Đôi mắt kia, hiện đầy đỏ tia máu, giống như nổi điên dã thú. Nhìn cách đó không xa hai đạo thân ảnh, cái này một đạo thân ảnh rốt cuộc không nhịn được giận giống lên, Diệp Thần, ta phải đem ngươi bằng thây vạn đoạn. Tiếng giống giận như sấm nổ tung, truyền khắp toàn bộ núi Côn Lôn. Trong đó lửa giận càng bị rõ ràng bày ra. Sát ly ở huyết minh nhiều năm như vậy, chưa từng như vậy chật vật qua à. Thân là địa vị cao quý, muôn người ngắm nhìn, được tôn sùng sát ly, chưa từng đụng phải qua như vậy sỉ nhục. Nếu như bị trịnh trưởng lão biết, lúc đó đối với hắn nhiều thất vọng. Bất luận như thế nào, Diệp Thần đều phải chết. Hơn nữa còn là bị hắn sống hành hạ chết. Hai mắt đỏ ngầu, lóe lên âm vụ ánh mắt. Sát ly cả người tản mát ra làm người ta sợ hãi ý định giết người. Hắn từng bước một hướng Diệp Thần và Bách Lý Hùng đi. Hắn biết cái này hai người không có đường lui. Hết thảy đều đưa kết thúc. Hai người đều là trọng thương, thậm chí liền thần du cảnh cũng không có đạt tới, lấy cái gì đỡ hắn. Diệp Thần, người đổ tiếp tục chạy à, nếu như ta là ngươi, không ngại liền nhảy xuống, đến lúc đó, đừng nói là ngươi. Liền liền ta cũng không cách nào sống sót. Núi Côn Lôn chung quanh linh khí đều bị Côn Lôn hư hấp thu đi, dưới vách đá căn bản không có linh khí, cho dù là thần du cảnh tầng thứ 9 cường giả nhảy xuống, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Dĩ nhiên, loại này chết phương thức có một cái chỗ tốt, đó chính là đơn giản thô bạo. Bất quá,
chỉ cần ngươi theo ta hồi huyết minh, nói không chừng còn có một đường sinh cơ, dẫu sao ngươi và ngươi phụ thân trên người có đại bí mật, dùng cái này đại bí mật trao đổi một con đường sống, hồi nào không thể. Hít sâu một hơi, cho đến đầy trời lôi quang hoàn toàn tản đi, gió lạnh thổi qua, Sát Ly đè nén tràn đầy lửa giận, hung hãn nói. Diệp Thần xoay người, con ngươi lạnh như băng, ngươi tên gọi là gì? Sát Ly cười một tiếng, gằn từng chữ, huyết minh người quét đường, Sát Ly. Nhớ, ngươi Diệp Thần là do ta chém chết. Dứt lời, Sát Ly động. Cổ tay run một cái, huyết môn hư ảnh trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu, đồng thời một giọt máu tươi bắn ra. Một giây kế tiếp, huyết môn hư ảnh bên trong lại có thể lao ra một đạo kiếm quang. Lưu quang tùy ý, kiếm khí lóe lên. Nhọn tiếng xé gió truyền tới, Sát Ly bắn ra kiếm, để cho thiên địa hoàn toàn ám trầm. Một kích này, vượt xa thần du cảnh tầng thứ 8. Khủng bố như vậy, căn bản không phải bị thương Diệp Thần và Bách Lý Hùng có thể ngăn trở. Diệp Thần chợt sử dụng chấn hồn kiếm, huyết long và bổn mãng linh phù đồng thời xông ra. Đem đan điền chân khí còn dư lại toàn bộ móc sạch. Giờ khắc này, tay hắn cầm sấm sét và huyết long, trực tiếp chém ra. Bành! Hai cổ lực lượng bỗng nhiên va chạm. Mặc dù ngắn ngủi ngang hàng, nhưng là rất nhanh, Sát Ly lực lượng liền áp chế tới. Kinh khí cuồn cuộn, Diệp Thần và Bách Lý Hùng bị kéo tới bên bờ vách đá. Diệp Thần, buông tha đi, ta lấy đỉnh cấp lực đối với người yếu ớt lúc đó, người căn bản không có thể có việc cơ hội. Người như lại chống cự trực tiếp rơi xuống vách đá, hóa là một đạo xương máu. Diệp Thần con người hiện lên lạnh như băng, nhìn một cái Bách Lý Hùng, nói, người có bằng lòng hay không tin tưởng ta? Bách Lý Hùng nghĩ tới điều gì? Gần từng chữ, Bách Lý Hùng tin tưởng Diệp tiên sinh. Được, chúng ta cùng nhau rơi vào vách đá, hôm nay ta Diệp Thần liền tới một lần niết bàn sống lại. Hai ngày sau, ta muốn người này hành hạ đến chết. Diệp Thần đem chấn hồn kiếm theo thu hồi, gió lớn cuốn tới. Cơ hồ ngay tức thì, Bách Lý Hùng và Diệp Thần liền bị chấn động bay xuống đi. Vách đá dưới, chỉ còn lại hai đạo điểm đen. Những cái kia người vây xem. Thấy một màn này, hoàn toàn bị dọa. Hoa Hạ hai đại chí cường giả, lại là ở ngắn ngủn thời gian bên trong, đôi đôi biến mất đi. Từ nơi này núi Côn Lôn rơi xuống, mạnh hơn nữa người hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ à. Phan Quốc Hoa diễn cảm đờ đẫn, một câu nói đều không nói được. Hôm nay một màn rung động hắn tất cả kiến thức à. Bất bại chiến thần Diệp Thần, núi Côn Lôn đỉnh, chém chết hơn 10 vị Côn Lôn hư cường giả. Người bị trọng thương, xa luân chiến cũng không cách nào dung chuyển cường giả chi tư. Hoa Hạ không cách nào ngăn trở, Côn Lôn hư cường giả cũng không cách nào ngăn trở. Chỉ có cao cấp Côn Lôn hư cường giả ở Diệp Thần bị thương và thời điểm suy yếu nhất, thừa dịp hư mà vào, mới có thể trấn áp. Thật hèn hạ, nhưng là để cho Diệp Thần hình tượng cao lớn hơn à. Phan Quốc Hoa trong đầu hiện lên cái đó lãnh ngạo thanh niên bóng người, hắn một tiếng thở dài. Đáng tiếc, từ nay về sau, Hoa Hạ thiên kiêu chết, thế gian lại không bất bại chiến thần. Cái này Diệp Thần thần thoại đến đây chấm dứt, hôm nay núi Côn Lôn đánh một trận, đủ để tái nhập Hoa Hạ sử sách. Mấy giờ sau đó, thứ nhất tin tức, truyền khắp Hoa Hạ, thậm chí liền Côn Lôn hư vậy chấn động, vô số cường giả, không khỏi rung động. Bất bại thần thoại Diệp Thần, đã ở tại núi Côn Lôn chết trận. Hoa Hạ chiến tướng Bách Lý Hùng. Chết chung. Trên đời lại không thợ săn. Thành phố Bắc Kinh, một nơi tứ hợp viện. Tứ hợp viện canh phòng xâm nghiêm. Một cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn cụ già đang tra xem một ít văn kiện. Hắn bên người đứng mấy người đều là Hoa Hạ đỉnh đỉnh nổi danh quyền thế. Ngay tại cụ già chuyên tâm xử lý văn kiện thời điểm, một cái người đàn ông trung niên vội vàng vọt vào. Chính là bên người lão nhân cảnh vệ viên. Đi theo cụ già 20 năm, cụ già chưa bao giờ gặp hắn hốt hoảng như vậy qua. Cụ già nhíu mày một cái nói, Tiểu Hà, phát sinh cái gì? Ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, bất kỳ sự việc, cũng muốn theo đuổi một cái ổn, không yên làm sao thủ Hoa Hạ. Cụ già giọng trách cứ, nếu như ở thường ngày tất nhiên để cho cảnh vệ viên thừa nhận sai lầm. Nhưng là giờ phút này, cái này cảnh vệ viên nhưng là đi thẳng tới trước mặt lão nhân, hai tròng mắt ửng đỏ.
thân thể run rẩy. Thủ trưởng, xảy ra chuyện lớn, thiên đại chuyện, Hoa Hạ lần này thật thời tiết muốn thay đổi. Cụ già buông xuống trong tay bút thép, nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, Tiểu Hà, nếu như ta không đoán sai, chuyện này hẳn quan hệ đến núi Côn Lôn đi. Trung niên cảnh vệ viên chợt gật đầu, hắn mới vừa muốn nói cái gì, cụ già tiếp tục nói, có phải hay không Diệp Thần chém giết những người đó. Cái này không có gì ngạc nhiên, ta đã sớm liệu được, những cái kia Côn Lôn hư cường giả thật đúng là không nhất định cầm hạ thằng nhóc kia, thằng nhóc này tinh trước đâu. Nói xong cụ già liền cười ra tiếng. Cảnh vệ viên cũng không nhịn được nữa, lời nói ra kinh người nói, thủ trưởng, sai rồi, lần này, vậy bất bại thần thoại Diệp Thần đánh bại. Không chỉ đánh bại, hắn và Bách Lý tướng quân còn rơi xuống núi Côn Lôn, lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Nghe được câu này, cụ già chợt ngẩng đầu lên, giếng cổ không dao động trên mặt lại có thể xuất hiện hốt hoảng. Ngươi nói gì sao, lặp lại lần nữa. Vậy Diệp Thần lại xảy ra chuyện. Còn nữa, Bách Lý Hùng là chuyện gì xảy ra? Cảnh vệ viên không do dự nữa, đem núi Côn Lôn phát sinh hết thảy cũng nói ra, chuyện không to nhỏ. Ông già gương mặt đầu tiên là nghi ngờ, sau đó dần dần thay đổi là kinh hoàng, đến cuối cùng lại là ảm đạm. Lại là đặt mông ngồi ở trên cái băng ghế. Không thể nào, thằng nhóc kia và Bách Lý Hùng làm sao có thể xảy ra chuyện. Hắn so người bất kỳ đều biết chuyện nghiêm trọng. Bách Lý Hùng tay cầm Thiết Huyết Doanh, đối với Hoa Hạ mà nói cực kỳ trọng yếu, một khi xảy ra chuyện, vậy thì phiền toái à. Mà Diệp Thần giá trị, đối với Hoa Hạ mà nói, liền là bảo vật vô giá. Đây cũng là hắn nhiều lần bảo vệ Diệp Thần nguyên nhân. Từ trình độ nào đó mà nói, Hoa Hạ có Diệp Thần, vạn địch tất cả sợ hãi. Có thể dưới mắt, núi Côn Lôn sự tình phát sinh hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Sức một mình trấn áp hơn 10 vị Côn Lôn hư cường giả, Diệp Thần đã là thần thoại. Nhưng là lại thần thoại người vậy không địch lại Sa Luân Chiến à. Mấu chốt đối phương lại đang Diệp Thần đột phá thời khắc mấu chốt ra tay. Hèn hạ, vô sỉ. Giờ khắc này, cụ già vô cùng nổi nóng. Thậm chí một trưởng vỗ lên bàn. Tiểu Hà, vậy động thủ Côn Lôn hư cường giả bây giờ nơi ở nơi nào? Ông già giọng có rét lạnh. Tiểu Hà từ chưa thấy qua cái này cụ già thái độ như thế, hắn hơi ngẩn ra, sau đó liền nói, xem hắn rời đi tuyến đường, tựa hồ là hồi Côn Lôn hư đi. Cụ già gật đầu một cái, con người nghiêm túc hết sức, lập tức vận dụng núi Côn Lôn chung quanh tất cả lực lượng, đi dưới núi Côn Lôn tìm kiếm Diệp Thần và Bách Lý Hùng. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Đây là ta ra lệnh, người bất kỳ đều phải không điều kiện thi hành. Tiểu Hà vội vàng lui ra ngoài. Đồng thời, cụ già vừa liếc nhìn đứng một người trong đó, Phúc Thủy, người đi một chuyến Hoa Hạ Diệp gia cùng với Bách Lý gia tộc. Chuyện này phỏng đoán rất nhanh sẽ hoàn toàn truyền ra, nhất định phải trấn an tốt thân nhân. Cùng tất cả mọi người rời đi sau đó, cụ già lâm vào sâu đậm trầm tư. Quả đấm lại là cầm chặt. Hơi thở cuồng bạo bộc phát ra. Toàn bộ gian phòng bốn phương tám hướng vách tường đều nứt ra. Cường giả cơn giận. Nhiều năm như vậy, Hoa Hạ một mực trung quy trung củ, tại sao Côn Lôn hư muốn hùng hổ dọa người như vậy? Thằng nhóc kia chỉ bất quá tới tuổi 20 à, hắn còn có lớn tốt tiền đồ, tại sao phải vô tình hủy diệt? Thật lấy là chúng ta Hoa Hạ sợ ngươi sao? Còn nữa, Bách Lý Hùng và chuyện này không có bất luận quan hệ gì, tại sao liền hắn cũng không buông tha? Trên người ông già sát khí cực kỳ nồng nặc, trong mắt lại là tản ra sắc bén. Không lâu lắm, hắn nghĩ tới điều gì, đi tới một mặt vách tường trên, ở vách tường một khối gạch sứ xó xỉnh gõ mấy cái. Ngay tức thì, vách tường mở ra. Bên trong vô cùng u ám. Chỗ sâu càng là có một cái cổ lão điện thoại. Yên lặng. Thần bí. Cụ già do dự rất lâu, vẫn là bấm cú điện thoại kia. Lần này, Hoa Hạ thật xảy ra chuyện, xin ngài ra tay một lần. Ông già thanh âm mang một tia nghẹn ngào. Bên đầu điện thoại kia dừng lại mấy giây, cuối cùng một giọng già nua vang lên. Được, 6 giờ sau đó, ta sẽ đến Kinh Thành. Người phái người tới đón ta. Điện thoại cúp, hết thảy khôi phục yên lặng. Nửa giờ sau đó, Hoa Hạ Diệp ra. Giang Nữ Dung, Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di, thậm chí còn Chu Nhã cũng ngồi ở trên ghế salon nhìn thời gian.
Giờ khắc này, thời gian mất đi tốc độ đối với các nàng mà nói đặc biệt trở nên chậm. Diệp Thần từng đáp ứng bọn họ, kết thúc sau đó, sẽ thời gian đầu tiên gọi điện thoại. Nhưng là phòng khách vậy cái điện thoại di động vẫn không có vang lên qua. Duy nhất vang lên một lần là một cái sai điện thoại. Tâm tình của các nàng như xe qua núi vậy, phập phồng không chừng. Hạ Nhược Tuyết cho Giang Nữ Dung rót một ly trà, bá mẫu, uống một hớp trà đi, Diệp Thần từ ta biết hắn bắt đầu cũng chưa có xảy ra chuyện qua, ngài cứ yên tâm đi. Giang Nữ Dung nhận lấy ly trà, nhìn một cái Hạ Nhược Tuyết, gật đầu một cái, ta biết. Tôn Di cũng là an ủi đến, tiểu thần tử thủ đoạn cao siêu, đừng nói Côn Lôn hư những người đó, coi như là ông trời vậy không bắt được hắn, hắn còn nói muốn dẫn chúng ta đi Côn Lôn hư nhìn một chút không. Chuyện kết quả không nhanh như vậy, chúng ta lại kiên nhẫn đợi một chút. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy mí mắt nhảy lợi hại, mặc dù rất lo lắng, nhưng vẫn là lẫn nhau an ủi. Chu Nhã nhìn một cái Diệp ra cửa, không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng mới vừa muốn nói cái gì, túi điện thoại di động đột nhiên vang lên. Thứ nhất tin nhắn ngắn. Cái này tin nhắn ngắn là Hoa Hạ võ đạo giới một cái tổ chức phát tới. Bất kỳ Hoa Hạ gia tộc cũng có thể nhận được. Nàng mở ra tin nhắn ngắn, khi thấy nội dung bên trong, cả người giật mình. Lách cách, điện thoại di động lại là rơi trên mặt đất. Hoa Hạ bất bại chiến thần Diệp Thần, núi Côn Lôn đỉnh, chém chết hơn 10 vị Côn Lôn hư cường giả, người bị trọng thương, xa luân chiến cũng không cách nào dung chuyển cường giả chi tư. Hoa Hạ không cách nào ngăn trở, Côn Lôn hư cường giả cũng không cách nào ngăn trở. Chỉ có cao cấp Côn Lôn hư cường giả ở Diệp Thần bị thương và thời điểm suy yếu nhất, thừa dịp hư mà vào, mới có thể trấn áp. Đáng tiếc, mấy giờ trước, bất bại thần thoại Diệp Thần, đã ở tại núi Côn Lôn chết trận. Hoa Hạ chiến tướng Bách Lý Hùng, chết chung. Giờ khắc này, Chu Nhã hốc mắt hoàn toàn ửng đỏ, nước mắt lại là không chịu thua kém rớt xuống. Đây không phải là kết quả nàng muốn. Diệp Thần, đánh bại. Làm sao có thể? Không lâu lắm, phòng khách trên bàn vậy cái điện thoại di động vậy vang lên. Giang Nữ Dung thời gian đầu tiên vào tới, khi thấy trên điện thoại di động nội dung, cả người buồn bã sợ tư, trong miệng lại là lẩm bẩm, không thể nào. Tuyệt không thể nào. Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di cũng là thời gian đầu tiên thấy được trên điện thoại di động nội dung, tuyệt đẹp diễn cảm xuất hiện một tia ảm đạm và khó tin. Các nàng thậm chí che miệng, sợ mình khóc lên, kích động tất cả mọi người phòng tuyến. Một phút sau đó, Giang Nữ Dung hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bôi bỏ trên điện thoại di động vậy đạo tin tức, ánh mắt đổi là kiên định. Hoa Hạ võ đạo giới cũng bởi vì nàng đứa nhỏ chết. Nàng cũng không như thế cho rằng. Máu nồng tại nước, thần nhi là trên người nàng rớt xuống thịt, nếu như xảy ra chuyện, nàng tất nhiên có trực giác. Nàng nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di các người, vô cùng nghiêm túc nói, tất cả mọi người đều không cần bi quan. Ta dám đánh cuộc, thần nhi không thể nào xảy ra chuyện. Cũng không có ai có thể để cho hắn xảy ra chuyện. Hắn thực lực chúng ta cũng rất rõ ràng, bây giờ chúng ta không thể tự loạn trận cước, muốn làm chính là canh kỹ Diệp gia, cùng thần nhi trở về. Hạ Nhược Tuyết khẽ gật đầu lô, vậy như nước giống vậy trong mắt tràn đầy cùng người khác bất đồng đồ. Bá mẫu, ta tin tưởng Diệp Thần, ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là cùng Diệp Thần trở về. Ta nguyện ý một mực cùng hắn, bây giờ, ta muốn bắt đầu tu luyện. Tôn Di cũng là mở miệng nói, ta cũng phải tiếp tục tu luyện, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể trợ giúp Diệp Thần. Còn có ta, Chu Nhã cũng là đứng dậy. Giờ khắc này, Diệp gia bốn phụ nữ cũng vô cùng kiên định. Các nàng so người bất kỳ cũng rõ ràng Diệp Thần căn bản không có thể xảy ra chuyện. Côn Lôn hư, huyết minh. Sát Ly đã tới Trịnh trưởng lão trước người. Trịnh trưởng lão giờ phút này đang lau chùi trước một chuôi kiếm lạnh lẽo. Trưởng lão, người để cho ta làm sự việc, xử lý xong hết. Sát Ly nói. Trịnh trưởng lão diễn cảm đông lại một cái, ngẩng đầu lên, à. Vậy Diệp Thần chết. Sát Ly gật đầu giải thích, người này xác thực rất mạnh, nhưng là lúc ta đi, hắn đang đột phá, chỉ có thể cưỡng ép phá quan, bị trọng thương. Sau đó ta tự mình đem hắn đánh chết. Chỉ bất quá, bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ, hắn thi thể hạ xuống dưới núi Côn Lôn. Lời nói bên trong, bị Sát Ly khen lớn không ít.
hắn tự nhiên sẽ không nói ra mình chật vật trải qua, ở hắn xem ra, chỉ cần kết quả như nhau, hết thảy cũng không trọng yếu. Quá trình tự nhiên miêu tả có lợi cho mình. Trịnh trưởng lão con ngươi co giúp một cái, hiếu kỳ nói, ngươi chắc chắn. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, dưới núi Côn Lôn rơi xuống, có thể hay không bất ngờ còn sống. Sát Ly cười một tiếng, làm sao có thể, trịnh trưởng lão yên tâm, thằng nhóc kia không chỉ không có thể còn sống, thậm chí liền thi thể cũng không thể có, hoa hạ núi Côn Lôn bởi vì Côn Lôn hư ảnh hưởng, linh khí đi về phía kỳ lạ, vậy vách đá dưới ta đi xem qua, linh khí căn bản không cách nào vận dụng, đừng nói thằng nhóc kia, coi như thời kỳ tột cùng ta cũng không nhất định có thể sống sót. Trịnh trưởng lão nghe được Sát Ly như vậy chắc chắn, cũng không có sinh lòng nghi ngờ. Ngươi làm việc ta vẫn luôn rất yên tâm, vốn còn muốn từ trên người tiểu tử kia bộ ra một ít bí mật, nhưng là nếu điều bí mật này vĩnh viễn biến mất, vậy cũng thôi. Huyết Minh có Diệp Thiên Chính một người là đủ rồi, đúng rồi, Diệp Thần mặc dù chết, nhưng là lần này sự việc, vậy bộc lộ ra một cái tai hại. Cái gì tai hại? Sát Ly hiếu kỳ nói. Trịnh trưởng lão đứng dậy, con người sâu thẳm, hoa hạ nhiều lần uẩn dục thiên tài. Thậm chí ra đời Diệp Thần bực này yêu nghiệt, tuyệt không bình thường, xem ra chúng ta Huyết Minh một mực xem nhẹ TQ. Sát Ly, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đi một chuyến nữ hoa hạ, vận dụng hết thảy thủ đoạn khống chế hoa hạ. Khống chế hoa hạ thủ đoạn hay nhất, chính là khống chế hoa hạ đệ nhất gia tộc. Vừa vặn, ta nghe vậy Diệp Thần sau lưng hoa hạ Diệp gia đã thành là đệ nhất gia tộc, ngươi phải làm chính là giết sạch Diệp gia tất cả mọi người. Sau đó vận dụng võ lực trấn áp hết thảy. Từ bây giờ về sau, chúng ta phải nắm trong tay hoa hạ tài nguyên này. Không thể để cho hắn ra đời cái kế tiếp Diệp Thần. Sát Ly nhất thời rõ ràng ý của trịnh trưởng lão, ánh mắt sáng lên, trịnh trưởng lão thật là phòng ngừa chu đáo, sợ rằng vậy ra Cát Lượng vậy kém hơn trịnh trưởng lão mới học à. Trịnh trưởng lão cười lạnh một tiếng, vậy ra Cát Lượng lại coi là cái gì, ở ta Huyết Minh trong mắt, không chịu nổi một kích. Huyết Minh dã tâm không riêng gì khống chế hoa hạ, càng phải khống chế toàn bộ Côn Lôn hư, bây giờ chúng ta đã hoàn thành một nửa, cùng còn lại một nửa thành công, Sát Ly, người hết thảy mong muốn cũng biết dê làm có thể được. Sát Ly nghe được câu này, vội vàng quỳ xuống, trịnh trưởng lão xin yên tâm, bất kỳ ngăn trở ở trước mặt ngài trở ngại, Sát Ly cũng biết không chút do dự thanh trừ. Hoa hạ Diệp ra, ta trong hai ngày tất nhiên bắt lại. Ngày này. Nhất định là chưa chợp mắt một ngày. Hoa hạ vô số quan phương thế lực đi suốt đêm đến núi Côn Lôn, thậm chí vận dụng một cái vệ tinh tìm Diệp Thần và Bách Lý Hùng. Nhưng là coi như vận dụng vệ tinh cũng không có bất kỳ kết quả gì. Núi Côn Lôn thành tựu hoa hạ Thánh Sơn, trận pháp che đậy, muốn phải tìm hai người, đó là biết bao khó khăn. Không chỉ cảnh sát địa phương, lục soát đội cũng tìm. Thiết Huyết Doanh chiến sĩ, Long Hồn cường giả. Tất cả mọi người buông xuống trên tay nhiệm vụ và sự việc, cũng tự phát tìm Diệp Thần và Bách Lý Hùng. Thậm chí liền ăn cơm đều không chú ý đạt tới. Đối với bọn họ mà nói, Bách Lý Hùng và Diệp Thần tồn tại, mạnh hơn bọn họ sinh mạng. Bọn họ đều không cho rằng cái này hoa hạ hai tôn cường giả sẽ xảy ra chuyện. Ứng Kình lại là nổi điên tìm. Trên tay hắn đã tất cả đều là máu tươi. Dùng hết toàn lực vặn ra mỗi một hòn đá. Không buông tha bất kỳ một người nào cơ hội. Giống vậy điên cuồng còn có một cái người phụ nữ. Một cái mặt mũi và vóc người cũng không tệ người phụ nữ. Mấy tháng thời gian, càng là trở thành Long Hồn kiều diễm nhất một cành hoa. Đó chính là Kim Lãnh Nhạn. Kim Lãnh Nhạn tiến vào Long Hồn là ở Diệp Thần dưới sự đề cử đi vào. Qua một đoạn thời gian rất dài thời kỳ khảo sát, ngay tại mấy ngày trước chính thức thành là Long Hồn một phần tử. Nàng kích động. Nàng cảm ơn Diệp tiên sinh. Nhưng là lại không nghĩ rằng, cái này vui sướng còn không có và Diệp tiên sinh chia sẻ. Diệp tiên sinh liền xảy ra chuyện. Nàng không tin. Diệp tiên sinh lớn mạnh như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện? Nàng phải không tiếc bất cứ giá nào tìm Diệp tiên sinh. Kinh qua một lần lần thất vọng, nhưng là nàng không có buông tha. Nàng toàn thân ướt đẫm, tác chiến phục lại là ướt tách tách. Có chiến hữu khuyên nàng, nàng không có nghe, dù là ban đêm hạ xuống, nàng vẫn cầm đèn pin điên cuồng tìm. Không có ai biết nàng kiên trì.
nàng trái tim kia đã sớm bị Ninh Ba một người thanh niên chiếm cứ. Nàng biết phối hợp mình không được người thanh niên kia, chỉ có thể yên lặng đem tình cảm chôn giấu ở đáy lòng. Nàng thường xuyên sẽ nhớ tới ở Ninh Ba hội đấu giá lần đầu tiên gặp mặt. Nàng thậm chí đang suy nghĩ, nếu như ban đầu mình chủ động một ít, có thể hay không bây giờ kết cục cũng không giống nhau. Trong mắt nàng nước mắt đi rồi rơi xuống. Bây giờ chỉ cảm thấy tựa như mộng bể nát. Diệp Thần và Bách Lý Hùng biến mất, rung động toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới. Dưới chân núi, không có bất kỳ kết quả gì. Trừ một số ít người, tất cả mọi người đều cho rằng cái này hai người chết rồi. Hoàn toàn biến mất ở Hoa Hạ võ đạo giới. Chết. Cùng lúc đó, núi Côn Lôn dưới vách đá, khoảng cách chân núi 100 mét một nơi hang động. Cực kỳ ẩn núp. Có nhánh cây từ vách núi lý trưởng ra, che phủ hết thảy. Đây là một cái thiên nhiên dưới đất hang động đá vôi, vừa vặn có thể chứa hai cái người trưởng thành. Mở tối ánh sáng chính giữa, Diệp Thần ngồi xếp bằng trên đất, vận chuyển cửu thiên huyền dương quyết. Bách Lý Hùng kịch liệt thở dốc, ăn vào mấy viên thuốc, liền bắt đầu bấm điện thoại di động. Đáng tiếc, điện thoại di động không có bất kỳ tín hiệu. Hắn nhìn một cái nhắm mắt lại Diệp Thần, không biết nên nói cái gì. Hắn không nghĩ tới lại có thể thật còn sống. Ở tung tích nháy mắt, Diệp Thần thân thể huyết long lại có thể trực tiếp xông ra, lại là thời gian ngắn hóa là thực chất. Ngắn ngủi 2 giây, vô cùng nguy hiểm. Hai người ở huyết long dưới sự hướng dẫn, đi tới cái hang núi này. Hẳn an toàn, đáng tiếc không cách nào liên lạc với bên ngoài. Xuyên thấu qua cửa hang không lớn, Bách Lý Hùng hướng bên ngoài nhìn, cẩn thận cảm thụ động tĩnh bốn phía, hồi lâu sau, thở ra một cái. Cái này hang động đá vôi, vẫn còn ở núi Côn Lôn chính giữa, nhưng là cực kỳ kín đáo. Người bình thường căn bản tìm không gặp. Hắn thậm chí thấy vô số lần máy bay, muốn kêu cứu, nhưng phát hiện nơi đây không biết là không phải trận pháp xuyên cớ, hết thảy đều bị che đậy. Thậm chí ngay cả động dùng chân khí có thể cũng không có. Hắn đã thu liếm cả người hơi thở, vậy người đuổi giết muốn tìm được mình. Không có dễ dàng như vậy. Dĩ nhiên, chủ yếu hơn chính là, người đuổi giết tuyệt đối không nghĩ tới, hắn và Diệp Thần sẽ tránh ở cái hang núi này chính giữa. Không biết đám kia thiết huyết doanh chiến sĩ thế nào. Chắc chắn an toàn, Bách Lý Hùng thân thể căng thẳng, cuối cùng là nới lỏng, lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói. Hắn luôn muốn đối với Diệp Thần nói gì, nhưng là Diệp Thần từ rơi xuống sau đó, liền nhắm hai mắt mâu, ngồi xếp bằng. Loại cảm giác này, giống như nổi lên cái gì. Hắn thậm chí phát hiện Diệp Thần khí tức trên người càng ngày càng mạnh. Vậy biến mất huyết long lại là chui ra. Hắn biết, Diệp Thần trong lòng nín một đoàn lửa. Vô hình lửa giận. Một khi bùng nổ, tất cả mọi người đều không cách nào chịu đựng. Mà giờ khắc này, Diệp Thần ý thức đang luân hồi mộ địa bên trong. Hắn đúng là lửa giận trong lòng cháy. Trong mắt hắn đều là ở núi Côn Lôn đình hình ảnh. Thậm chí sát ly dáng vẻ gắt gao in ở hắn trong đầu. Nếu như không phải là Trần Thiên Lê vừa vặn rời đi, nếu như không phải là hắn cưỡng ép đột phá, bị tổn thương rất nặng. Hắn tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Có ít thứ, hắn nhất định phải cầm về. Hắn và huyết minh đã sớm thế bất lưỡng lập. Hoặc là huyết minh diệt, hoặc là chính là hắn Diệp Thần chết. Không có lựa chọn nào khác. Hắn bây giờ phải làm liền đem thực lực tăng lên tới trạng thái tột cùng. Sau đó chờ đợi vậy ba tòa mộ bia mở. Đây là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Luân hồi mộ địa xào xạc ý bao trùm mở, Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm vậy ba tòa mộ bia. Chấn hồn phá dương thạch năng lực sắp hoàn toàn hấp thu. Ba đạo quang mang đồng thời lóe lên. Tia sáng này biết bao chói mắt. Cũng không biết còn dư lại vậy ba người là lai lịch gì. Chẳng lẽ so vạn đạo kiếm tôn còn yêu nghiệt hơn tồn tại? Diệp Thần nghĩ tới điều gì, hắn bây giờ tu vi là chân nguyên cảnh thứ 3 tầng, hẳn có thể miễn cưỡng tu luyện Trần Thiên Lê lưu lại vậy đạo chí cường kiếm quyết. Vạn kiếm quy tông. Vốn là hắn muốn ở núi Côn Lôn đỉnh thời điểm đột phá nắm giữ, ai biết ngang trời giết ra một cái sát ly. Làm rối loạn hắn trận cước. Giờ phút này luân hồi mộ địa chính là tốt nhất học tập cơ hội. Diệp Thần nhắm mắt lại, cảm thụ trong đầu vậy đạo tin tức lưu. Không biết qua bao lâu,
hắn tựa như bắt được cái gì, ở đầu óc bên trong không ngừng diễn luyện. Thậm chí luân hồi mộ địa cách đó không xa, xuất hiện một đạo sát ly ảnh ảo. Vậy khuôn mặt dữ tợn, tựa như chấp chưởng hết thảy. Sát ly ảnh ảo có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Diệp Thần, cười lạnh nói, một cái chân nguyên cảnh phế vật, còn muốn bước ngang qua cảnh giới tổn thương ta. Ngươi không có tư cách, ta nhưng mà thần du cảnh tầng 6, ở ẩn môn vậy có đầy đủ quyền phát biểu, ngươi lại là thứ gì? Bỗng nhiên, Diệp Thần hai tròng mắt mở ra. Ý định giết người phóng thích mở. Vạn kiếm quy tông. Oanh. Theo Diệp Thần thét dài, trong cơ thể cửu thiên huyền dương quyết bỗng nhiên nổ tung. Diệp Thần chỉ cảm thấy, quanh thân chân khí không hề bị đến khống chế vậy, như bỏ đi dây cương ngựa hoang lao nhanh ra. À. Vậy từ đan điền chỗ sâu nhất bộc phát ra bàng bạc năng lượng, trong nháy mắt tựa như đem Diệp Thần quanh thân xé, đem hắn gân mạch hủy diệt. Vậy đau nhói, để cho Diệp Thần không nhịn được kêu lên thảm thiết. Sắc mặt dữ tợn, cặp mắt chính giữa hiện đầy đỏ tia máu. Chẳng qua là trong nháy mắt, Diệp Thần tựa như hóa làm ác ma. Tinh huyết trong cơ thể và chân khí, tựa hồ vậy đang tiêu hao. Bất quá, lấy này đổi lấy giá phải trả, nhưng là Diệp Thần năng lượng trong nháy mắt bùng nổ, để cho hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có thực lực. Mạnh mẽ! Đây mới là cảm giác cường đại. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như vô địch, hắn cảm giác, mình có thể hủy diệt thiên địa. Cho ta chết. Đối mặt giết tới bên cạnh sát ly, Diệp Thần lớn tiếng tê giống lên. Như dã thú ở tuyệt vọng chính giữa gào thét, như dã thú điên cuồng phun trào. Gió lớn cuộn sạch, màu đen đồ dạo phố tựa như nổ tung. Oanh! Ngay tại sát ly giết tới trước người trong nháy mắt, Diệp Thần một kiếm chém ra. Bùng nổ năng lượng, tập hợp thiên địa linh khí, lấy luân hồi mộ địa phụ trợ, tăng thêm huyết long phun trào, đây tuyệt đối là cường đại nhất một chiêu. Đợt khí lăn lộn, tiếng nổ nổ tung, lửa cháy bừng bừng ngay tức thì cuộn sạch đúng mảnh thiên địa. Rào rào, sóng nhiệt lăn lộn chính giữa, tiếng nổ dưới, vậy giết tới Diệp Thần bên cạnh sát ly thân hình đột nhiên dừng lại. Kiếm khí và lửa cháy bừng bừng chính giữa, trước tựa như vô địch sát ly. Rốt cục thì phát ra một hồi kêu thảm thiết. Oanh! Đợt khí chính giữa, sát ly ảnh ảo lại trực tiếp bị Diệp Thần tung bay ra ngoài. Chết! Đánh bay sát ly ảnh ảo, Diệp Thần cắn chặt hàm răng, khuôn mặt dữ tợn gầm thét. Đạp! Bước ra một bước, cuồng bạo hết sức. Luân hồi mộ địa đều chấn động. Quanh thân khí thế bùng nổ, đợt khí lăn lộn, ánh sáng tách thả ra. Thời khắc này Diệp Thần liền tựa như bôn tẩu mặt trời chói chan, bước này, tựa như có thể hoành độ toàn bộ thương khung. Rào rào. Bên người cảnh sắc nhanh chóng thụt lùi, trước mắt luân hồi mộ địa tựa như ngay tức thì thu nhỏ lại. Bước này, suýt nữa để cho Diệp Thần trực tiếp bước ra nghìn mét. Vạn kiếm quy tông lực lượng toàn bộ phóng thích. Hóa là một đạo kiếm quyết. Đây là Diệp Thần hy vọng cuối cùng. Vạn kiếm quy tông. Đủ để sánh bằng thần du cảnh cường giả một kích toàn lực. Đi! Đem trong cơ thể chỉ còn lại một tia thuốc dục ra, kích thích kiếm quyết. Rầm rầm! Cổ tay run một cái, vậy một quả kiếm quyết trực tiếp hướng chạy như bay đến sát ly bắn tới. Ánh sáng trắng thoáng qua. Oanh! Một khắc sau, ở kiếm quyết đụng phải sát ly trong nháy mắt, bỗng nhiên nổ tung. Ùm ùm! Thiên địa biến sắc, sơn hà văng tung tóe. Một quả này kiếm quyết nổ tung, đung đưa cuồng bạo sóng gió, cơ hồ phải đem toàn bộ luân hồi mộ địa hoàn toàn hủy diệt. Cả vùng vặn vẹo, tựa như tan vỡ. Hống! Vậy tiếng nổ chính giữa, vậy cực hạn ánh sáng chính giữa, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Thế như trẻ che sát ly ảnh ảo, bị lôi quang cuộn sạch, bị thiên địa uy áp. Oanh! Mơ hồ, Diệp Thần đang bị đợt khí chấn động bay ra thời điểm. Thấy được vậy một tôn sát ly, ở kiếm quyết chính giữa, chia năm xẻ bảy. Bỗng nhiên xuất hiện công kích, không phòng bị chút nào sát ly, cuối cùng không cách nào đối kháng. Kiếm quyết oai, thậm chí để cho Diệp Thần cũng không nhịn được chố mắt nghẹn họng. Hắn rốt cuộc rõ ràng Trần Thiên Lê tại sao phải cuối cùng dạy hắn một kích này. Không tiếc bất cứ giá nào. Thành công. Phịch. Ước chừng bị tức lãng cuốn bay ra ngoài trăm mét. Đập rơi trên mặt đất Diệp Thần trên mặt lóe lên vẻ vui mừng. Mặc dù ở luân hồi mộ địa trong thi triển,
một chiêu này sẽ cường hóa gấp mấy lần, nhưng là dù là ở bên ngoài thu nhỏ lại gấp mấy lần, cũng không phải người khác có thể gánh nổi. Diệp Thần bò dậy, mới vừa muốn rời đi luân hồi mộ địa. Ngay tại lúc này, trong nghĩa địa ba tòa mộ bia đồng loạt lóe lên ánh sáng. Nói cách khác cái này ba tòa có thể dẫn động. Giờ khắc này, Diệp Thần hô hấp dồn dập. Hắn có thể cảm giác được một cổ lực lượng tựa như ở dẫn lĩnh hắn. Diệp Thần từng bước hướng vậy ba tòa mộ bia đi tới. Đột nhiên, luân hồi mộ địa bầu trời truyền tới một đạo kinh thiên lôi tiếng. Một giây kế tiếp, tòa thứ nhất mộ bia trực tiếp thủng. Toàn bộ luân hồi mộ địa kịch liệt run rẩy. Một đạo viễn cổ thanh âm bỗng nhiên vang khắp. Ta muốn đạp phá chín luân hồi, thề cùng ông trời so cao thấp. Sống chết do mạng ta do ta, chư thiên vạn giới tùy ta bơi. Nắm trong tay sấm sét, biến ảo thần thú. Thiên trọng cướp, bách thế khó khăn, mãi mãi vội vã, trong nháy mắt. Sấm khu, bất diệt hồn, chấn cổ thước kim, duy ta chấn lôi tông đoạn lôi nhân. Làm cái này đến từ thanh âm xa xôi chậm rãi rơi xuống. Một đạo thân ảnh trực tiếp hiện lên Diệp Thần trước mặt. Quanh thân sấm sét bao trùm, khí tức cường đại, chỉ cần một ánh mắt sẽ để cho Diệp Thần cảm thấy sợ hãi. Chấn lôi tông đoạn lôi nhân. Mấu chốt đoạn lôi nhân trên người sấm sét tựa như để cho Diệp Thần trong cơ thể bổn mạng phù văn bị chấn động. Giờ phút này đang không ngừng run rẩy. Giống như bổn mạng linh phù muốn hấp thu đoạn lôi nhân trên người sấm sét. Đoạn lôi nhân cảm giác được cái gì, ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, người chính là luân hồi mộ địa mộ chủ. Chân nguyên cảnh thứ ba tầng, quá yếu. Hắn ánh mắt có chút khinh thường, nhưng là rất nhanh, hắn thật giống như phát hiện cái gì, năm ngón tay một bản. Một giây kế tiếp, Diệp Thần trong cơ thể vậy tràn đầy vô số thiên lôi lực bổn mạng linh phù trực tiếp bại lộ ra. Đoạn lôi nhân thấy bổn mạng kia linh phù, con người có cái này lau một cái sâu đậm bất ngờ. Có chút ý tứ, ta đây là xem thường ngươi, nếu như ngươi ở đó cái niên đại. Lấy bên trong cơ thể ngươi bổn mạng linh phù cũng đủ để thành là ta chấn lôi tông đệ tử. Hơn nữa còn là đệ tử nội môn. Xem ra luân hồi mộ địa, không có chọn lầm người. Đoạn lôi nhân tới một chút hứng thú, tán thưởng nhìn Diệp Thần, sau đó liền nói, ngươi có bằng lòng hay không là học trò ta, tiếp nhận ta cao nhất truyền thừa. Đồ nhi nguyện ý. Được. Đoạn lôi nhân tâm tình coi như không tệ, một giây kế tiếp. Trong tay sử dụng đạo tràn đầy sấm sét phù văn. Đồng thời, đoạn lôi nhân trên mình một đạo lực lượng ngưng tụ vào phù văn bên trong. Lần đầu tiên bái sư, vi sư tự nhiên muốn đưa ngươi một đạo lễ vật. Bùa này là lôi động cửu thiên, có ta một đạo năng lượng, thời gian ngắn có thể bộc phát ra 9 tầng trời lôi, ngươi tu vi càng mạnh, hắn bùng nổ lực lượng lại càng mạnh, lấy ngươi bây giờ chân nguyên cảnh thứ 3 tầng. Bùa này chí ít có thể chém chết một vị thần du cảnh cao cấp cường giả. Thậm chí liền siêu phàm cảnh cũng có thể bị thương nặng. Diệp Thần nhận lấy linh phù, con người có sâu đậm kích động. Đây quả thực là giúp người đang gặp nạn à. Hắn bây giờ có vạn đạo kiếm tôn Trần Thiên Lê lưu lại vậy đạo kiếm quyết, hơn nữa đoạn lôi nhân đưa cái này lôi động cửu thiên. Vậy sát ly là thứ gì? Huyết minh cường giả lại coi là cái gì? Chỉ cần dám bước vào hoa hạ một bước, hắn liền để cho tất cả mọi người chỉ có tới chứ không có về. Còn như còn dư lại vậy hai ngồi mộ bia, trước mắt hắn vậy không cần dẫn động. Vậy là đủ rồi. Dưới mắt vậy không sai biệt lắm đã qua hai ngày, bất kể như thế nào, mẫu thân và quan tâm người hắn hẳn rất lo lắng mình. Cũng nên rời đi. Đồ nhi, ta xin hỏi ngươi, luân hồi mộ địa. Đoạn lôi nhân mới vừa muốn nói cái gì? Nhưng phát hiện Diệp Thần đã biến mất vô ảnh vô tung. Cái này, thằng nhóc thúi, chẳng lẽ liền không có kiên nhẫn như vậy? Đoạn lôi nhân tức giận cơ hồ muốn mắng người. Diệp Thần cũng không có nhiều như vậy thời gian nghiên cứu luân hồi mộ địa. Đi ra ngoài mới là vương đạo. Trong sơn động Diệp Thần mở mắt ra, một đạo tinh quang lóe lên. Bách Lý Hùng thấy Diệp Thần cuối cùng tỉnh lại, vội vàng nói, Diệp tiên sinh, ngài cuối cùng tỉnh. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Diệp Thần đứng lên, thần sắc nghiêm túc, đi tới hang núi bên bờ, nhìn vách đá vạn trượng, cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên là đi báo thù. Diệp tiên sinh, nhưng là núi Côn Lôn trận pháp che đậy, linh khí thật giống như đột nhiên không thể vận dụng, chúng ta nên như thế nào đi xuống?
Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhàn nhạt nói, nơi đây mệt không ở ta Diệp Thần. Dứt lời, Diệp Thần trong tay xuất hiện Trấn Hồn Kiếm. Diệp tiên sinh, ngươi đây là muốn làm gì? Bách Lý Hùng hiếu kỳ nói. Nhảy xuống, Diệp Thần lời nói ra kinh người. Cái gì? Còn không chờ Bách Lý Hùng kịp phản ứng, Diệp Thần liền động. Ngón tay bóp quyết, một đạo ánh sáng ở lòng bàn tay lóe lên. Một giây kế tiếp, ánh sáng trực tiếp chui vào Trấn Hồn Kiếm bên trong. Trấn Hồn Kiếm tựa như bị nào đó chỉ dẫn, điên cuồng chấn động. Diệp Thần bắt lại Bách Lý Hùng quần áo, trực tiếp nhảy xuống. Gió lớn gào thét. Bách Lý Hùng ngược lại là không có gì sợ, hắn tin tưởng Diệp Thần. Chỉ gặp Diệp Thần tay cầm Trấn Hồn Kiếm, ở rơi xuống đồng thời, cắm ở núi Côn Lôn vách núi bên trong. Sau đó, Trấn Hồn Kiếm thừa nhận hai người sức nặng, không ngừng tuột xuống. Một cái to lớn rãnh bỗng nhiên tạo thành. Bách Lý Hùng biết Diệp Thần điên cuồng. Lại không nghĩ rằng điên như vậy cuồng à. Lấy kiếm là ngăn trở. Loại thủ đoạn này chưa bao giờ nghe. Hắn nhìn về phía núi Côn Lôn vách núi, một cái trăm mét phết kiếm trực tiếp tạo thành. Nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời, bởi vì trời mới vừa sáng, phía dưới lục soát người không nhiều. Cũng chỉ có một số ít người đang kiên trì. Dẫu sao còn phải nghỉ ngơi. Nhưng là Long Hồn và Thiết Huyết Doanh chiến sĩ căn bản không có nghỉ ngơi, vẫn còn ở lục soát. Kịch liệt tí tách tiếng vang khắp ở toàn bộ núi Côn Lôn. Những cái kia Long Hồn và Thiết Huyết Doanh chiến sĩ dĩ nhiên là nghe được. Thanh âm càng ngày càng lớn. Bọn họ vốn cho là máy bay thanh âm, nhưng là sau đó phát hiện không đúng, tất cả mọi người chợt ngẩng đầu. Một giây kế tiếp, con người tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Thậm chí có người hoan hô. Bởi vì bọn họ thấy Bách Lý Hùng và Diệp Thần đang cấp tốc tuột xuống. Tướng quân không có chết. Hoa Hạ Tổng Giáo Quan cũng không có chết. Bất bại thần thoại không có tan biến. Diệp Thần trở về. Giáo quan. Tướng quân. Đám người hoan hô đến trình độ cao nhất. Bọn họ lệ nóng doanh tròng. Ứng Kình và Kim Lãnh Nhạn vậy tràn đầy máu tươi và cáu bẩn tay, gắt gao cầm chặt. Trong mắt tách thả ra nóng bỏng quang. Mà giờ khắc này Diệp Thần và Bách Lý Hùng kịch cách mặt đất còn có mười mấy mét. Diệp Thần không do dự nữa, chợt đem Trấn Hồn đem rút ra. Đồng thời, trước ở hang núi thi triển vậy đạo kiếm quyết trực tiếp phóng thích, Trấn Hồn kiếm chui vào Diệp Thần dưới chân. Hắn tựa như mang Bách Lý Hùng chân đạp phi kiếm, vững vàng rơi xuống. Giờ khắc này, hắn Diệp Thần chính là vực ngoại thiên tôn. Diệp Thần không cách nào làm được giống như Trần Thiên Lê ung dung phi kiếm, nhưng là mười mấy mét cao độ vẫn là có thể. Làm hắn và Bách Lý Hùng vững vàng rơi xuống đất nháy mắt, đám kia Long Hồn chiến sĩ rối rít nửa quỳ. Giáo quan, thanh âm Trấn Thiên, đây là bọn họ đối với Diệp Thần cao nhất kinh ý. Hình ảnh này, khắc cốt minh tâm. Mà những cái kia Thiết Huyết Doanh chiến sĩ rối rít một cái tiêu chuẩn quân lễ. Tướng quân, Bách Lý Hùng và Diệp Thần khẽ gật đầu lô. Bách Lý Hùng nghĩ tới điều gì, một bước ra, đối với những cái kia Thiết Huyết Doanh cường giả hỏi, đỉnh núi kia hơn 10 vị Thiết Huyết Doanh chiến sĩ như thế nào? Báo cáo, chỉ có mười mấy người sống sót, còn dư lại, tất cả đều hy sinh. Một vị Thiết Huyết Doanh chiến sĩ đứng dậy, thanh âm kích động và tức giận. Diệp Thần nghe được câu này, lửa giận hơn nữa không thể khống chế chế. Đột nhiên, hắn đối với mọi người hỏi, hôm đó sau đó xuất hiện vị kia Côn Lôn hư cường giả ở nơi nào? Các người có biết? Báo cáo, hai ngày trước, hắn liền tiến vào Côn Lôn hư, nhưng là mới vừa ở mấy giờ trước, Côn Lôn hư cửa vào khác thường động, người nọ thật giống như lại trở về, lần này, hắn thật giống như đi núi Côn Lôn phi trường quốc tế. Cụ thể hành tung, còn chưa chắc chắn. Nghe được câu này, Diệp Thần nhướng mày một cái. Sát Ly lúc này trở về, quá nhạy cảm. Đối với hắn mà nói tuyệt đối bất lợi. Ngay tại lúc này, Diệp Thần trong đầu truyền đến một đạo chấn động. Chấn động càng ngày càng mạnh. Hắn con người có giúp một cái. Cái này chấn động là hắn ở kinh thành Diệp gia thiết lập trận pháp. Có cường giả phá vỡ trận pháp. Sát Ly sẽ đối Diệp gia làm khó dễ. Thao. Giờ khắc này, Diệp Thần sát khí trên người tựa như bùng nổ, hắn con ngươi nhìn về phía Bách Lý Hùng,
lập tức cho ta an bài nhanh nhất đi kinh thành máy bay. Diệp tiên sinh. Hoa Hạ Giang gia. Sát Ly có nhiều thú vị nhìn trước mặt trận pháp, nhếch miệng lên. Chính là Hoa Hạ lại còn có loại cường đại này trận pháp, có ý tứ, xem ra chết đi kia tiểu tử trên mình đều là bí mật chứ. Nếu như đổi thành những thứ khác người Côn Lôn hư, nói không chừng thật đúng là không phá nổi trận pháp, nhưng là đối với ta lại nói, chỉ bất quá phức tạp chút. Dứt lời, Sát Ly khí thế bùng nổ, trường kiếm múa, kiếm ý trực tiếp xông ra ngoài. Phá cho ta. Kiếm ý tựa như cháy, hóa là hỏa biển. Hô! Gió lạnh chính giữa, trong nháy mắt, lửa cháy bừng bừng che trời, đất đai sôi trào. Từng trận tiếng nổ theo sát nổ tung. Kiếm quang kẹp theo liệt diễm, giống như thần long giáng thế. Chạy thẳng tới trận pháp đi. Tiếng va chạm, tiếng nổ, liên thành một mảnh, Diệp gia sôi trào. Hống! Lần đầu tiên, trận pháp không có phản ứng chút nào. Sát Ly diễn cảm có chút không nhiều lắm. Nhưng là rất nhanh, Sát Ly lại vận dụng chiêu thứ hai. Nhưng mà, lần này, trận pháp lại nữa vô địch, lại nữa thế như trẻ tre. Ở đó tiếng giống giận chính giữa, Sát Ly lại đánh bể trận pháp mấy phần, đánh tan đầy trời liệt diễm. Từng đạo vết rách xuất hiện. Bất quá như vậy thôi. Sát Ly cười lạnh nói. Nhưng là rất nhanh, vậy tan vỡ trận pháp, lại lạnh như băng hết sức. Một đạo sát ý trực tiếp xông ra. Điều không vinh dự này là thủ hộ trận pháp, lại là một đạo sát trận. Một tiếng thét dài, ánh sáng trắng xuất khiếu. Từ trong trận pháp lao ra, kiếm phong càn quét. Rầm rầm. Nhức mắt kiếm quang, mang theo người muôn vàn kiếm khí, hướng Sát Ly càn quét đi. Quyền sét đánh minh, mặt đất chấn động. Ở trận pháp thình lình một kích này dưới, tựa như phong tỏa Sát Ly. Hống hống hống. Từng trận tiếng gầm gừ truyền tới. Sát Ly chỉ có thể ngăn cản đi. Đinh. To lớn lực lượng phản chấn dưới, Sát Ly kiếm phát ra một hồi tiếng rên rỉ, kiếm quang ảm đạm. To lớn kia lực lượng đánh vào chính giữa, Sát Ly thân hình dừng lại, liền liền hướng trước phía sau thối lui. Cái này ngưng tụ mà thành sát trận, tối thiểu có thần du cảnh tầng 5 thực lực. Đây rốt cuộc là cái nào trận pháp sư kiệt tác? Sát Ly tự nhiên sẽ không cho rằng là Diệp Thần. Ước chừng thối lui ra 8-9 bước, ổn định thân hình Sát Ly mở, giờ khắc này, cau mày. Áp chế trong cơ thể lăn lộn khí huyết, hắn sắc mặt khó khăn xem. Hừ, đáng tiếc chỉ có một đạo lực lượng. Sát Ly hừ lạnh một tiếng, lần nữa một kích đánh ra, trận pháp tại chỗ vỡ vụn. Diệp gia hết thảy bại lộ trước mắt. Mà giờ khắc này, chỉ có Hạ Nhược Tuyết và Ám Điện Cường giả vọt ra. Mấy người còn lại cũng đang đột phá. Hơn nữa là mấu chốt thời gian. Hạ tiểu thư, nơi này giao cho chúng ta, người đi vào là được. Ám Điện Cường giả lạnh lùng nói. Bởi vì phần lớn Ám Điện người đều đi núi Côn Lôn tìm điện chủ. Chỉ còn lại một ít tinh nhuệ. Liền liền Diệp Lăng Thiên và Lục Lăng Phong cũng ở đây đi núi Côn Lôn trên đường. Dẫu sao điện chủ xảy ra chuyện, đối với bọn họ ảnh hưởng quá lớn. Hạ Nhược Tuyết con người lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm cái đó cách đó không xa người đàn ông, mặt tuyệt mỹ bảng như hàn xương vậy. Ta cũng coi là Diệp gia một phần tử, bất kể như thế nào, ta cũng muốn là Diệp gia làm một ít chuyện. Nhưng mà, Hạ tiểu thư, ngay tại lúc này, Sát Ly đang từng bước đi tới. Trong miệng treo cười nhạt, có ý tứ, Hoa Hạ đệ nhất gia tộc cứ như vậy mấy cái phế vật. Một vị Ám Điện Cường giả trực tiếp đứng ra, lạnh lùng nói, người tới người nào. Nơi này là Diệp gia. Sát Ly cười, kiếm trong tay thu vào, nhàn nhạt nói, Diệp gia là thứ gì, Diệp thần đều bị ta giết, các người cảm thấy còn có thể chống đỡ mấy phần. Ta hôm nay chính là tới lấy thay các ngươi. Ám Điện Cường giả và Hạ Nhược Tuyết nghe được câu này, hoàn toàn bị dọa. Điện chủ lại chính là người này làm hại. Sau đó bọn họ cảm giác được không đúng, liền đối với Hạ Nhược Tuyết nói, Hạ tiểu thư, ngươi và người khác nhanh lên rời đi, ta kéo người này. Mau! Nói xong, những cái kia Ám Điện Cường giả liền xông ra ngoài. Biết rõ không địch lại. Nhưng là không có lựa chọn. Bướm bay dập lửa, bảo vệ Diệp gia, đây cũng là bọn họ sứ mạng.
Sát Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái, một đám phế vật, thật lấy là các người có thể nắm trong tay thứ gì. Ở ta trong mắt, chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Ta một cước liền có thể đem các người dẫm ở dưới chân. Dứt lời, Sát Ly hơi thở bùng nổ. Một trường trực tiếp đánh ra. To lớn trường ấn trực tiếp tạo thành. Những cái kia ám điện cường giả làm sao chống cự à? Tại chỗ bỏ mình. Toàn bộ Diệp gia đại viện chỉ còn lại Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết muốn rời khỏi, nhưng phát hiện căn bản không có thể, một cổ lực lượng vô hình bao quanh nàng. Ngươi chính là thằng nhóc kia người phụ nữ đi, đáng tiếc, ta đối với đàn bà không có hứng thú. Sát Ly đã tới Hạ Nhược Tuyết trước mặt. Hắn hừ lạnh một tiếng, Hạ Nhược Tuyết nhất thời cảm giác tựa như ngay cả hô hấp cũng không có quyền lợi. Sát Ly gương mặt dữ tợn. Chết đi. Hắn không trì hoãn thời gian, trực tiếp động thủ. Trong tay linh kiếm trực tiếp hướng Hạ Nhược Tuyết đầu lâu chém tới. Giết hại lại vô tình. Hạ Nhược Tuyết trong mắt mở ra, một tia nước mắt rơi xuống. Nàng không hối hận. Cuộc đời này có thể biết Diệp Thần, vậy là đủ rồi. Diệp Thần, hy vọng đời sau còn có thể làm phụ nữ của ngươi. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, một đạo lửa đỏ bóng người trực tiếp xông tới đây. Tương đương. Dám động ta Diệp Thần người phụ nữ. Ai cho ngươi tư cách? Hàn tiếng nói vang khắp. Trên bầu trời lại là một thanh trường kiếm rơi xuống. Tốc độ cực nhanh. Như vẫn thạch rơi xuống. Sát ý phóng thích. Bành. Trường kiếm trực tiếp nện ở Sát Ly trên thân kiếm. Trực tiếp đánh bay. Hạ Nhược Tuyết trói buộc vậy hoàn toàn biến mất. Thanh âm này. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì đây là Diệp Thần thanh âm. Diệp Thần không có chết. Nhìn vậy đạo cấp tốc cướp được bóng người. Hạ Nhược Tuyết thân thể mềm mại run rẩy. Nàng cũng biết. Sát Ly tự nhiên cũng là nhận ra Diệp Thần bóng người. Hắn diễn cảm có chút khó khăn xem. Ai có thể nghĩ tới một cái hẳn phải chết người chỉ như vậy sống lại. Hắn lại có thể thất bại. Nếu như bị Trịnh trưởng lão biết, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Hắn hừ lạnh một tiếng, mang sát ý lạnh như băng, trực tiếp hướng Diệp Thần phóng tới. Không nghĩ tới thằng nhóc ngươi mệnh thật cứng rắn, nhưng là ngươi coi như trở về kết quả cũng giống như vậy, vừa vặn đem đầu lâu ngươi mang cho Trịnh trưởng lão. Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm Sát Ly. Huyết mâu tựa như cháy. Hắn tất cả tức giận vào giờ khắc này phóng thích. Kiếm tới. Vạn kiếm quy tông, gục xuống cho ta. Một tiếng thét dài, Diệp Thần chấn hồn kiếm bay tới trong tay, đồng thời, kiếm khí bạo tăng, vậy tiếng rít bén nhọn chính giữa, ánh sáng trắng kiếm toát ra sáng chói ánh sáng, như mặt trời chói chang trên không, hướng Sát Ly chấn áp đi. Diệp Thần không muốn có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp sát chiêu. Đối mặt cường giả loại này, hắn không dám có bất kỳ lười biếng. Không. Đối mặt Diệp Thần bộc phát ra kiếm thế và kiếm khí, Sát Ly nụ cười trên mặt đã sớm biến mất. Hắn trong mắt lóe lên kinh hoàng ánh mắt. Tại sao có thể như vậy? Lúc này mới 2 ngày thời gian. Tiểu tử này thực lực lại vượt qua đến nước này. Giờ khắc này, hắn trong lòng lại có thể sinh ra ý sợ hãi. Ở Sát Ly xem ra, Diệp Thần cho dù lại là thiên phú kinh người, vậy mạnh mẽ không tới địa phương nào. Nhưng mà, bây giờ, Sát Ly phát hiện mình sai rồi. Hắn sai ngoại hạng. To lớn nguy cơ đối diện cuộn sạch, quanh thân tựa như rơi vào đến hầm băng chính giữa, khí lạnh thấu xương toàn tâm mà vào, để cho Sát Ly tim đập đình trệ. Nguy cơ dưới, Sát Ly bắt đầu sợ hãi. Thế giới trước mắt, tựa như đổi được chậm chạp. Diệp Thần trấn áp mà đến kiếm phong, như tinh thần chết. À không! Sát Ly điên cuồng gào thét, hắn toàn lực ngăn cản đi. Bây giờ Sát Ly, nơi nào còn có nửa điểm sát tâm? Hắn không dám nghĩ tới mình như thế nào chém chết Diệp Thần. Sát Ly nghĩ chẳng qua là, như thế nào ngăn cản Diệp Thần một chiêu này. Chỉ cần có thể chặn Diệp Thần một chiêu này, liền còn có cơ hội. Chỉ cần ngăn trở một chiêu này, cùng Diệp Thần còn có thể đánh một trận. Thậm chí, huyết minh còn có hậu thủ. Chỉ cần có cơ hội thúc giục phát hậu thủ, Diệp Thần như cũ hẳn phải chết. Nhưng mà, vậy hết thảy đều là thành lập ở mình có thể chặn Diệp Thần một chiêu này sát chiêu trước để ra dưới à? Mau! Quá nhanh! Diệp Thần kiếm phong,
thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Thấy rõ ràng kiếm kia phong quý tích rơi xuống, Sát Ly ánh mắt tựa như nổ lên. Đinh! Một hồi thanh âm du dương truyền tới. Rào rào! Kiếm quang bắn ra bốn phía, kiếm khí ngang dọc. Phốc phốc phốc! Từng trận xuyên thấu tiếng truyền tới, mưa máu phiêu bay. À à à! Sát Ly tê tâm liệt phế kêu thảm lên. Cho dù hắn toàn lực muốn ngăn cản thì như thế nào? Cuối cùng không cách nào ngăn cản. Diệp Thần một kiếm quá nhanh, sắp đến không cho Sát Ly quá suy tính nhiều thời gian. Một kiếm này quá mạnh, căn bản không phải một cái chân nguyên cảnh có thể bùng nổ lực lượng à. Hai ngày trước, hắn nghiền ép Diệp Thần. Nhưng là hai ngày sau đó, làm sao biến thành Diệp Thần nghiền ép hắn? Chẳng lẽ người này có kỳ ngộ? Coi như kỳ ngộ cũng không khả năng như thế khoa trương à. Diệp Thần bộc phát ra thực lực. Đã không thua gì thần du cảnh. Thậm chí kiếm quyết này và hắn đã gặp tất cả kiếm quyết, khác biệt một trời. Ở một kiếm này giao phong dưới, Sát Ly trường kiếm trong tay, bị đánh bay. Lòng bàn tay của hắn gan bàn tay, đã bị chấn bể, máu thịt mơ hồ, lộ ra xâm nhiên xương trắng. Diệp Thần kiếm phong thế như trẻ tre, mang theo uy lực còn lại tiếp tục cuộn sạch xuống, kiếm khí ngang dọc, máu thịt ném bay, điện quang kia đá lửa bây giờ. Sát Ly đâu chỉ nhận chịu mấy chục đạo vết thương. Phốc suy. Cuối cùng, một hồi thanh âm nặng nề truyền tới, thời gian, đột nhiên định cách. Diệp Thần kiếm phong, xuyên qua Sát Ly cánh tay, đem tay hắn cánh tay chia làm hai. Tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, máu tươi chậm rãi thấp, toàn bộ mờ tối không gian, lâm vào như chết yên lặng chính giữa. Thời gian, như ngừng lại giờ phút này. Làm sao có thể? Sát Ly nhìn mình gãy mất cánh tay, máu tươi kia tựa như suối phun. Hắn không dám tin tưởng à. Tay hắn cánh tay chỉ như vậy bị một kiếm chặt đứt. Cái này mẹ hắn là cái gì người điên à. Thằng nhóc này không phải bị thương sao? Thằng nhóc này không phải chân nguyên cảnh thứ ba tầng sao? Cái này mẹ hắn ai có thể giải thích à? Ta nói qua, ta sẽ trăm lần trả lại, bây giờ chỉ bất quá vừa mới bắt đầu. Ngươi không nên kinh ngạc, bởi vì chờ một hồi còn có để cho ngươi kinh ngạc hơn sự việc. Như vậy yên lặng, không biết kéo dài bao lâu, là một thế kỷ. Vẫn là như vậy trong nháy mắt. Cho đến Diệp Thần thanh âm truyền tới, phá vỡ như vậy tĩnh mịch. Diệp Thần trường kiếm trong tay rút ra, mang theo một ngụm máu tươi bão tố bắn. Sát Ly thân thể, trực tiếp bị chấn động bay. Một kiếm này, không đơn thuần là xuyên thấu Sát Ly chỗ hiểm. Chém gãy tay. Mấu chốt chẳng qua là một chiêu. Từ đầu tới đuôi, chỉ có một chiêu giao phong. Diệp Thần chiến lực cơ hồ mở hết dưới, Sát Ly ở hắn trong mắt, chính là con kiến hôi. Đây chính là vạn kiếm quy tông mạnh mẽ. Dĩ nhiên, Diệp Thần chân khí trong cơ thể điên cuồng trôi qua. Thậm chí máu tươi vậy đang cháy. Vậy thì như thế nào? Đáng. Giết hại trả thù vừa mới bắt đầu. Bây giờ, tử thần tới. Chương 556, kiếm trận dậy, sấm sét ra. Sát Ly thân thể đập vào Diệp ra một mặt vách tường trên, tại chỗ đánh thành mảnh vỡ. Dưới mắt, Sát Ly đã nhìn không được gãy mất cánh tay, cưỡng ép chống đỡ tự mình đứng lên tới. Hắn vậy đôi kiêu ngạo con ngươi, giờ phút này chỉ có kinh người. Đang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần. Giờ khắc này, hắn lần đầu tiên cảm thấy đối với không biết sợ hãi. À, Diệp thần, ta cùng ngươi không xong, không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta Sát Ly thề không bỏ qua. Cặp mắt hiện đầy đỏ tia máu, nhìn chằm chằm Diệp thần, Sát Ly giống như một đầu dã thú bị thương, lớn tiếng tê giống lên. Hắn đánh giá thấp Diệp thần, hắn xem thường Diệp thần, lúc này mới có bây giờ kết quả. Cái này làm cho Sát Ly không thể tiếp nhận. Diệp thần, vô luận như thế nào đều phải chết. Diệp thần. Người thực lực là vượt ra khỏi ta tưởng tượng. Vậy thì như thế nào? Hôm nay nơi đây, chính là đất chôn của ngươi. Ngươi lấy là chặn ta một cái tay, liền có thể giết ta sao? Không thể nào, ha ha ha, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi cho tay ta chôn theo. Nhìn Diệp thần, Sát Ly khuôn mặt dữ tợn. Huyết Sát Ly thiên trận, dậy. Điên cười chính giữa, Sát Ly phun ra một ngụm máu tươi, một tay bóp quyết, lớn tiếng quát lên. Ông,
theo máu tươi kia phun ra, toàn bộ Diệp gia mơ hồ chấn động một cái. Hô hô hô, bỗng nhiên bây giờ, cuồng phong nổi lên, kiếm khí phun trào. Trận pháp, Diệp Thần trên mặt nhiều hơn vẻ ngưng trọng. Huyết sát ly thiên trận, hắn chưa từng nghe qua. Nhưng là, giờ phút này nhưng là động tĩnh không nhỏ. Không nghĩ tới, cái này sát ly lại có thể như vậy tâm tư kín đáo, lại đang Diệp gia chuẩn bị sát trận. Ngươi chặn một cái tay, còn dám ở Diệp gia chơi trận pháp. Ngươi chắc chắn. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trong lòng vừa đọc thoáng qua, quanh thân máu tươi tựa như bắt đầu sôi trào. Ngón tay bóp quyết, từng hạt tròn linh thạch trực tiếp bắn ra. Ánh sáng lưu chuyển. Một đạo trần thiên lê lưu lại kiếm trận trực tiếp sử dụng. Kiếm này trận tên là đạo tôn phá tương trận. Là trần thiên lê ở 40 tuổi thời điểm tình cờ lĩnh ngộ, không tính là cái gì cao cấp trận pháp. Nhưng là lại có lấy trận đối trận công hiệu. Kiếm tới. Diệp Thần cổ tay run một cái, sử dụng trấn hồn kiếm. Lấy trấn hồn kiếm làm trụ cột, phóng thích đạo tôn phá tương trận. Thiên địa linh khí biến ảo. Chấn hồn kiếm mang theo đạo tôn phá tương trận lực lượng, trực tiếp bắn ra. Hướng sát ly huyết sát ly thiên trận đi. Đây là một tràng trận pháp giao phong. Trong không khí tràn ngập phong cách cổ xưa năm tháng hơi thở, giờ phút này càng là tràn đầy ác liệt ý định giết người. Kiếm trận dậy, kiếm khí tràn ra. Mới vừa rồi một kích, cùng với máu trong vắt cánh tay, để cho sát ly đối với Diệp Thần có tiệm nhận thức mới, nhưng cũng vì vậy, hận thấu xương. Sắc mặt dữ tợn, tại chưa có ngoại lực tương trợ dưới, sát ly lấy sức một mình, thúc giục phát ra cái này hắn một mực dự định sử dụng trận pháp. Trịnh trưởng lão để cho hắn khống chế hoa hạ. Vì phòng ngừa Côn Lôn hư một ít cường giả có ý kiến, hắn tự nhiên cấp cho mình chừa hậu thủ. Mà huyết sát ly thiên trận chính là hắn hậu thủ. Đầy trời kiếm khí chính giữa, sát ly trong mắt tràn đầy đỏ tiêm máu. Diệp Thần, người cho ta đi chết. Sát ly điên cuồng gầm thét. Cánh tay gãy lìa, cái này làm cho sát ly đã đánh mất lý trí. Theo sát ly điên cuồng thúc giục phát, ở giữa thiên địa, gió lớn cuộn sạch vô số kiếm khí, giống như trên trời hạ xuống mưa như thác đổ, hướng Diệp Thần cuộn sạch đi. Đạo tôn phá tương trận, chém. Nhìn đầy trời khắp nơi cuốn tới kiếm khí, Diệp Thần trong mắt sắc bén lóe lên. Đối mặt điên cuồng sát ly, Diệp Thần không dám xem thường. Người này bây giờ chính là một người điên. Rầm rầm. Chấn hồn kiếm mang kinh khủng sát khí, ầm ầm bùng nổ, lại không cất giữ. Hồng quang thoáng qua, thiên địa nghiêm nghị. Chớp mắt bây giờ, chấn hồn kiếm tựa như huyễn hóa thành hai chuôi, rồi sau đó lại bỗng nhiên lan truyền. Đến cuối cùng, Diệp gia bầu trời lại hình thành 9 chuôi chấn hồn kiếm. Cái này 9 thanh kiếm, từ Diệp Thần trong tay bắn ra. Đạo tôn phá tương trận sử dụng. Sát ly huyết sát ly thiên trận. Vậy thì như thế nào? Diệp Thần cũng muốn xem, đạo của mình tôn mặt mày hốc hác trận so sánh với, lại là như thế nào? Bổn mạng linh phù trực tiếp tuôn ra ngoài, sấm sét ý bị thúc dục phát đến cực hạn. Đạo tôn phá tương trận, biến đổi. Hồng quang bắn ra trong nháy mắt, Diệp Thần hai tay tiếp tục bóp quyết. 9 đạo hồng quang, ở khẽ rên tiếng chính giữa. Đột nhiên hóa là 18 đạo kiếm quang. Đạo tôn phá tương trận nhị trọng thiên. 18 đạo kiếm quang, đảo mắt bây giờ, lại là hóa là 36 đạo kiếm quang. Thiên địa khí, đem hết hướng kiếm trận chính giữa ngưng tụ đi. 36 đạo kiếm quang, 36 thiên cương lực. Hồng quang nối thành một mảnh, như tử thần trấn áp xuống. Vậy nối thành một mảnh hồng quang, chỗ đi qua. Kiếm khí vỡ bay, gió lớn tán loạn. Bằng vào đạo mắt trợ giúp, Diệp Thần kiếm trận, có thể nói là kiếm đi thiên phong, chạy thẳng tới huyết sát ly thiên trận điểm yếu đi tới. Máu này sát ly thiên trận nhìn như uy lực kinh người. Nhưng là, thực thì bên ngoài mạnh trong rỗng. Đúng như Diệp Thần nơi liệu, sát ly cưỡng ép thúc dục phát hắn bản không cách nào thúc dục phát kiếm trận, trả giá cao, tất nhiên là sơ hở trăm chỗ. Như thế nào cùng Diệp Thần nắm trong tay đạo tôn phá tương trận sánh bằng? Côn Lôn hư cố nhiên có mạnh mẽ trận pháp, nhưng là bất kỳ trận pháp ở Trần Thiên Lê loại cấp bậc này cường giả trước mặt, chính là một đống cứt chó. Giờ khắc này, sơ hở trăm chỗ huyết sát ly thiên trận,
ở đạo tôn phá tương trận trước mặt không chịu nổi một kích. 36 đạo hồng quang, chỗ đi qua, thiên địa biến sắc, thế không thể đỡ. Sát Ly trơ mắt nhìn mình trận pháp bị hủy, hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Thằng nhóc này rốt cuộc là người nào? Tại sao ngắn ngủi 2 ngày, có thể trưởng thành đến loại này? Vẫn là nói, 2 ngày trước bị thương, mình chẳng qua là thừa dịp hư mà vào. Thực lực chân chính của đối phương chính là như vậy. Không thể nào. Cái này Diệp Thần chỉ bất quá chừng 20, dù là ở Côn Lôn hư, cái tuổi này vậy không tính là cái gì. Đáng chết. Giờ khắc này, Sát Ly cảm thấy sợ hãi. Hắn không có lựa chọn. Hắn liền vội vàng lấy ra bên hông một khối ngọc bội. Ngọc bội trên là một đạo huyết môn. Đồng thời, hắn bước ra một giọt bổn mạng máu tươi rơi vào ngọc bội ngay tức thì, ngọc bội vỡ vụn. Sau đó, hắn hơi thở bắt đầu không ngừng leo lên. Đây là huyết minh bí pháp. Chỉ có ở huyết minh người có địa vị nhất định mới có thể nắm giữ. Diệp Thần, bỏ mặc ngươi là lai lịch gì, cũng không để ý ngươi là cái gì tu vi. Hôm nay coi như ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Toàn bộ Diệp gia đều phải chôn theo. Dứt lời, Sát Ly vậy đạo trận pháp giống như đột nhiên nổ vậy. Toàn bộ Diệp gia mặt đất đều tựa như nghênh đón động đất. Cách đó không xa Hạ Nhược Tuyết thân thể lay động, sắc mặt trắng bệch. Diệp Thần tự nhiên có thể cảm giác được giờ phút này Sát Ly nguy hiểm, hắn sẽ không để cho Hạ Nhược Tuyết rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Dưới mắt, đan điền chân khí càng ngày càng thiếu. Trận pháp không chống đỡ được quá lâu. Diệp Thần nghĩ tới điều gì? Trong tay xuất hiện một bản phù văn. Chính là Đoạn Lôi Nhân để lại cho hắn. Chỉ bất quá Diệp Thần không có phóng thích toàn bộ lực lượng. Mà là rút ra một số lôi động cửu thiên lực lượng. Phù văn ám điện liền mấy phần. Đồng thời, Diệp Thần tay cầm sấm sét. Tựa như trên bầu trời nắm trong tay sấm sét lôi đạo chân quân. Lôi động cửu thiên. Một tiếng thét dài, sấm sét bùng nổ. Kiếm trận dậy, sấm sét ra. Chương 557, ta tới trễ. Theo thực lực tăng lên, theo hơi thở mạnh mẽ, theo đối với sấm sét càng biết rõ và quen thuộc, Diệp Thần đối với sấm sét nắm trong tay, xưa không bằng nay. Nếu có thể đem sấm sét lực dung nhập vào kiếm chiêu chính giữa, vì sao không thể dung nhập vào kiếm trận bên trong? Đúng như Diệp Thần bây giờ làm. Đi đôi với sấm sét phun ra, toàn bộ Diệp gia chu vi 100 mét đất, nhất thời đổi được khô ráo, đổi cuồng bạo. Sấm sét qua, như vạn thú trà đạp. Vốn là uy lực kinh người đạo tôn phá tương trận, ở trong một cái chớp mắt này, lại là uy lực đột nhiên tăng. Oanh! Sấm sét qua, hủy hết sức thiên hạ. Chính là huyết sát ly thiên trận, như thế nào chống lại? Theo một hồi tiếng nổ nổ tung, thiên diêu địa động, huyết sát ly thiên trận hoàn toàn tan vỡ. Phốc phốc phốc! Kiếm trận bị phá, vốn là miễn cưỡng chống đỡ kiếm trận sát ly. Nhất thời gặp đồ sộ đả kích lớn. Trong miệng máu tươi cuồng phún, hắn cả người lảo đảo hướng phía sau liền lùi lại đi. Sắc mặt tái nhợt, lại không có chút máu. Không, làm sao có thể, Diệp Thần, ngươi làm sao làm được, ngươi trận pháp, rốt cuộc từ đâu tới đây, ngươi đến chỗ này chỉ không mấy phút nữa, căn bản không có bố trí kiếm trận cơ hội, lấy ngươi lực một người, thì như thế nào tạm thời thúc giục phát như vậy kiếm trận. Nhìn phía xa lóe lên sấm sét, nhìn mặt không cảm giác Diệp Thần, tiếp liền phun ra mấy ngụm máu tươi, Sát Ly mặt đầy hoảng sợ hét. Hắn không tin. Mình trận pháp, mình 10 phần chắc 9 sau cùng hậu thủ, lại bị Diệp Thần dễ dàng như vậy phá giải. Diệp Thần, hắn làm sao làm được? Diệp Thần thật chỉ là chân nguyên cảnh. Trước mắt thấy hết thảy, lật đổ Sát Ly nhận biết, để cho hắn lâm vào điên cuồng chính giữa. Trận pháp. Cần gì phải bố trí, đó bất quá là hạ đẳng trận pháp thôi, ta sát trận, tâm linh gây ra, sát trận liền đạt. Nhìn vẻ mặt dữ tợn Sát Ly, Diệp Thần cười nhạt. Không sai, đây chính là đạo tôn phá tương trận. Đây cũng là đạo tôn phá tương trận cường đại nhất địa phương. Tầm thường trận pháp, muốn thi triển, không thể nghi ngờ cần chuẩn bị nói trước một phen. Trừ phi thực lực đạt tới đỉnh cao, có thể vô căn cứ sinh vật. Có lẽ có thể tạm thời ngưng tụ kiếm trận. Chỉ tiếc, đây không phải là cường giả chân nguyên cảnh có thể làm được. Mà đạo tôn phá tương trận.
thì không cần. Diệp thần chỗ, chính là tâm trận. Chín chuôi phi kiếm ngưng tụ, chính là kiếm dẫn. Căn bản không có nhiều như vậy gông xiềng. Kiếm trận đã phá, sát ly, bây giờ ngươi cũng có thể chết đi. Ngay sau đó trong mắt sắc bén chớp mắt, Diệp thần mặt không cảm giác mở miệng nói. Hắn giống như tử thần, làm sao cùng thẩm phán. Huyết sát ly thiên trận bị phá ra, sát ly sau cùng thủ đoạn vậy đã không có. Huống chi, hắn hôm nay người bị thương nặng. Như thế nào cùng Diệp thần chống lại? Chậm thì xanh biến, Diệp thần không muốn có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Giết! Nghĩ tới đây bên, trong tay phù ấn ngưng tụ, Diệp thần lần nữa thúc giục phát đạo tôn phá tương trận. Oanh! Sấm sét gầm thét, kiếm khí tàn phá, kiếm quang ngất trời. Đạo tôn phá tương trận hội tụ một nơi, như hóa là kiếm ý cự thú, đáp xuống, mang địa ngục u quang, hướng sát ly chiếm đoạt đi. À không, Diệp thần, người đừng hòng à. Kinh khủng ý định giết người cuốn tới, sát ly cả người tựa như rơi vào đến cửu u địa ngục chính giữa. Vậy chết lạnh như băng, sâu tận xương tủy. Con người đột nhiên phóng đại, sát ly tiếng gào tuyệt vọng trước. Hắn toàn lực sử dụng trong tay pháp bảo. Múa trường kiếm trong tay, muốn ngăn trở trận pháp phản cổ. Đinh đinh đinh. Từng trận tiếng va chạm giòn giã truyền tới. Ánh lửa bung ra, mang từng trận kêu thảm thiết. Máu thịt hoành bay máu tươi phiêu sái. Sấm sét chính giữa, xương trắng lại là rất nhanh hóa là cho tàn. Vốn là người bị thương nặng sát ly, thậm chí còn không có đứng vững gót chân, thì như thế nào cùng Diệp thần chống lại? Chết, là hắn kết quả duy nhất. Cho đến cuối cùng một tiếng hét thảm rơi xuống, cho đến ngang dọc kiếm khí dần dần tản đi, chấn hồn kiếm trở lại Diệp thần trong tay, cho đến vậy một mảnh sấm sét dần dần thối lui, thiên địa lần nữa đổi được thâm trầm và mờ tối, Diệp gia lần nữa rơi vào đến như chết yên lặng chính giữa. Một tia gió lạnh vẫn còn ở gào thét, nhiều hơn một loại chết vắng lặng. Sát ly! Hắn thậm chí liền một khối máu thịt cũng không từng lưu lại. Sấm sét chính giữa! Sát ly cả người hoàn toàn hóa là cho tàn. Diệp thần hoàn toàn nghiền ép sát ly. Thần du cảnh tu sĩ. Vậy thì như thế nào? Hôm nay ở Diệp thần trước mặt, vậy chẳng qua là con kiến hôi giống vậy tồn tại thôi. Mấu chốt tay hắn cầm vạn đạo kiếm tôn Trần Thiên Lê Chí Cường kiếm quyết. Không chỉ như vậy, hắn còn có chấn lôi tông đoạn lôi nhân một đạo lực lượng. Chỉ một cái này hai vị đại năng đồ. Đủ để cho hắn không người nào có thể ngăn cản. Đây cũng là Diệp thần lớn nhất tự tin. Nhìn máu kia sương mù, Diệp thần liền vội vàng lấy ra mấy viên tụ khí đan, đan dược để cho hắn đan điền chân khí nhiều mấy phần. Vạn kiếm quy tông và lôi động cửu thiên đều tốt, duy nhất thiếu sót chính là quá tiêu hao chân khí. Hắn đan điền mặc dù ở bước vào chân nguyên cảnh làm lớn ra mấy phần, nhưng còn chưa đủ. Dẫu sao thượng cổ đại năng đồ. Cho dù là cấp thấp, đối với Hoa Hạ thậm chí còn Côn Lôn Hư đều là chí cao vô thượng tồn tại. Diệp thần nhìn một cái Hạ Nhược Tuyết, vội vàng đi tới, quan tâm nói, mới vừa rồi tên kia có hay không làm tổn thương ngươi. Thật xin lỗi, là ta tới trễ. Hạ Nhược Tuyết hốc mắt ửng đỏ, nước mắt trong suốt rơi xuống, đây là vui vẻ nước mắt. Thậm chí mới vừa rồi đau đớn cũng không tính cái gì. Chỉ cần Diệp thần an toàn trở về là đủ rồi. Mấy ngày nay, toàn bộ Hoa Hạ đều đang đồn Diệp thần chết trận sự việc. Thậm chí sướng suy Diệp gia. Dẫu sao không có Diệp thần, Diệp gia cái gì cũng không phải. Cũng may Hoa Hạ vị kia cụ già vận dụng lực lượng bảo vệ Diệp gia. Nếu không Diệp gia, đã sớm sụp đổ. Hạ Nhược Tuyết ôm chặt lấy Diệp thần, muốn đòi lấy hắn hết thảy. Thậm chí không có buông tay dự định. Ngay tại lúc này, Hạ Nhược Tuyết phát hiện cái gì? Trợn to hai mắt, chỉ sát ly chết đi phương hướng, nơi đó lại có thể từ từ ngưng tụ thành một đạo hắc vụ. Diệp thần, mau xem. Diệp thần nghe được thanh âm, theo Hạ Nhược Tuyết phương hướng nhìn lướt qua, một giây kế tiếp, diễn cảm hoàn toàn thay đổi. Sát ly một số thần hồn lại có thể không có hủy diệt. Một khi để cho cái này hắc vụ rời đi, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Hắn phải lau đi hết thảy. Không do dự nữa. Diệp thần hướng hắc phụ đi. Hắc phụ đã ngưng tụ thành một cái bóng, khi thấy Diệp thần tới, cười quỷ dị một tiếng, sau đó trực tiếp chui vào lòng đất. Diệp thần, ta mặc dù chết,
nhưng là ngươi hoàn toàn đắc tội Trịnh trưởng lão, sau ngày hôm nay, Trịnh trưởng lão liền sẽ đích thân rời núi. Đến lúc đó, bỏ mặc ngươi dùng thủ đoạn gì, cũng sẽ là một cái kết quả, đó chính là chết. Sát Ly rất rõ ràng, hắn phải không tiếc bất cứ giá nào đem tin tức truyền, nếu không cái này Diệp Thần lại trưởng thành tiếp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mắt xem hắn thì phải biến mất trên mặt đất bên trong, đột nhiên, một đôi bàn tay mang theo cái này cuồn cuộn kinh khí, trực tiếp đánh vào xuống. Bành! Diệp Thần trực tiếp một quyền đập vào trên mặt đất. Khoảnh khắc gian, loạn thạch hoành bay. Một cái ước chừng 2 mét hố sâu trực tiếp ngưng tụ mà thành. Bóng đen hoàn toàn hiển lộ. Hừ, còn muốn chạy trốn, ta đã cho ngươi cơ hội sao? Diệp Thần ngưng tụ ra một giọt máu tươi, đồng thời bổn mãng linh phù sử dụng. Vô số sấm sét ngưng tụ ở lòng bàn tay trên. Năm ngón tay trực tiếp xuyên thấu vậy đạo hắc vụ. Ngươi không bắt được ta. Ha ha, Sát Ly giữ tợn cười. Nhưng là hắn hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Thần diễn cảm tràn đầy tự tin. Xin lỗi, ngươi nghĩ lầm rồi. Ta cái này sấm sét không phải giống vậy sấm sét, mà là thiên lôi. Đủ để chấn vỡ thần hồn. Dứt lời, Diệp Thần năm ngón tay bỗng nhiên khép lại. Cánh tay kia thiên lôi lực, tựa như hóa là vô số chuôi lưỡi đao, điên cuồng xé không khí. Vậy đạo hắc phụ tại chỗ bị cắt thành vô số phần. Dữ tợn lại thanh âm thống khổ vang khắp. Sát Ly căn bản không nghĩ tới Diệp Thần sẽ có như thế một chiêu. Nhưng là hắn bây giờ kịp phản ứng, cây bản không có cơ hội. Hết thảy biến mất. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần thu tay về. Ánh mắt hướng Côn Lôn hư phương hướng nhìn một cái, hắn con người u oán. Huyết Minh, trả thù vừa mới bắt đầu. Còn có, Trịnh trưởng lão, xem ra ngươi chính là phía sau màn cầm lái người, ta phụ thân chắc là bị ngươi nhốt, đã như vậy, cái kế tiếp chính là ngươi. Diệp Thần nụ cười cực kỳ lạnh như băng, hàn triệt cốt tủy. Cùng lúc đó, Côn Lôn hư, nơi Huyết Minh. Một tòa linh khí tràn đầy bên trong nhà. Trịnh trưởng lão đang cùng Huyết Minh ngoài ra ông già đánh cờ. Hai người kỳ phùng địch thủ, đã xuống dòng dã 2 tiếng. Lão Trịnh, người nên đặt cờ. Lão kia người nhắc nhở. Trịnh trưởng lão gật đầu một cái, hai chỉ kẹp lại một viên trăm tử, vừa định rơi xuống, hắn diễn cảm hoàn toàn thay đổi. Sát Ly là hắn bên người coi trọng nhất người, cho nên, ở hắn đầu óc bên trong để lại một đạo liên lạc. Cái này liên lạc có thể ngoài ngàn dặm cảm giác Sát Ly hết thảy trạng thái. Mới đầu, hắn cảm giác được liên lạc yếu đi mấy phần, cũng không có quá để ý. Nhưng là làm cái này liên lạc hoàn toàn tiêu tán, hắn liền cảm giác được không được bình thường. Sát Ly chết, thậm chí liền thần hồn vậy không có ở đây. Rốt cuộc là ai? Có ai loại thủ đoạn này? Sát Ly nhiệm vụ lần này là đi Hoa Hạ. Hắn cảnh giới nhưng mà thần du cảnh tầng 6. Vậy Hoa Hạ người thứ nhất Diệp Thần chết, toàn bộ Hoa Hạ còn có ai có thể ngăn cản Sát Ly? Dù là Diệp Thần còn sống, cũng không có ai có thể dung chuyển à. Hoa Hạ rốt cuộc phát sinh cái gì? Một cổ vô hình tức giận ầm ầm bùng nổ, không người nào để ý rõ ràng giờ phút này Trịnh trưởng lão tức giận trong lòng. Hắn thành tựu Huyết Minh tử bào trưởng lão, thân phận tôn quý. Hắn chưa bao giờ như vậy bực bội qua. Đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Hắn dám khẳng định, Sát Ly trước khi chết, tuyệt đối nói qua mình thân phận. Nhưng là tên sát thủ kia cũng không có buông tha, thậm chí liền Sát Ly thần hồn vậy phá hủy. Đây là đang hướng hắn tuyên chiến. Ở hướng toàn bộ Côn Lôn hư Huyết Minh tuyên chiến. Rắc rắc. Vậy hai ngón tay giữa cờ trắng trực tiếp hóa là bột. Không chỉ như vậy. Toàn bộ bàn cờ cũng bể vỡ thành 2 mảnh. Đánh cờ ông cụ kia ngẩng đầu lên, con người đông lại một cái, hỏi Trịnh trưởng lão, rốt cuộc phát sinh cái gì? Vì sao tức giận như vậy? Trịnh trưởng lão không nói gì, đứng lên, bước nhanh hướng hầm giam đi. Huyết Minh hầm giam. Trịnh trưởng lão gặp được Diệp Thiên Chính. Thời khắc này Diệp Thiên Chính ngồi xếp bằng, mặc dù không có đang tu luyện, nhưng là nhưng tâm tĩnh như nước. Thậm chí liền Trịnh trưởng lão xuất hiện cũng không có mở mắt ra. Trịnh trưởng lão cầm một cái chế trụ Diệp Thiên Chính cổ, chợt đem đối phương giơ lên, sau đó nghĩ tới điều gì, lại đem Diệp Thiên Chính ném vào giường đá trên. Diệp Thiên Chính, ta hỏi ngươi,
Hoa Hạ Diệp gia, trừ Diệp thần trở ra, còn có cường giả gì sẽ che chở các người? Ở Trịnh trưởng lão xem ra, tất nhiên có người âm thầm ra tay. Hơn nữa thực lực cực kỳ khủng bố. Diệp Thiên Chính mở mắt ra, nhìn lướt qua Trịnh trưởng lão, cười lạnh nói, ta Diệp gia cũng chỉ mấy người, ai sẽ giúp chúng ta? Xem ngươi dáng vẻ như vậy hổn hển, hẳn là ở nhi tử ta trên tay ăn hết đi, ha ha, ta nhắc nhở qua các người rất nhiều hồi, ai cũng có thể chọc, duy chỉ có không thể chọc thần nhi. Trịnh trưởng lão khí tức quanh người bùng nổ, sát ý ngút trời, ngay tức thì một cổ khí tức vô hình hướng Diệp Thiên Chính đánh tới. Cường giả cơn giận, cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Sát khí này tựa như từng chuôi đao kiếm, vô tình hướng Diệp Thiên Chính đâm tới. Nhưng là còn chưa đâm vào Diệp Thiên Chính thân thể, Diệp Thiên Chính trong cơ thể lại bộc phát ra một hồi màu vàng ánh sáng. Ánh sáng tạo thành bình phong che chở, ngăn trở hết thảy. Vậy sát khí hoàn toàn tiêu tán. Trịnh trưởng lão ngẩn ra, lúc này mới cưỡng ép đem tức giận dưới áp chế tới. Loại này bình phong che chở hiện ra qua hiện rất nhiều lần, Diệp Thiên Chính trong cơ thể tựa hồ có một đạo lực lượng ở cưỡng ép bảo vệ Diệp Thiên Chính. Mấu chốt lực lượng này coi như là hắn vậy không phá nổi. Cực kỳ quỷ dị. Hắn chắc chắn Diệp Thiên Chính là phàm căn, không có bất kỳ huyết mạch. Nhưng là như vậy bình thường người, tại sao trên mình sẽ xuất hiện loại vật này? Trịnh trưởng lão cảm giác có chút nhức đầu, đoạn này thời gian, thằng nhóc kia xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn hắn hết thảy trận cước. Bây giờ thằng nhóc kia chết, vẫn là như nhau. Trịnh trưởng lão nhìn một cái Diệp Thiên Chính. Hư lạnh nói, có chuyện có thể phải để cho ngươi thất vọng, ngươi nhi tử Diệp thần đã bị ta huyết minh cường giả trấn áp mà chết, thậm chí liền thi thể cũng không có. Không thể nào, thần nhi có thông thiên thực lực, không thể nào xảy ra chuyện. Diệp Thiên Chính giận dữ hét. Có tin hay không là tùy ngươi, ở loại chuyện như vậy ta không cần phải lừa gạt ngươi. Bây giờ, ta cho ngươi một cái cơ hội sống, ngươi Diệp gia trừ các người ba người trở ra, còn có ai? Nói cách khác, ai sẽ vào lúc này giúp ngươi? Diệp Thiên Chính quay đầu lại, ta không biết. Ngươi hỏi nhiều đi nữa, ta cũng vẫn là đáp án này. Thứ không biết chết sống, nếu như không phải là xem ở trên mình ngươi còn có giá trị phân thượng, ta đã sớm ra tay. Ta cho ngươi một tiếng cân nhắc, nếu như ngươi không nói, ta sẽ để cho ngươi bỏ ra giá thê thảm. Trịnh trưởng lão nói xong, một phất ống tay áo trực tiếp hướng bên ngoài đi. Sát ly xảy ra chuyện, để cho hắn phải tự mình đi một chuyến Hoa Hạ. Hắn một mực xem thường Hoa Hạ, tựa hồ ở trải qua nào đó biến đổi lớn. Thậm chí, có thể uy hiếp huyết minh phát triển. Hoa Hạ Diệp gia. Giải quyết sát ly sau đó, Diệp thần lại là Diệp gia ngưng tụ một đạo mới trận pháp. Hắn bây giờ đã bước vào chân nguyên cảnh thứ ba tầng, lại lấy được Trần Thiên Lê rất nhiều hướng dẫn. Ngưng tụ trận pháp tự nhiên so với trước đó cường thượng không thiếu. Lần này nếu như không phải là trận pháp là hắn tranh thủ thời gian, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hạ Nhược Tuyết liền yên lặng canh giữ ở Diệp thần bên người, Diệp thần để cho nàng hỗ trợ, nàng liền làm theo. Đúng rồi, mụ ta và những người khác đâu? Diệp thần hỏi. Từ truyền tới ngươi xảy ra chuyện tin tức sau đó, mọi người trong lòng cũng không tin. Rồi sau đó nhất trí quyết định đi tu luyện phòng đột phá, bây giờ bọn họ hẳn thuộc về đột phá điểm giới hạn, tạm thời còn chưa ra. C.S.U.E.NG 558.2, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Nếu như bá mẫu, tôn di còn có Chu Nhã biết ngươi không có sao, nhất định sẽ rất vui vẻ. Hạ Nhược Tuyết bắt Diệp thần tay, giải thích. Diệp thần nhìn lướt qua phòng tu luyện. Tự nhiên có thể cảm giác được lớn nhỏ không đồng nhất đột phá hơi thở. Ở giữa nhất căn nhà kia đột phá hơi thở cực kỳ đậm đà, nếu như không đoán sai, hẳn là mẫu thân. Bất chi bất giác bên trong, mẫu thân đã khí động cảnh đỉnh phong. Không có luân hồi mộ địa loại này nghịch thiên tồn tại, hoàn toàn dựa vào thiên phú và hắn cho đan dược, có thể nhanh như vậy đột phá, mẫu thân dù là thả vào Côn Lôn hư vậy coi là người thiên phú. Diệp thần và Hạ Nhược Tuyết trong phòng tu luyện bên ngoài đợi đã lâu, phát hiện còn không có đột phá kết thúc dấu hiệu. Nhược Tuyết, nếu không, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, mấy ngày nay ngươi hẳn không làm sao ngủ ngon đi. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu một cái, mặc dù có một tia buồn ngủ, nhưng vẫn là yên lặng canh giữ ở Diệp thần bên người,
ta không buồn ngủ đâu, nếu như ngươi buồn ngủ, ta nguyện ý cùng ngươi ngủ một hồi. Diệp Thần cười một tiếng, liền nói, được, ta vây hãm, chúng ta cùng đi nghỉ ngơi, các nàng hẳn không nhanh như vậy đột phá thành công. Ừ, Hạ Nhược Tuyết và Diệp Thần đi thẳng tới lầu ba gian phòng. Ôm nhau ở trên giường, không lâu lắm, Hạ Nhược Tuyết liền nhắm mắt lại, trầm trầm ngủ. Nhìn bên người nằm một cái như này tuyệt đẹp thiếu nữ, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười. Bây giờ hẳn là mấy ngày nay hắn thoải mái nhất trạng thái. Chỉ bất quá loại trạng thái này còn có quá nhiều tai họa ngầm. Huyết minh một ngày không diệt, vô cùng hậu hoạn. Còn có cái đó là kiếm tông, phỏng đoán vậy phát giác là kiếm tông phái đi ra ngoài đệ tử đã xảy ra chuyện, dựa theo loại này đại tông môn tính cách, tuyệt đối sẽ không thả qua mình. Phỏng đoán muốn không được bao lâu, huyết minh vị kia trịnh trưởng lão cùng với lạc kiếm tông mạnh hơn tồn tại, sẽ cuộn sạch gió bão tới. Muốn chân chính an ninh, chỉ có hủy diệt cái này hai cái tông môn. Dưới mắt hắn thực lực khẳng định không đủ, nhưng là có người có thể. Diệp Thần cầm ra màu đen hòn đá nhỏ, con người đông lại một cái, liền lần nữa đi tới luân hồi mộ địa. Luân hồi mộ địa vô cùng yên lặng. Một cái cả người tràn đầy sấm sét mờ ảo bóng người chỉ như vậy đưa lưng về phía Diệp Thần. Ngươi rốt cuộc nghĩ đến ta tồn tại. Sự việc xong xuôi, ta lôi động cửu thiên uy lực như thế nào? Đoạn Lôi Nhân xoay người lại, có nhiều thú vị nhìn Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn chỉ bất quá dùng lôi động cửu thiên một số lực lượng giống như này khủng bố. Nếu như đem tất cả lực lượng phóng thích, đủ để trấn áp một khối cường giả. Sư phụ! Lôi động cửu thiên xa xa vượt ra khỏi ta tưởng tượng. Đoạn Lôi Nhân đối với câu trả lời này coi như hài lòng, sắc mặt hòa hoãn mấy phần, trên mình ngươi có vậy đạo bổn mạng linh phù, học tập ta công pháp tương đối mà nói sẽ dễ dàng rất nhiều, trọng yếu nhất chính là, ngươi có thể hấp thu thiên lôi. Thiên lôi là hoa hạ cũng hoặc là côn lôn hư cường đại nhất sấm sét nguyên tố, người bình thường muốn phải chịu đựng cũng rất khó, mà ở ngươi nơi này, thiên lôi thành ngươi bổn mạng linh phù tư bổ vật. Người tu tập đồ ta, có thể so với người bình thường mau hơn rất nhiều. Người bây giờ có thể chuẩn bị xong. Hắn vốn cho là Diệp Thần sẽ lập tức đáp ứng, lại không nghĩ rằng, Diệp Thần cự tuyệt. Sư phụ, ta dưới mắt còn có việc phải xử lý, chậm chút lại tới học tập. Đoạn Lôi Nhân vậy không miễn cưỡng, gật đầu một cái cũng tốt. Ngay tại lúc này, hắn chú ý tới Diệp Thần hướng luân hồi mộ địa một cái đi về phía, rất nhanh bước chân dừng lại. Nhặt lên hai chuôi kiếm gãy. Trảm Long kiếm. Ở núi Côn Lôn đỉnh, Trảm Long kiếm vì hộ chủ, đã hoàn toàn gãy lìa. Thậm chí liền kiếm linh cũng là cực kỳ yếu ớt. Bị tổn thương rất nghiêm trọng. Năm đó, Diệp Thần từ Lục Hàn Xương trong tay trao đổi gãy lìa Trảm Long kiếm, lại đang chu ra tu bổ chế tạo kiếm này. Lại không nghĩ rằng, Trảm Long kiếm không có chống nổi nửa năm. Cái này nửa năm. Nếu như không có Trảm Long kiếm bảo vệ, hắn cũng không khả năng như vậy thuận lợi. Diệp Thần và Trảm Long kiếm bây giờ đã sớm có tình cảm. Trần Thiên Lê nói đây là Trảm Long kiếm cơ duyên, nhưng là dưới mắt, Diệp Thần căn bản không biết như thế nào chữa trị. Trảm Long kiếm linh khí đang điên cuồng trôi qua, phỏng đoán muốn không được bao lâu, liền sẽ biến thành một đống sắt vụn. Đoạn Lôi Nhân tự nhiên phát giác Diệp Thần tâm sự, cười một tiếng, thằng nhóc. Ngươi ngược lại là rất quan tâm kiếm này, chỉ bất quá kiếm này rất khó sử dụng nữa, trừ phi. Nghe được trừ phi hai chữ, Diệp Thần trong mắt sáng lên, kích động nói, sư phụ, ngươi có thể có biện pháp tu bổ. Đoạn Lôi Nhân lắc đầu một cái, tu bổ là không thể nào, nhưng là ngươi có thể lần nữa giao phó cho kiếm này ý nghĩa tồn tại. Có ý gì? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Đoạn Lôi Nhân năm ngón tay nắm chặt. Vậy hai khúc kiếm gãy ngay tức thì bị lôi điện bao vây, lại là trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Chế tạo kiếm này vật liệu và nguyên tố lực mặc dù không tệ, nhưng là cùng Côn Lôn hư một ít cao cấp vật liệu chênh lệch quá xa. Hắn hiện ở cái trạng thái này, dù là chữa trị khỏi cũng không có quá lớn ý nghĩa, nhưng là ngươi có thể để cho nó niết sống lại. Kiếm này kiếm linh ta lấy lôi hồn ý đem vững chắc, kiếm linh này đối với ngươi mà nói mới là trọng yếu nhất tồn tại. Kiếm linh và người hồn phách như nhau, dạy chủ đạo, người như lần nữa đúc kiếm, cũng đem kiếm linh sắp đặt trong đó, không thì đồng nghĩa với nó niết sống lại. Đây đối với người cũng hoặc là kiếm này đều là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu.
Diệp Thần gật đầu một cái, nhưng là hắn đúc kiếm thủ đoạn muốn chế tạo một cái chí cường kiếm căn bản không có thể. Hắn mặc dù hiểu mấy phần, lại không có chuyên nghiệp như vậy. Nếu như chế tạo giống vậy kiếm, bỏ vào kiếm linh, con kia sẽ lãng phí. Hắn nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Đoạn Lôi Nhân, chắp tay nói, sư phụ, xin cho đồ nhi chỉ một cái tên đường. Đoạn Lôi Nhân gật đầu một cái, đưa ngón tay ra, chỉ hướng còn lại hai ngồi có thể dẫn động mộ bia, nhàn nhạt nói, ta không hiểu lắm đúc kiếm, nhưng là ta biết luân hồi mộ địa có một người hiểu, nếu như có hắn trợ lực, hết thảy vấn đề cũng biết đổi được vô cùng đơn giản. Diệp Thần ánh mắt rơi ở trong đó một tòa mộ bia trên. Tòa mộ kia bia tựa như bị ngọn lửa cháy, toàn thân đỏ lên. Vị này chẳng lẽ là đúc kiếm đại sư? Hắn không phải cái gì đúc kiếm đại sư, nhưng là vô số đúc kiếm đại sư kính ngưỡng tồn tại. Diệp Thần vừa định thử nghiệm dẫn động, ngoại giới đột nhiên truyền đến một đạo chấn động ý, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể rời đi luân hồi mộ địa. Túi điện thoại di động reo. Là một cái mã số xa lạ. Diệp Thần nhấn nút trả lời. Diệp Thần, không thể không nói, từ Hồng Kông đến Kinh Thành, người rất nhiều chuyện tình cũng lớn lớn vượt ra khỏi ta dự liệu, nhưng là lần này ngươi may mắn còn sống, Côn Lôn hư những tông môn kia tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Theo ta biết, Lạc Kiếm Tông đã từ Côn Lôn hư trong đi ra, lần này đi ra ngoài cũng không phải là nhân vật nhỏ, trong đó có Lạc Kiếm Tông tông chủ. Thậm chí còn có một vị thân phận càng tôn quý hơn tồn tại. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ chọn rời đi Hoa Hạ. Đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Bên đầu điện thoại kia thanh âm già nua vang khắp. Diệp Thần nhíu mày một cái, cảm thấy quen thuộc, cụ thể nhưng lại không nói ra được ngươi là ai. Xem ở ra ra ngươi mặt mũi, ta nguyện ý mang ngươi đi một chỗ, cách xa phân tranh, ra ra ngươi lấy sinh mạng giá phải trả bố trí. Hắn cũng không hy vọng ngươi thật sớm chết hiểu, ta cũng không hy vọng. Ngươi làm sự việc, đã không thể khống chế, không đi nữa, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thần đoán được cái gì? Cái này ông già chẳng lẽ chính là gia gia trong miệng vị bằng hữu kia? Ngươi chính là gia gia Hồng Kông vị bằng hữu kia? Diệp Thần hỏi. Bên đầu điện thoại kia không trả lời. Yên lặng rất lâu, mới nói ta mới vừa nhận được tin tức. Lạc Kiếm Tông đã bước vào kinh thành, đang hướng Diệp gia tới. Không có quá nhiều thời gian giải thích, người như ý ta mang người đi, ta một phút bên trong liền chạy tới Diệp gia. Diệp Thần nhíu mày một cái, mở miệng nói, vậy ta mẫu thân và người còn lại làm thế nào? Thanh âm già nua vang lên lần nữa, bọn họ mệnh không đáng tiền, mạng ngươi mới đáng tiền. Ta chỉ có thể mang ngươi một người đi. Diệp Thần nghe được như vậy không giải thích được tiếng nói. Cười lạnh một tiếng, vậy không cần, chuyện ta, chính ta có thể giải quyết. Sau đó, điện thoại trực tiếp cúp. Cùng lúc đó, kinh thành tốt nguyên cao ốc lầu cuối, một cái cầm bầu hồ lô bầu rượu ông già bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đưa điện thoại di động nắm chặt, ngay tức thì hóa là bột. Hắn cầm bầu rượu lên, uống một hớp, ánh mắt nhìn về phía kinh thành Diệp gia phương hướng, lẩm bẩm nói, lão gia, ta đã cho cháu trai của ngươi cơ hội qua, chính hắn không quý trọng. Chọc ra lớn như vậy cái giỏ, hắn lại có thể một chút cảm giác nguy cơ cũng không có. Người kế hoạch sớm muộn chết hiểu, thôi, đây cũng là mệnh ơ. Dứt lời, ông già lại uống một hớp rượu, sau đó trực tiếp từ sân thượng nhảy xuống, tiêu tán ở trong không khí. Diệp Thần sau khi cúp điện thoại, nhìn một cái ngủ say Hạ Nhược Tuyết, ngón tay bóp quyết, một đạo che đậy trận pháp tạo thành. Nên tới vẫn phải tới. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Như vậy chuyện kế tiếp, liền do hắn đi đoạn đi. Lạc Kiếm Tông. Tông chủ tự mình tới Hoa Hạ, có ý tứ, thật sự có ý nghĩa. Còn có một cái tôn quý người. Coi như lại tôn quý, tới thì đã có sao. Hắn bây giờ có Đoạn Lôi Nhân, còn có ngoài ra hai ngồi mộ bia có thể dẫn động. Hắn có cái gì tốt sợ hãi. Vừa vặn, Lạc Kiếm Tông thủy chung là uy hiếp, nếu đã tới, trực tiếp lao đi. Cùng Lạc Kiếm Tông sự việc xử lý kết thúc, hắn liền tự mình đi một chuyến Côn Lôn hư, tìm Huyết Minh. Diệp Thần đi tới phòng tu luyện, giống vậy xếp đặt một đạo che đậy đại trận. Hắn cũng không hy vọng động tĩnh bên ngoài ồn ào đến mẫu thân và người khác đột phá tu luyện. Sau đó hắn liền rời một cái ghế, ngồi ở Diệp gia chính giữa cửa. Thậm chí đốt một điếu thuốc, dựa vào, hút phì phò.
nhìn như tựa hồ rất là nhàn nhã. 10 phút sau đó, Diệp Thần dưới chân nhiều mấy cái tàn thuốc, mà xa xa tiếng bước chân rốt cuộc truyền tới. Lạc Kiếm Tông, tới. 2 ngày thời gian, Lạc Kiếm Tông từ trên xuống dưới chấn động. Bởi vì những cái kia đi Hoa Hạ trưởng lão và đệ tử, tất cả đều chết hết. Đây đối với Lạc Kiếm Tông mà nói đã là đại sự. Vốn là tông chủ không nên tự mình hỏi tới, nhưng là cái này 2 ngày, Vạn Kiếm Tông một vị tôn quý trưởng lão vừa vặn ở Lạc Kiếm Tông. Mà đây vị Vạn Kiếm Tông trưởng lão đã từng nói, nếu như đám người kia dàn xếp không được, hắn vừa vặn phải đi Hoa Hạ, có thể giúp Lạc Kiếm Tông giải quyết chuyện này. Lạc Kiếm Tông tông chủ làm sao sẽ để cho loại này tôn quý người giải quyết nhỏ như vậy chuyện đâu. Cho nên chỉ có thể tự mình đi theo. Coi như là mang vị này tôn quý người tới Hoa Hạ du lịch đi. Không lâu lắm, bọn họ liền đi tới lá cửa nhà. Làm xem Diệp ra cửa ngồi một cái ăn mặc đồ dạo phố nam tử, hơn nữa đang hút phì phò hút thuốc, tất cả mọi người đều nhíu mày. Bọn họ tự nhiên biết người này chính là Diệp Thần. Trên tay dính Lạc Kiếm Tông trưởng lão và đệ tử máu tươi Diệp Thần. Lạc Kiếm Tông tổn tông chủ trong lòng tức giận vạn phần. Loại này ác ma giết người, lại còn có tâm tình ở chỗ này hút thuốc. Vạn Kiếm Tông trưởng lão Thẩm Thạch Khê nhìn một cái hút thuốc lá Diệp Thần, diễn cảm lộ ra một chút hứng thú, tôn tông chủ, thằng nhóc kia tựa hồ biết chúng ta muốn tới, lại chờ chúng ta, có ý tứ. Như vậy không lo ngại gì tồn tại, ta đây là hồi thứ nhất thấy. Thẩm Thạch Khê đối với Diệp Thần không có quá nhiều cừu hận, hắn lần này tới Hoa Hạ mục đích chủ yếu không phải Diệp Thần, mà là tìm vị kia Vạn Đạo Kiếm Tôn tiền bối. Vạn Kiếm Tông thông qua một ít thủ đoạn, cuối cùng theo dõi đến Hoa Hạ. Còn như vị kia Chí Cường tiền bối ở Hoa Hạ nơi nào, bọn họ cũng không biết. Đầu mối duy nhất, liền là một khối ngọc bội. Dù sao tới Hoa Hạ, chỉ có thể thử vận khí một chút. Nếu như là Kiếm Tông không giải quyết được thằng nhóc kia, hắn thuận tiện ra một tay, bán cái ân huệ. Tôn tông chủ nghe được Thẩm Thạch Khê như vậy lời nói, trên mặt có chút không nén giận được, đối với bên người một vị đệ tử nói, Huyền Nhất, người đi thử một chút thằng nhóc kia sâu cạn, ta đây là tò mò, thằng nhóc này chỉ bất quá chân nguyên cảnh tu vi, như thế nào chém chết ta là Kiếm Tông nhiều cường giả như vậy. Một cái hai tròng mắt lạnh như băng thanh niên đứng dậy. Thanh niên tên là Huyền Nhất, Lạc Kiếm Tông một trong thiên tài. Chính là 35 tuổi, liền bước chân vào thần du cảnh tầng thứ nhất. Ở tất cả mọi người nhìn lại, đủ để nghiền ép. Tông chủ, ta tới giết liền cái này tiểu phế vật là chết đi Lạc Kiếm Tông người báo thù. Không thể để cho Diệp Thần cuồng ngông đi xuống, nếu không, ngày sau Lạc Kiếm Tông như thế nào còn có mặt mũi đặt chân Côn Lôn hư đất đai trên. Nghĩ tới đây bên. Huyền Nhất thân hình nổ bắn ra ra. Ma đầu điên cuồng giết người Diệp Thần, hôm nay, người để mạng lại. Một tiếng thét dài, Huyền Nhất quanh thân khí thế bạo tăng, ý định giết người hiện ra hết. Rầm rầm, thét dài tiếng chính giữa, chính là thấy Huyền Nhất thân hình hóa là một đạo lưu quang, như lợi kiếm bắn ra, khí thế lăng như vậy. Hô, một hồi gió lớn cuộn sạch, quyền phong nổ tung. Lạc Kiếm Tông Huyền Nhất 2 quả đấm vô căn cứ đánh ra, chấn động thiên địa. Mắt thấy Huyền Nhất ra tay, tất cả mọi người khóe miệng đều lộ ra một tia nghiền ngẫm. Bọn họ một mắt nhìn ra Diệp Thần và Huyền Nhất chênh lệch. Đây cơ hồ là nghiền ép chi cục. Kết quả rất rõ ràng. Diệp Thần dĩ nhiên là chú ý tới đối phương sát ý, không hoảng hốt không vội vàng bóp tắt trong tay khói. Như thế xem thường ta. Ngươi cho là ngươi thực lực có thể cùng ta đánh một trận. Kiến càng hám cây, tự tìm đường chết. Huyền Nhất ý định giết người hiện ra hết, Diệp Thần tự nhiên không khách khí nữa. Mắt thấy giết tới trước mặt Huyền Nhất, Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng. Huyền Nhất khí thế khá là mạnh mẽ, nhưng là cùng sát ly so sánh, kém rất nhiều. Như thực lực này, muốn chém chết mình. Cái này là Kiếm Tông không khỏi quá coi thường mình. Đã như vậy. Hắn liền phải trả giá thật lớn. Liền trước từ ngươi bắt đầu. Nghĩ tới đây bên, một hồi thét dài, Diệp Thần hơi thở bạo tăng. Đạp đạp đạp. Trường phong rẽ sóng bước ra, Diệp Thần thẳng treo biển cả. Đón nhào tới Huyền Nhất, Diệp Thần không chút nào ý lùi bước. Một cái dựa vào đan dược bước vào thần du cảnh người,
thực tế chiến lực chỉ bất quá chân nguyên cảnh mà thôi. Muốn ở hôm nay Diệp Thần trước mặt càn rỡ, thật là không biết sống chết. Không có chút nào hoa chiêu có thể nói, đón đối phương hai quả đấm, Diệp Thần chính là một cái sát quyền đánh ra. Oanh! Tiếng nổ như sấm nổ tung, tung lên sóng gió kinh hoàng. Không tốt, Huyền Nhất mau lui lại. Mắt thấy Diệp Thần một quyền này bộc phát ra khí thế, Lạc Kiếm Tông tông chủ con ngươi không khỏi được co rúm lại một chút, thần sắc đại biến. Trước đây, những cái kia phái đi ra ngoài trưởng lão đệ tử toàn bộ đều chết, ở hắn xem ra, hẳn là Diệp Thần thi triển cái gì thủ đoạn nhỏ. Cũng hoặc là, có cao nhân ra tay. Bây giờ, Diệp Thần ra tay một cái, liền để cho Lạc Kiếm Tông tông chủ cảm thấy bất an. Không phải sợ hãi, mà là một quyền này căn bản không phải chân nguyên cảnh tầng 3 lực lượng. Thật là cường đại một quyền, tốt mãnh liệt quyền phong. Lui, chậm. Ở Lạc Kiếm Tông tông chủ kinh hô thành tiếng đồng thời, Diệp Thần tiếng cười lạnh cũng đã truyền tới. Nếu coi thường mình, vậy liền phải trả giá thật lớn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn chọc Lạc Kiếm Tông, ngược lại là Lạc Kiếm Tông lần lượt hùng hổ dọa người. Hôm nay, Diệp Thần liền muốn đòi lại Lạc Kiếm Tông thiếu dưới mình. Giết! Nghĩ tới đây bên, sắc mặt đông lại một cái, Diệp Thần lớn tiếng quát lên. Oanh! Quyền phong bỗng nhiên bạo tăng, một quyền đánh ra ánh sáng vàng đầy trời, như liệt hỏa phần thiên, càn quét bát hoang. Phịch! Nặng nề tiếng va chạm một khắc sau truyền tới. Ken két! Cùng tiếng va chạm đồng thời bùng nổ, là xương cốt thanh thúy tiếng vỡ vụn. À à à! Trước còn một mặt ngông cuồng Huyền Nhất nhất thời kêu gào tê tâm liệt phế liền đứng lên. Diệp Thần một quyền này, cùng hắn vừa giao phong, chính là thủng quyền của hắn gió, đánh gãy hắn hai cánh tay. Hừ, cho ta chết. Hôm nay là Kiếm Tông người muốn giết mình. Đã như vậy, Diệp Thần cần gì phải nương tay? Trực tiếp chân áp. Huyền Nhất muốn giết mình, vậy Diệp Thần liền trước hết giết hắn. Một tiếng thét dài, một quyền uy lực không giảm chút nào. Diệp Thần một kích này, lấy thế dễ như bỡn, đem Huyền Nhất hai cánh tay oanh nghiền. Phịch. Rồi sau đó, một quyền uy lực còn lại trực tiếp đập rơi vào Huyền Nhất trên ngực. Sắc sắc. Lại là một hồi thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền tới. Mắt thường có thể thấy được, ở kinh khủng kia phá hủy lực dưới, Huyền Nhất ngực sụp xuống. Phốc phốc phốc. Máu tươi cuồng phún, mang từng tia nội tạng mảnh vỡ. Huyền Nhất giờ khắc này thậm chí liền kêu thảm thiết đều không cách nào kêu lên thảm thiết. Hắn há to miệng, trợn to hai mắt, cặp mắt bên trong tràn đầy tia máu. Hắn không thể tin nhìn trước mắt hết thảy, nhìn trước mắt Diệp Thần. Chân nguyên cảnh làm sao sẽ lớn mạnh như vậy? Huyền Nhất không dám tin tưởng. Diệp Thần, căn cốt tới tuổi 20 mà thôi, lại lớn mạnh như vậy. Tại sao có thể như vậy? Khó trách những cái kia bước vào Hoa Hạ Lạc Kiếm Tông cường giả toàn bộ bỏ mình. Mình là đánh giá thấp Diệp Thần. Mình, lần này, là xong đời. Cặp mắt dần dần vô thần, Huyền Nhất trong lòng còn dư lại sau đó muôn vàn hối hận. Phịch. Cho đến lại là một cổ sức trùng kích to lớn nổ tung, Huyền Nhất thân thể như con diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài, đập xuống ở Lạc Kiếm Tông mọi người dưới chân, thế giới thanh tịnh xuống. Ước chừng sững sốt chốc lát. Nhìn máu thịt mơ hồ, đã không có hơi thở Huyền Nhất, tại chỗ mấy cái Lạc Kiếm Tông người cũng điên rồi, cũng nổi điên. Tất cả mọi người đều không cách nào tiếp nhận hết thảy phát sinh trước mắt. Làm sao sẽ như vậy? Một chiêu giao phong, Diệp Thần lại thuận tiện lấy dễ như bỡn lực, giết trong nháy mắt bước vào thần du cảnh Huyền Nhất. Mặc dù Huyền Nhất mới vừa bước vào này cảnh, nhưng cũng là thần du cảnh cường giả à, không phải chân nguyên cảnh hậu kỳ. Thằng nhóc này làm sao làm được, hắn rốt cuộc cường đại đến cái bước gì? Diệp Thần, ngươi lại dám giết ta Đặng Bạc Thiên học trò. Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Bi phẫn chính giữa, Lạc Kiếm Tông lại là một cái người đàn ông trung niên cả người thét dài, thân hình nổ bắn ra ra. Hắn chính là Huyền Nhất sư phụ. Lạc Kiếm Tông Đặng Bạc Thiên. Mắt thấy cái này nổ bắn ra ra một đạo thân ảnh, Diệp Thần không có phản ứng chút nào. Mà là ngồi về vị trí. Đốt lại một điếu thuốc. Mặc dù nhìn như ung dung, nhưng là cảm thụ Đặng Bạc Thiên khí thế, Diệp Thần con ngươi không khỏi được co rúm một cái. Thần du cảnh hậu kỳ. Diệp Thần ngược lại là có một ít kinh ngạc.
Còn như cụ thể cảnh giới gì, Diệp Thần phát hiện không được. Nhưng là muốn giết ta, vậy cũng muốn xem ngươi bản lãnh. Trong lòng mặc dù giật mình, nhưng là, Diệp Thần sắc mặt nhưng là chưa từng chút nào biến hóa. Một cái thần du cảnh hậu kỳ người muốn giết mình, vậy cũng muốn xem, mình có đáp ứng hay không. Một cái huyền nhất xa xa không đủ để cho Lạc Kiếm Tông bỏ ra đầy đủ giá phải trả. Đặng Bạc Thiên mệnh, hắn Diệp Thần cũng muốn giết. Nghĩ tới đây bên, Diệp Thần không sợ chút nào, hướng Đặng Bạc Thiên đánh tới, đồng thời huyết long và bổn mạng linh phù sử dụng. Không chỉ như vậy, lôi động cửu thiên một số lực lượng cũng là hấp thu. Cái này tương đương với hắn nắm trong tay đoạn lôi nhân một tia lực lượng. Đủ để sánh bằng thần du cảnh cường giả. Nếu muốn giết, liền giết thống khoái. Một cái huyền nhất không đủ để cho Lạc Kiếm Tông thương cân động cốt. Nếu như cộng thêm một cái Đặng Bạc Thiên đâu, Lạc Kiếm Tông lại sẽ như thế nào? Diệp Thần khóe miệng hiện ra vậy vẻ tươi cười, rất là lạnh như băng. Diệp Thần, người khẩu khí thật là lớn. Diệp Thần không tiếc lời, cái này làm cho Đặng Bạc Thiên lại là lửa giận ngút trời. Hôm nay không giết Diệp Thần, hắn Đặng Bạc Thiên như thế nào ở nơi này Lạc Kiếm Tông đặt chân? Hắn như thế nào kế nhiệm Lạc Kiếm Tông trưởng lão vị? Xuyên Vân trưởng. Tiếng giống giận chính giữa, chỉ gặp cái này Đặng Bạc Thiên hai tay chồng lên, đột nhiên đánh ra. Chớp mắt bây giờ, Diệp Thần trước mặt, đều là trưởng ảnh. Từng đạo trưởng ảnh, như tinh thần vẫn thạch, hướng Diệp Thần đập xuống tới. Xuyên Vân trưởng. Ha ha ha, hôm nay ta liền mặc ngươi cái này Xuyên Vân trưởng. Cái này Xuyên Vân trưởng, thanh thế ngược lại là kinh người. Đáng tiếc, uy lực còn kém một ít, nhìn như đầy trời trưởng ảnh, thực thì sơ hở trăm chỗ. Tối thiểu, cái này Đặng Bạc Thiên là không có tu luyện tới nhà. Sát Quyền Tông La Vân Thiên dạy cho quyền của hắn trưởng kỹ, bất kỳ một đạo đều đủ để phá vỡ cái này Xuyên Vân trưởng. Như vậy chiêu thức cũng muốn ngăn trở mình. Diệp Thần cười nhạt, cái này Đặng Bạc Thiên chẳng qua là tự tìm cái chết thôi. Nếu hắn tự tìm cái chết, Diệp Thần tác thành hắn. Phá vỡ cho ta. Thân hình bắn ra, một tiếng giống giận, Diệp Thần hai quả đấm đánh ra. Chạy thẳng tới cái này đầy trời trưởng ảnh sơ hở chỗ đi. Oanh! Tiếng rên nổ tung, gió lớn cuộn sạch. Vậy bóng trưởng đầy trời, ở một kích này dưới, miễn cưỡng bị Diệp Thần xé ra một vết thương. Thương Long Huyễn Thân Quyết. Chân đạp Thương Long Huyễn Thân Quyết, căn bản không có để ý tới một mặt kinh ngạc Đặng Bạc Thiên, Diệp Thần thân hình lóe lên. Không tốt, Đặng trưởng lão, mau tránh. Lạc Kiếm Tông Tông chủ thanh âm lần nữa truyền tới. Hiển nhiên, hắn phát giác không ổn. Chỉ tiếc, nước xa không cứu được lửa gần. Đến khi cái này Đặng Bạc Thiên nhận ra được không được bình thường, vẫn còn kịp. Diệp Thần thân hình giống như quỷ mị vậy. Nhưng là đã sớm xuất hiện ở Đặng Bạc Thiên bên người. Thiếp sơn kháo. Hành vi như gió, động như hổ. Một cái thiếp sơn kháo, chấn nhiếp bát phương. Phịch. Vạn eo, phát lực. Một hồi nặng nề tiếng va chạm như sấm rền nổ tung, Diệp Thần thân thể hung hãn cùng Đặng Bạc Thiên đụng vào nhau. Trong nháy mắt, có thể rõ ràng nghe được xương cốt gãy liệt tiếng. À! Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết chính giữa. Đặng Bạc Thiên cả người như bao cát, bị Diệp Thần chấn động bay ra. Máu tươi đầy trời, Đặng Bạc Thiên toàn bộ phần lưng, tựa như cũng sụp xuống. Một kích này thiếp sơn kháo, Diệp Thần nhưng mà đích thực đánh vào Đặng Bạc Thiên trên mình. Bất ngờ không kịp đề phòng Đặng Bạc Thiên, há có thể chịu đựng cái này thiếp sơn kháo một kích toàn lực. Giờ phút này, mặc dù còn treo một hơi, nhưng là, chỉ sợ quanh người hắn xương cốt. Đã ở Diệp Thần một kích này chính giữa, phán đoán thất thất bát bát chứ. Thậm chí, nếu không cách nào kịp thời cứu, cái này Đặng Bạc Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn muốn giết ta sao? Một kích bị thương nặng Đặng Bạc Thiên, Diệp Thần khí thế bừng bừng. Nhìn bay rớt ra ngoài Đặng Bạc Thiên, hắn một tiếng thét dài, thân hình không ngừng đuổi tới. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh, giờ khắc này Diệp Thần. Dự định trực tiếp kết liễu Đặng Bạc Thiên tánh mạng. Khốn kiếp, Diệp Thần, đừng càn rỡ. Diệp Thần, người đừng hòng được như ý à. Diệp Thần, dừng tay. Diệp Thần cái này ý định giết người lăng nhiên truy kích, để cho Lạc Kiếm Tông tất cả mọi người hoảng sợ đứng lên. Huyền Nhất đã chết,
Chẳng lẽ Diệp Thần thật muốn đem Đặng Bạc Thiên vậy chém chết? Không được. Nếu như Đặng Bạc Thiên chết đối với Lạc Kiếm Tông là bực nào đả kích? Giờ khắc này, Lạc Kiếm Tông hoàn toàn rối loạn trận cước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.